Chương 209 huynh đệ tỉ muội. Tắc tiếp nước hương, biệt thự chung. Lão công, người cảm thấy cái này thế nào, có thể hay không nhan sắc quá phai nhạt một chút a? Lâm Thanh Hạm đứng ở toàn thân kính trước, không ngừng vặn vẹo vòng eo. Trương Huyền trên mặt treo đạm cười, không đạm, thực mỹ lão bà, người xinh đẹp mặc gì cũng đẹp, người tùy ý một chút là được. Không được, Lâm Thanh Hạm chu miệng, đây là lần đầu tiên chính thức nhận thức người bằng hữu, như thế nào có thể tùy tiện sao, liền cái này đi. Lâm Thanh Hạm tuyển nửa ngày, lựa chọn một kiện vàng nhạt sắc váy liền áo, xứng với đỉnh đầu vàng nhạt sắc nữ sĩ che nắng mũ, vành nón phía trên hệ một quả màu đen giải lụa, có vẻ khí chất mười phần. Hôm nay Lâm Thanh Hạm, thoáng vẽ chút trang điểm nhẹ. Nữ nhân hóa trang điểm nhẹ, đại biểu cho đối người khác tôn trọng. Một chiếc dài hơn bản Rolls Royce chạy ở Ngân Châu thị trên đường phố. Ngu ngốc, người có thể a, đem người chân quý rượu ngon đều lấy ra tới. Tóc đỏ thanh niên ngồi ở bên trong xe, loạng choạng trong tay rượu vang đỏ ly, mỹ tư tư phẩm một ngụm, đầy mặt đều là hưởng thụ. Hồng mao quái, người cấp lão tử hảo hảo nói chuyện, bằng không tin hay không lão tử nhổ sạch ngươi lông chim. Bạch Trì hắc một khuôn mặt, đối với chính mình tên này, nói thật, hắn ý kiến đều rất lớn, nếu không phải trong nhà lão nhân kia quyết tâm không cho sửa, hắn sớm mấy năm liền đem tên sửa lại. Hắc hắc, tóc đỏ thanh niên cười, người đem ta tóc rút, người đến cho ta một lần nữa khởi ngoại hiệu, ta còn có thể kêu ngươi ngu ngốc. Sao, Bạch Trì buồn bực không thôi, hắn nhìn mọi người, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, lão đại chuyên môn công đạo, lần này chính là đơn giản ăn một bữa cơm. Các người ai cũng đừng tặng lễ gì, tẩu tử không biết lão đại thân phận, đều biểu hiện bình thường một chút. Minh bạch, phí lôi tư so cái ok thủ thế. Tương lai tò mò hỏi, ngu ngốc, đại tẩu là cái dạng gì người a? Cái dạng gì người, Bạch Trì suy tư vừa lật, trả lời nói, một cái thực bình đạm nữ nhân, lão đại hiện tại muốn, chính là loại này bình đạm sinh hoạt. Mọi người như suy tư gì gật gật đầu. Phải có người khác ở trong xe. Nghe đến mấy cái này người ta nói, Ngân Châu thương nghiệp nữ vương Lâm Thanh Hạm là cái bình đạm nữ nhân, nhất định sẽ kinh rất răng hàm, nhưng đối với này người trong xe tới nói, Lâm Thanh Hạm thân phận, thật là bình đạm không có gì lạ. Ăn cơm địa phương, Trương Huyền đã trước tiên chia Bạch Trì, ở khoảng cách Tân Khải khách sạn còn có 2 km lộ trình thời điểm, Bạch Trì đám người liền đi xuống xe, đi bộ hướng Tân Khải khách sạn đi đến. Này mấy người đi ở trên đường. Trừ bỏ Bạch Trì cùng phí lôi tư xuyên còn tính bình thường bên ngoài, tóc đỏ kia một thân màu đỏ sậm áo choàng, tương lai cả người trắng tinh, nguyệt thần tóc dài lưu eo, hải thần cũng ăn mặc cùng loại với thượng thế kỷ trung kỳ cái loại này phương Tây lễ phục, nhìn rất là quái dị, hấp dẫn không ít trong mắt. Cũng may này đoàn người bên trong có 2 cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhìn cảnh đẹp ý vui, người qua đường chỉ đương này mấy cái là chơi cosplay. Tân Khải khách sạn nội. Lâm Thanh Hạm ngồi ở ghế lô hào vì 5-9 ghế lô chung, nhìn thực đơn. Lão công, người bằng hữu đều thích ăn chút cái gì à? Cái gì đều được, bọn họ không chọn. Trương Huyền mỉm cười nói. Lâm Thanh Hạm tỉ mỉ lật xem thực đơn, gọi món ăn cũng là một môn học vấn. Đang ở lúc này, ghế lô ngoại vang lên một đạo bất mãn giọng nữ. Ai à, ngồi 9-5, không biết ta là ai sao? Thanh âm này mới vừa truyền đến. Ghế lô môn đã bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Lâm Thanh Hạ mày liễu hơi nhíu, nhìn mắt ghế lô cửa, đập vào mắt là một đạo rất là hình bóng quen thuộc. Mà ghế lô ngoại người, cũng thấy được Lâm Thanh Hạ, đây là một cái tuổi ở hơn 20 tuổi nữ nhân, ăn mặc hoa lệ, mang theo một cái trân châu vòng cổ, trên đầu tóc ngắn năng cái cuốn, lớn lên thật xinh đẹp, nhưng cùng Lâm Thanh Hạ so sánh với, vẫn là kém 2 cái cấp bậc. Ta tưởng ai ngồi ở này cửu mũ chí tôn ghế lô đâu, nguyên lai là chúng ta Lâm Tổng A, nghe nói ngày đó hỏa hoạn, người thiếu chút nữa đã chết. Nữ nhân đầy mặt khó chịu nhìn Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, làm Chu tỷ thất vọng rồi, may mắn còn sống, như thế nào, Chu tỷ muốn cái này phòng. Ta có thể cho ngươi A. Trương Huyền chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra này 2 nữ nhân chi gian có chút không đối phó. Nữ nhân sắc mặt khó chịu vẫy vẫy tay. Không cần, ngươi Lâm đại tổng tài đính ghế lô, ta Chu Tử Du có tài đức gì dám tỏa a? Nga, nghe nói Lâm tổng ngươi kết hôn, đây là ngươi lão công sao? Chu Tử Du ánh mắt đánh giá Trương Huyền, tấm tắc, xuyên thực bình thường sao, nghe Trịnh Sở nói, là ở rể đến Lâm gia, xem ra địa vị cũng không như thế nào cao, như thế nào soái ca, muốn hay không suy xét cùng họ Lâm ly hôn, ở rể đến chúng ta Chu gia, ta muội gần nhất cũng chính chọn lựa nàng như ý phu quân đâu,
đãi ngộ khẳng định so ngươi ở Lâm gia muốn hảo. Trương Huyền gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nhìn Chu Tử Du, thực xin lỗi a, mạo muội hỏi một câu, người muội là nào căn lông chim? Ân, Chu Tử Du bị Trương Huyền hỏi ngẩn ra, theo sau sắc mặt biến đổi, Lâm Thanh Hạc, nhà ngươi người cũng không biết hảo hảo quản quản sao? Xin lỗi a Chu tỷ. Lâm Thanh Hạc hướng Chu Tử Du cười một chút, nhà ta sự vẫn luôn là ta lão công làm chủ. Chu Tử Du vừa nghe lời này, sắc mặt có vẻ thật không đẹp, có thể, các ngươi có thể, có các ngươi hối hận thời điểm. Chu Tử Du lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói, ném cánh tay liền đi rồi. Đương Chu Tử Du rời đi sau, Lâm Thanh Hạm nghi hoặc một tiếng, kỳ quái, như thế nào tại đây đụng tới nàng? Này ai a? Trương Huyền tò mò hỏi, hắn chưa từng nghe Lâm Thanh Hạm nhắc tới quá cái gì họ Chu, lần trước đi cái kia bên ngoài hội sở, cũng chưa thấy được. Lâm Thanh Hạm trả lời, Trịnh Sở biểu tỷ. Nga, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cái kia Trịnh Sở, hắn còn có ấn tượng đâu, phía trước ở địch thánh đặc pháp thức nhà ăn, lão tưởng cho chính mình nan kham cái kia. Ở ghế lâu ngồi trong chốc lát, Trương Huyền di động thượng thu được Bạch Chỉ phát tới tin tức. Lão bà, bọn họ tới, ta xuống lầu tiếp một chút. Ta và ngươi cùng đi đi, Lâm Thanh Hạm nói liền phải đứng dậy. Không có việc gì, ta chính mình đi là được. Trương Huyền đè lại Lâm Thanh Hạm bả vai, cái kia lão bà, có chuyện này, đến cho ngươi trước tiên nói hạ. Chuyện gì, Lâm Thanh Hạm nghi hoặc nói. Khụ khụ, Trương Huyền ho khan hai tiếng, cái kia, ta những cái đó bằng hữu đi, người đều tương đối nhiệt tình, từ từ bọn họ nếu có cái gì đại phản ứng, ngươi ngàn vạn không cần ngoài ý muốn a. Nhiệt tình, Lâm Thanh Hạm còn không có dự vị lại đây lời này là ý gì thời điểm, Trương Huyền đã đi ra ghế lô, chiều dưới lầu đi. Trương Huyền đi vào khách sạn đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình này đó thân xuyên áo quần lố lăng huynh đệ tỉ muội. Qua, wow, các ngươi thật là quá chọc người chú mục. Trương Huyền cách thật xa, liền cất cao giọng nói. Nghe được thanh âm này, Nguyệt Thần đám người, toàn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đồng thời mở miệng nói, lão đại. Tới, hai vị mỹ nữ trước ôm một chút, Trương Huyền đi ra phía trước, hướng Nguyệt Thần cùng Tương Lai mở ra ôm ấp. Chương 210 ác ma danh. Lão đại, ngươi sẽ không sợ đại tẩu ghen sao? Tương Lai xinh đẹp cười, tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là chủ động cùng Trương Huyền ôm một chút. Nguyệt Thần đồng dạng, cho Trương Huyền một cái thật mạnh ôm, loại này ôm, giống như là huynh đệ chi gian như vậy, không có trộn lẫn còn lại cảm tình. Yên tâm đi, các ngươi đại tẩu còn không có keo kiệt như vậy. Trương Huyền vẫy vẫy tay. Lão đại, nhân gia cũng muốn ôm một cái sao? Bạch Nhân Tráng Hán Hải Thần. Vẻ mặt thẹn thùng nhìn Trương Huyền, anh. Bạch Chỉ nôn khan một tiếng, sao, ta tưởng phun. Ai có thể nghĩ đến, cái này làm nũng Bạch Nhân Tráng Hán, là ở vùng biển quốc tế thượng, lấy sức của một người, kinh sợ các quốc gia hạm đội mãnh người đâu. Mà này đó bị đại gia trở thành ở chơi cosplay người, bất luận cái gì một người, trên thế giới này, đều có được cực cao địa vị, muốn nói những người này bên trong thân phận bình thường nhất, hẳn là chính là Phí Lôi Tư. Phí Lôi Tư gia tộc, rất nhiều người cũng chưa nghe nói qua, chẳng sợ một ít hào môn, cũng không biết cái này gia tộc tồn tại, nhưng ở thế giới này đứng đầu một tầng, Phí Lôi Tư đại danh, lại là không người không biết, không người không hiểu, cái này được xưng toàn cầu nhất có tiền gia tộc, nghe nói Phí Lôi Tư gia tộc một năm thuần thu vào, có thể theo kịp cây gậy quốc một năm GDP tổng hòa. Nhưng mà, ở hiện tại này nhóm người, Phí Lôi Tư làm gia tộc bọn họ duy nhất người thừa kế, lại có vẻ phổ phổ thông thông. Bởi vì hắn chỉ có tiền, hoa không xong tiền. Phí Lôi Tư lão tử hoa thật lớn sức lực, mới làm Phí Lôi Tư gia nhập Quang Minh Đảo, trải qua mấy lần sinh tử sau, Phí Lôi Tư cùng Bạch Chỉ đám người, trở thành sinh tử huynh đệ. Trương Huyền cùng mọi người từng cái ôm sau, mang theo đại gia chiều trên lầu đi đến. Lão đại, người không biết, ngày hôm qua bọn người kia nghe được đại tẩu thỉnh ăn cơm tin tức sau, kia một đám kích động kính, ta phỏng chừng cả đêm cũng chưa ngủ. Bạch Chỉ đi theo Trương Huyền phía sau nói. Dựa, nói tiểu tử ngươi ngủ rồi giống nhau, tóc đỏ bĩu môi. Bọn họ những người này, tức tình như thủ túc, cũng đối Trương Huyền phi thường tôn kính, đừng nhìn mặt ngoài cùng Trương Huyền hi hi ha ha, kỳ thật Trương Huyền chỉ cần một câu, một cái mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ không chút do dự đi chấp hành, loại này tôn kính, là phát ra từ nội tâm. Mấy người ở lên lầu trong quá trình, vừa vặn bị Chu Tử Du nhìn đến. Vừa thấy đến này đàn cosplay bộ dáng người, Chu Tử Du trên mặt lập tức lộ ra khinh thường, ở nàng xem ra, đây đều là một đám không làm việc đàng hoàng, không có gì tiền đồ mặt hàng,
lại nghe, đều là Lâm gia cái kia tới cửa con rể bằng hữu, họ Lâm thỉnh bọn họ tới khách sạn lớn ăn một bữa cơm, liền một đám kích động ngủ không yên. Tiền đồ. Ở Chu Tử Du bên người, chạm này một người thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn giật nam nhân tây trang rải ra, quang đứng ở nơi đó làm người nhìn, liền cảm giác thân phận phi phàm. Chu Tử Du đem nam nhân cánh tay ôm vào trong ngực, lão công, ta vừa mới bị người khi dễ, người cần phải giúp ta báo thù a. Khi dễ ngươi, tuấn giật nam nhân sắc mặt biến đổi, ai? Liền bọn họ cái kia đi đầu, Chu Tử Du duỗi ra tay, chỉ vào đang cùng Bạch Chỉ đám người đi cùng một chỗ Trương Huyền. Tuấn giật nam nhân hừ lạnh một tiếng, một đám vai hề mà thôi, yên tâm, lão công từ từ giúp người giáo huấn bọn họ. Mưu ma, lão công giỏi quá. Chu Tử Du ở tuấn giật nam nhân trên mặt hôn một cái, theo sau oán hận trừng mắt Trương Huyền, một cái Lâm ra tới cửa con rể, cũng dám đối chính mình bất kính. Hắn dựa vào cái gì? Ở Tân Khải khách sạn 5-9 ghế lô chung, Lâm Thanh Hạm có chút khẩn trương ngồi ở trên chỗ ngồi, nghĩ từ từ nhìn thấy Trương Huyền bằng hữu, câu đầu tiên lời nói nên nói chút cái gì. Đang lúc Lâm Thanh Hạm còn đang suy nghĩ thời điểm, ghế lô đại môn mở ra, trước cửa xuất hiện vài đạo thân ảnh, thực sự thật kinh diễm Lâm Thanh Hạm một phen. Bạch Chỉ Lâm Thanh Hạm là gặp qua, xem còn lại mấy người, Lâm Thanh Hạm không nghĩ tới, Trương Huyền bằng hữu thế nhưng tất cả đều là người nước ngoài. Tẩu tử hảo. Bạch Chỉ đám người tiến phòng, đồng thời chạm thành một loạt, chăm miệng một lời, trường hợp này, cùng thấy xã hội đen đại tẩu giống nhau. Trương Huyền lau cái chán hãn, được rồi, lão bà, ta cho ngươi giới thiệu một chút, tiểu tử này ngươi gặp qua, kêu Bạch Chỉ. Bạch Chỉ, Lâm Thanh Hạm bởi vì Bạch Chỉ tên kinh ngạc một chút, này thật sự là không thể không làm người đi nghĩ nhiều. Bạch Chỉ vẻ mặt xấu hổ cười cười, gật đầu vấn an, đại tẩu. Trương Huyền lại chỉ hướng Hải Thần, đây là đặc ngươi, ma di người trong nước, gia hỏa này là cái thủy thủ, thích đại gia kêu hắn Hải Thần. Tẩu tử hảo, Hải Thần hướng Lâm Thanh Hạm mỉm cười. Đây là Khương Nhi, Trương Huyền cấp Lâm Thỉnh Hạm giới thiệu tương lai, nhà đầu này mới 20 tuổi, thích nghiên cứu một ít khoa học kỹ thuật, mọi người đều kêu nàng tương lai, cũng là đối nàng một loại chờ đợi đi. Đại tẩu hảo, tương lai hướng Lâm Thanh Hạm làm cái ấp, giống như là cái loại này cổ đại nữ tử giống nhau. Lâm Thanh Hạm che miệng khẽ cười một tiếng, Khương Nhi muội muội, người cũng thật có ý tứ. Đây là Phí Lôi Tư, một cái thổ tài chủ. Đại tẩu hảo, Phí Lôi Tư hô. Phí Lôi Tư này một tiếng đại tẩu, cấp Lâm Thỉnh Hạm kêu có chút không phản ứng lại đây, rốt cuộc Bạch Chỉ, vẫn là Khương Nhi, lại hoặc là đặc ngươi, nhìn qua cùng Trương Huyền tuổi không sai biệt lắm đại, nhưng này Phí Lôi Tư, hiển nhiên so Trương Huyền muốn đại một vòng đâu, này cũng kêu chính mình đại tẩu, có chút loạn bối đi. Bạch Chỉ như là đã nhìn ra Lâm Thỉnh Hạm ý tưởng, mở miệng giải thích nói, đại tẩu, chúng ta chi gian, cùng người khác không giống nhau, đã sớm đem lớn nhỏ lập, cho nên phép kêu ngươi đại tẩu, đó là hẳn là. Lâm Thỉnh Hạm đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gãi gãi đầu, lão bà, là cái dạng này, mặt sau lại cho ngươi giải thích, đây là Locker, bởi vì hắn tóc nguyên nhân, đại gia thích kêu hắn tóc đỏ. Trương Huyền lại cấp Lâm Thỉnh Hạm giới thiệu tóc đỏ thanh niên. Đại tẩu, tóc đỏ mắng một ngụm nha. Cuối cùng, Trương Huyền cấp Lâm Thỉnh Hạm giới thiệu Nguyệt Thần, lão bà, cái này ngươi nhưng đến cùng nàng làm tốt quan hệ, Lilith, năm nay đã 42 tuổi. Đại tẩu, Nguyệt Thần hướng Lâm Thanh Hạm cười nói. 42 tuổi, Lâm Thanh Hạm há to miệng, không thể tin tưởng nhìn trước mắt Nguyệt Thần, nếu Trương Huyền không nói, nàng chỉ biết cho rằng đây là một cái mới 21 đến 22 tuổi tiểu cô nương. Không có cái nào nữ nhân là không yêu mỹ, đương biết được Nguyệt Thần chân thật tuổi sau, Lâm Thanh Hạm trước tiên liền muốn biết đối phương bảo dưỡng bí quyết. Được rồi lão bà, từ từ ngươi cùng Lilith hảo hảo lưu là được, chư vị, đây là lão bà của ta, lãnh chứng cái loại này a, Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền nói lãnh chứng thời điểm, trên mặt cái loại này hạnh phúc, cái loại này ngọt ngào, mỗi người đều xem ở trong mắt. Lâm Thanh Hạm hướng mọi người hơi hơi khom người, chào mọi người. Cùng Trương Huyền ở bên nhau thời gian dài như vậy, lần đầu tiên thỉnh các ngươi ăn cơm, là ta vấn đề. Đại tẩu, ngươi nói cái gì đâu? Rõ ràng là bọn họ không có tới chủ động bái phỏng ngươi, từ từ cần thiết mỗi người đều tự phạt tam ly. Bạch Chỉ vung tay lên. Đúng đúng đúng, tự phạt tam ly, tự phạt tam ly. Hải Thần liên tục gật đầu. Chương 211 ẩn đánh tới người. Lần này, Lâm Thanh Hạm rốt cuộc minh bạch. Trương Huyền vừa mới nói hắn bằng hữu có điểm quá nhiệt tình khách khí là có ý tứ gì,
này nháo đến nàng đều có điểm ngượng ngùng, vội vàng tiếp đón đại gia thượng bàn. Tới tới tới, đại gia mau ngồi xuống đi, phục vụ sinh, thượng đồ ăn. Lâm Thanh Hạm tiếp đón rượu ngon hảo đồ ăn mang lên. Làm một cái thương nghiệp nữ cường nhân, Lâm Thanh Hạm xã giao tính là phi thường cường, Bạch Trì đám người một đám thân phận phi phàm, cũng không phải cái gì thẹn thùng mặt hàng, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng thực dễ dàng liền cho tới một khối, những lời này đó để, lưu đến Lâm Thanh Hạm khanh khách nhạc cái không ngừng. Trong lúc, Lâm Thanh Hạm lại tò mò dò hỏi tương lai cùng Nguyệt Thần trên người quần áo là từ đâu mua, nàng cảm thấy rất đẹp, chính mình cũng tưởng có được một bộ. Nguyệt Thần cùng tương lai toàn bộ tỏ vẻ, chính mình có thể đưa cho Lâm Thanh Hạm một bộ. Trương Huyền ngồi ở một bên, nghe được cổ quái không thôi, tương lai trên người kia kiện còn hảo thuyết, nghe nói phía trước tương lai được đến quốc gia duy trì, cầm không ít cao cấp tài liệu đi làm phát minh, kết quả làm cái cùng hoa hạ cổ trang giống nhau phi hành phục ra tới. Trương Huyền suy đoán hẳn là chính là tương lai trên người cái này, trước không nói giá trị chế tạo nhiều ít, chính là một ít tài liệu, cực kỳ hy hữu, có tiền cũng mua không tới. Mà Nguyệt Thần trên người kia kiện sao, là từ xưa Nguyệt Thần Điện Thánh Nữ lưu truyền tới nay, nói trắng ra, chính là văn vật, toàn bộ Nguyệt Thần Điện cũng chỉ có hai kiện. Khả năng hoa hạ người không rõ Nguyệt Thần Điện định nghĩa, nhưng ở Ấn Quốc biên giới, không có người không biết Nguyệt Thần Điện, kia chính là có được mấy trăm vạn giáo đồ đại giáo, này lực ảnh hưởng phi thường đáng sợ. Một tịch cơm ăn thực vui vẻ, Lâm Thanh Hạm phía trước kêu đại gia tên, còn cảm thấy có chút khó đọc, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Bất quá Lâm Thanh Hạm không biết chính là, nàng sở hô lên này đó tên, mặc kệ là đặc ngươi, vẫn là Lilith, hoặc là Locker, đều là phương Tây ác ma tên, mỗi một cái, đều cực có đại biểu tính. Nữ nhân ở bên nhau đề tài, đơn giản chính là đồ trang điểm, hàng xa xỉ. Mà nam nhân ở bên nhau, đó chính là đua rượu cùng khoác lác. Tân Khải khách sạn dưới lầu, ngừng 5 chiếc vô bài minibus, cửa xe mở ra, mỗi chiếc xe thượng đều đi xuống tới 7 người, tổng cộng 35 người, tất cả đều thân xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn, đứng ở Tân Khải khách sạn dưới lầu. Một người lưu chữ tóc húi cua, tay cầm một cây long đầu quải trượng trung niên nam nhân, đứng ở phía trước nhất, nhìn chằm chằm Tân Khải khách sạn đại môn. Thủ tọa, chính là này, tình báo tỏ vẻ, nữ nhân kia đính 5-9 ghế lô. Một người hướng tóc húi cua trung niên nhỏ giọng nói. Tóc húi cua trung niên gật gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng, nói cho đại gia, phân tán tiến vào, đầu tiên là ám giả tiếp nhận nhiệm vụ này thất bại, sau thứ mân lại thiệt hại hơn 10 người ở Ngân Châu, nữ nhân kia bên người tuyệt đối có cao thủ, lần này chúng ta ẩn sát toàn thể tinh anh xuất động, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, thượng đảo cơ hội, nhưng quá khó được. Minh bạch, tóc húi cua trung niên bên người người gật gật đầu, theo sau tuyên bố ra mệnh lệnh đi. Nguyên bản đứng ở Tân Khải khách sạn trước 35 cá nhân, tất cả đều tản ra. Tóc húi của thanh niên sử quải trượng, lấy ra một chương khăn tay trắng đặt ở miệng trước, ho khan hai tiếng, đi vào Tân Khải khách sạn đại môn, ở hắn trong túi, phóng một chương Lâm Thanh Hạm ảnh chụp. Ẩn sát, đây là toàn bộ Tây Bắc khu vực, ngầm thế lực trung đệ nhị cường sát thủ tổ chức, so thứ mân càng thêm lợi hại, làm người sợ hãi. Ẩn giết người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh, này thủ tọa. Càng là có trăm người trảm siêu cao ký lục. Ở ẩn sát thủ tọa đi vào Tân Khải khách sạn nháy mắt, nguyên bản còn ở ghế lô chuyện trò vui vẻ tóc đỏ sắc mặt biến đổi, nhưng cũng liền trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại khôi phục như thường. Tóc đỏ cười ha hả đối Trương Huyền nói, lão đại, nghe nói các ngươi hoa hạ có cái rượu sái, men say 10 phần, ta có điểm muốn thử xem a. Trương Huyền cùng tóc đỏ đám người, là sinh tử huynh đệ, không khoa trương nói, trong đó một cái một cởi quần. Một cái khác đều biết đối phương muốn phóng cái gì thí, tóc đỏ lời này mới vừa nói ra, ghế lâu người, trừ bỏ Lâm Thanh Hạm bên ngoài, đều ý thức được không thích hợp. Tóc đỏ, ta đi cho ngươi mua, rượu sái sao, ta biết loại nào kính lớn nhất, đi, hải thần, bồi ta một khối đi. Bạch Trì nói liền đứng dậy, tiếp đón hải thần muốn ra ghế lô môn. Hải thần gật gật đầu. Hai người vừa mới đứng dậy, liền thấy Lâm Thanh Hạm đứng lên, ta đi thôi, các ngươi là khách nhân. Như thế nào có thể cho các ngươi đi mua đâu? Đúng vậy, các ngươi ngồi xuống, ta cùng lão bà của ta đi là được. Trương Huyền hướng Bạch Trì đám người đánh cái thủ thế. Bạch Trì đám người gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người sóng vai đi ra ghế lô, cái loại này rượu sái này khách sạn cũng không có, đến đi khách sạn ngoại siêu thị mua. Có Trương Huyền dẫn dắt, ẩn giết người căn bản là không phát hiện Lâm Thỉnh Hạm thân ảnh, ở ẩn nấp hành tung phương diện này.
Trương Huyền có thể ném ẩn giết người mười mấy con phố. Đương Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm rời đi sau, Bạch Trì mở miệng, tóc đỏ, tình huống như thế nào? Ta cảm giác có chút không thích hợp, tóc đỏ lắc lắc đầu. Ở đây người đều biết, tóc đỏ tinh thần mẫn cảm trình độ viễn siêu với thường nhân, có điểm cùng loại với biết trước như vậy, tuy rằng không có trong sách viết cùng điện ảnh diễn như vậy khoa trương, nhưng đối nào đó sự tình dự cảm, vẫn là thực chuẩn xác. Theo bản năng, đại gia liền đem ánh mắt nhìn về phía tương lai. Tương lai lấy ra một cái biên trường 2 cm tiểu khối vuông, qua lại quay cuồng vài cái sau, tiểu khối vuông giống như gấp di động giống nhau, bị phô thành một cái siêu mỏng máy tính bảng, giờ phút này trên màn hình, có thể thấy Tân Khải khách sạn hết thảy. Tương lai có cái thói quen, mỗi đến một chỗ, đều sẽ hắc nhập một chỗ theo dõi thiết bị, hiện tại máy tính bảng thượng biểu hiện, chính là Tân Khải khách sạn nội camera sở chụp được. Mọi người nhìn máy tính bảng, liếc mắt một cái liền thấy được kia cầm quải trượng. Chính chiều ghế lô cửa đi tới ẩn sát thủ tọa. Giờ phút này, ẩn giết người còn không biết, chính mình hành tung, đã hoàn toàn bị người sở nắm giữ, bọn họ phân tán tiến vào Tân Khải khách sạn, sau đó tụ tập ở nam điều 9 ghế lô trước cửa. Thủ tọa, tình báo biểu hiện, còn có mấy cái người không liên quan cùng mục tiêu ở bên nhau, muốn động thủ sao? Ẩn sát thủ tọa nhìn trước mặt ghế lô môn, đôi tay sử long đầu quải trượng, thần sắc hờ hững nói, toàn sát. Ẩn sát mọi người gật đầu, bọn họ trên mặt mang theo lạnh nhạt sát phạt chi ý, đi đến ghế lô trước cửa, đem ghế lô môn đẩy ra. Ghế lô môn mở ra. Đang ngồi ở ghế lô nội mấy người, tất cả đều mặt mang tươi cười, nhìn trước cửa. Ẩn giết người, trước tiên liền chiều ghế lô nội phóng đi, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú sát thủ, đều là tinh anh, nếu quyết định muốn đem liên quan mục tiêu ở bên trong mọi người đưa vào chỗ chết, liền sẽ không có một chút ít do dự. Vọt vào ghế lô nội, ẩn giết người không có phát ra bất luận cái gì dư thừa thanh âm, bọn họ trong mắt, chỉ có mục tiêu, bọn họ thị huyết liếm láp môi, ghế lô người, ở bọn họ trong mắt, lập tức liền phải trở thành từng khối thi thể. Ai thường, Bạch Trì loạng choạng ly chung rượu vang đỏ, rõ ràng sát thủ đã vọt tới ghế lô nội, hắn còn không nhanh không chậm. Chương 212 ngốc phòng ẩn sát. Tân Khải khách sạn dưới lầu. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm song song đi ra khách sạn Đại Môn. Lão công, ngươi như thế nào nhiều như vậy ngoại quốc bằng hữu a? Lâm Thanh Hạm tò mò hỏi. Trương Huyền gãi gãi đầu, trước kia không có chỗ ở cố định, liền mãn thế giới chạy loạn, liền nhận thức. Hừ, Lâm Thanh Hạm cái miệng nhỏ một cổ, lâm vào bể tình nàng, không bao giờ gặp lại phía trước kia băng sơn nữ vương bộ dáng, ngược lại giống cái còn không có thành thục tiểu nha đầu. Ngươi nói, Khương Nhi cùng Lilith đều lớn lên sao xinh đẹp, ngươi có hay không tâm động quá? Trương Huyền bước chân một cái lảo đảo, duỗi tay quát hạ Lâm Thanh Hạm cao thẳng mũi, lão bà, ngươi tưởng cái gì đâu. Lâm Thanh Hạm đem đầu uốn éo, không đi xem Trương Huyền, trong lòng lầm bầm lầu bầu, ai nha, ta đây là làm sao vậy, làm gì miên man suy nghĩ này đó. Trương Huyền nhoẻn miệng cười, nữ nhân này ghen bộ dáng, thật đúng là đáng yêu, hai người bọn họ đi vào một nhà siêu thị chung, mua tóc đỏ vừa mới đưa ra rượu sái. Tân Khải khách sạn chung. Đến từ ẩn giết 35 danh sát thủ, toàn bộ nằm trên mặt đất, bọn họ nhìn tứ chi hoàn hảo, lại cố tình không thể động đậy. Ẩn giết thủ tọa đồng dạng nằm ở kia, hắn long đầu quải trượng ném ở một bên. Các ngươi là người nào? Ẩn sát thủ tọa hoảng sợ nhìn trước mặt này 6 người. Hỏi chúng ta là người nào? Tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, các ngươi ẩn sát làm việc, vẫn luôn là như vậy mù quáng sao? Tóc đỏ từ hắn quần áo đâu chung? Móc ra một quả màu đỏ đuôi giới, đặt ở trên mặt bàn. Ở nhìn đến này cái đuôi giới nháy mắt, ẩn sát thủ tọa đồng tử phát sinh kịch liệt co rút lại. Vương, vương giới. Ở quang minh đảo thánh giới dưới, có 10 đại vương giới người sở hữu, bị thế giới ngầm người dự làm ác ma cùng thần. Vương giới không riêng đại biểu cho một người dưới, vạn người phía trên địa vị, càng đại biểu người sở hữu đáng sợ thực lực, có thể bị dự làm ác ma cùng thần, có thể thấy được này khủng bố. Ẩn sát thủ tọa nhìn tóc đỏ, hồi ức truyền lưu chung đối màu đỏ vương giới chủ nhân miêu tả, hắn hung hăng nuốt khẩu nước bọt, ngươi là tai biến tóc đỏ. U, xem ra ta danh khí còn không nhỏ đâu. Tóc đỏ hơi hơi mỉm cười, theo sau hai mắt một ngưng, nhìn về phía ẩn sát thủ tọa, nói đi, ai cho các ngươi tới, các ngươi mục tiêu lại là ai? Ẩn sát thủ tọa chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, thở sâu, xin lỗi, ta không thể nói. Tóc đỏ đã sớm dự đoán được hắn sẽ là cái này trả lời, tiếp tục nói, ta cho ngươi 3 tiếng cơ hội,
ta số 3 cái số, hoặc là nói cho ta đáp án, hoặc là, ẩn sát xóa tên, nhớ kỹ, ta cũng không nói giỡn. Tóc đỏ nói xong, cho chính mình không ly chung đảo thượng rượu vang đỏ, một. Ẩn sát thủ tọa sắc mặt liên tục biến hóa. Dưới mặt đất thế giới, một tổ chức xóa tên, đại biểu không riêng gì muốn giết chết cái này tổ chức chung mọi người, bao gồm bọn họ hậu nhân, những cái đó không có trưởng thành lên cây non, bao gồm sở hữu cùng ẩn sát có quan hệ người, đều sẽ đã chịu liên lụy. Có thể nói, một khi bị xóa tên, liền đại biểu cho, thế giới ngầm, không bao giờ sẽ nghe được về ẩn giết tin tức, chẳng sợ liền này hai chữ, đều sẽ không có người nhắc tới. Này đối một tổ chức thủ lĩnh tới nói, sau giết hắn còn muốn khủng bố, truyền thừa vô số năm tổ chức, hủy ở chính mình trong tay, chẳng sợ hạ cửu tuyền, lão tổ tông đều sẽ không tha thứ chính mình. Tóc đỏ cầm lấy rượu vang đỏ ly, nhẹ nhàng lay động, hai. Tài biến đại nhân, người không có quyền đem ẩn sát xóa tên, quang minh đảo có quy củ, đem một cái nhị lưu tổ chức xóa tên, cần thiết phải có 5 tên trở lên vương cộng đồng biểu quyết mới được. Ẩn sát thủ tọa mạnh mẽ lấy hết can đảm. Tóc đỏ đang ở tính giờ thanh âm đột nhiên im bặt, hắn hướng chính mình thân thể chung quanh nhìn nhìn. Hải thần, lấy ra một quả thiên lam sắc đuôi giới, đặt lên bàn. Nguyệt thần, lấy ra một quả thâm tử sắc đuôi giới, mang ở ngón út thượng. Tương lai, lấy ra trắng tinh đuôi giới, này bị nàng làm thành một cái vòng cổ, treo ở trắng nõn non mềm gáy ngọc thượng. Phí lôi tư, lấy ra một trương màu đen tạp, một quả kim hoàng sắc đuôi giới. Bị hắn được khảm tới rồi này trương có thể vô hạn tiêu hao quá mức tấm các giữa. Bạch trì, lấy ra màu đen đuôi giới. Liên tiếp 5 cái bất đồng nhan sắc đuôi giới xuất hiện ở ẩn sát thủ tọa trước mặt, cái này làm cho sắc mặt của hắn, hoàn toàn biến hóa, như giấy vàng khó coi. Hắn nhìn chính mình trước mặt, ngồi ở trên bàn 6 người, cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Đây là, quang minh đảo 6 cái vương giới người sở hữu, chính mình mang theo người chuẩn bị giết. Là 6 cái vương giới người sở hữu. Này 6 người khủng bố, ẩn sát thủ tọa tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng tin vỉa hè, vẫn là biết một ít, 6 đại vương giả, có thể tùy tùy tiện tiện điên đảo một tòa tiểu quốc, nếu nguyện ý, 6 đại vương giả thậm chí đều có thể nhấc lên một tòa thế giới đại chiến, bọn họ không riêng gì tự thân thực lực khủng bố, thế lực phía sau, càng thêm khổng lồ. Ẩn sát thủ tọa như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lần này chỉ tưởng một cái bình thường nhiệm vụ mục tiêu. Lại trêu chọc đến 6 đại vương giả. Cùng 6 đại vương giả ngồi ở cùng nhau, cộng đồng ăn cơm, chuyện trò vui vẻ, kia mục tiêu lần này, lại là cái gì thân phận? Khó trách ám giả sẽ thất bại. Khó trách thứ mân sẽ lưu lại hơn 10 người ở chỗ này, có 6 đại vương giả tồn tại, trên thế giới này, trừ bỏ kia cái có được thánh giới người ở ngoài, ai lại dám nói, có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đây là một cái, hẳn phải chết nhiệm vụ a. Ẩn sát thủ tọa, lúc này cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Thế nào, muốn ta số ra cuối cùng một con số sao? Tóc đỏ lại lần nữa ra tiếng hỏi. Ẩn sát thủ tọa chậm rãi lắc đầu, đại nhân, ta nguyện ý nói. Nói đi. Là Chessia đại nhân, ủy thác chúng ta, ám sát một cái kêu Lâm Thanh Hạm nữ nhân. Chessia ba chữ vừa ra, ngồi ở trên bàn 6 người, đồng thời lẫn nhau liếc nhau, lâm vào trầm mặc. Mị hoặc Chessia, quang minh đảo 5 màu vương giới người sở hữu. Đương Trương Huyền tay để 2 bình rượu sái trở về thời điểm, ghế lô nội đã khôi phục một mảnh bình thường, ẩn giết người phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, Lâm Thanh Hạm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, liền ở nàng xuống lầu mua rượu điểm này thời gian nội, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Bạch Trì mấy người cũng không có biểu hiện ra khác cái gì tới, như cũ mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt. Những người này, muốn nói thần kinh mẫn cảm, có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể nhận thấy được, muốn nói thần kinh đại điều, trước một giây còn phát sinh giết người sự kiện, sau một giây liền cùng cái gì cũng chưa xuất hiện giống nhau, nên làm gì liền làm gì, nói như thế, biết rõ một giờ sau muốn liều mạng, bọn họ còn có thể tỉ mỉ chuẩn bị một bữa cơm, ăn xong sau, lại đi liều mạng. Trong bữa tiệc, mọi người như cũ chuyện trò vui vẻ. Các ngươi không biết đi, lão đại hắn hiện tại đem yên đều giới. Nói đại tẩu không cho trừ, Bạch Trì híp mắt cười. Ta dựa, không phải đâu, lão đại trước kia một ngày 2 hộp yên thuốc phiện thương, có thể giới yên. Tóc đỏ trừng lớn đôi mắt, một bộ vô pháp tin tưởng bộ dáng. Nguyệt thần lắc lắc đầu, ai, đáng sợ nam nhân, yên đều có thể giới, còn có cái gì làm không được. Mọi người xem Trương Huyền trên mặt kia ngọt ngào hạnh phúc bộ dáng, không khỏi liên tưởng đến một câu.
nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân. Chương 213 tới tìm việc. Ẩn giết người rời đi Tân Khải khách sạn sau, bắt đầu bọn họ chật vật chạy trốn. Một chiếc phô bài minibus ngừng ở một cái hẻm nhỏ, nói chung, Ẩn sát thủ tỏa cầm long đầu quải trượng, vừa muốn lên xe, liền nghe phía sau vang lên một đạo âm trầm trầm thanh âm. Đi đâu a? Thanh âm này, giống như từ cửu u dưới truyền đến giống nhau, làm hắn cảm giác được một trận giá lạnh thấu xương. Ẩn sát thủ tỏa chậm rãi xoay người, đương nhìn đến kia mang theo mặt quỷ mặt nạ, tay cầm lưỡi dao sắc bén thân ảnh khi, hắn mặt xám như cho tàn. Đối phương đề đao đi tới, múa may khởi trong tay lưỡi dao, chém về phía Ẩn sát thủ tỏa đầu. Lưỡi dao sắc bén mũi nhọn ở Ẩn sát thủ tỏa trong mắt dần dần phóng đại, tại như vậy trong nháy mắt, Ẩn sát thủ tỏa hồi tưởng khởi phía trước từng nghe người ta nói một câu. Địa ngục hành giả, không chỗ không ở. Chu Tử Du mang theo nàng lão công, đi vào Tân Khải khách sạn 5-9 ghế lô ngoại, nghe ghế lô nội truyền đến Đàm Tiếu Thanh, Chu Tử Du đầy mặt không vui. Lão công, bọn họ liền ở bên trong này ngồi, Lâm thị cái kia họ Lâm thỉnh bọn họ ăn cơm. Vừa mới còn giúp kia tiểu tử cùng nhau nhục nhã ta, người cần phải báo thù cho ta a. Lâm thị, Chu Tử Du lão công trên mặt lộ ra khinh thường, một cái xa xôi khu vực tiểu xí nghiệp mà thôi, còn có thể phản thiên không thành. Đi, đi gặp bọn họ. Chu Tử Du lão công một phen đẩy ra ghế lô môn. Ở hắn vào cửa nháy mắt, bên trong cánh cửa người liền theo bản năng đem ánh mắt phóng tới hắn trên người. Đương Lâm Thanh Hạm nhìn đến đứng ở cửa Chu Tử Du khi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng đứng lên, Chu tỷ, đây là có chuyện gì sao? Hôm nay là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên thỉnh Trương Huyền bằng hữu ăn cơm, nàng nhưng không nghĩ nháo ra cái gì không thoải mái sự tình tới. Cũng không gì sự, chính là lại đây đi dạo. Chu Tử Du nói chuyện thời điểm đầy mặt ngạo kiều, đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta lão công, An Thị Phổ Anh Thương vụ công ty hữu hạn chủ tịch, Phó Đình. Phó Đình thần sắc kiêu căng, ánh mắt ở ghế lô nội nhìn quét một vòng sau. Nhiều ở Nguyệt Thần, Tương Lai, cùng với Lâm Thanh Hạm tam nữ trên người lưu luyến. Tuy rằng Chu Tử Du cũng là cái mỹ nữ, nhưng nàng cùng ghế lô nội này ba cái phong cách bất đồng nữ nhân so sánh với, còn muốn kém không ít. Chu Tử Du sau khi nói xong, lại đối Phó Đình mở miệng, lão công, đây là Lâm Thanh Hạm, Lâm Thị Tập đoàn Tổng Tài. Lâm Thị Tập đoàn, ta biết, Phó Đình gật gật đầu, ta nhớ rõ một năm vẫn là 2 năm trước, Lâm Thị người tới tìm ta nói chuyện hợp tác. Bị ta cự tuyệt, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu công ty, phái cái đại biểu liền tới, cũng quá không thành ý đi. Phó Đình này một câu, bao dung vài loại ý tứ, đầu tiên không đem Lâm Thị để vào mắt, chào phúng Lâm Thị là cái tiểu công ty, đồng thời xông ra chính hắn địa vị. Lâm Thanh Hạm sắc mặt đổi đổi, mở miệng, Chu tỷ, ngươi nếu là cùng ngươi ái nhân, là tới uống ly rượu, ta hoan nghênh, muốn còn có khác sự, xin lỗi. Ta hôm nay có quan trọng bằng hữu tại đây, chúng ta có thể hôm nào bàn lại. Hôm nào có ý tứ gì a? Nhìn xem này nhóm người, xuyên cùng não tàn giống nhau, phi chủ lưu sao? Chu Tử Du ánh mắt phóng tới tóc đỏ trên người, che miệng cười nói. Phanh! Lâm Thanh Hạ một cái tát chụp đến trên bàn, này một động tác, cấp bạch chỉ mấy người đều khiếp sợ. Chu Tử Du, người quá mức. Lâm Thanh Hạ nộ mục chờ Chu Tử Du. Bạch chỉ rụt rụt đầu. Hướng bên cạnh Phí Lôi Tư thấp giọng nói, người đừng nói, đại tẩu nổi giận lên còn có vài phần uy thế. Kia cần thiết, Phí Lôi Tư nhỏ giọng trả lời, về sau đại tẩu đăng đảo, này uy thế một lấy ra tới, những cái đó cái gì tướng quân a, nguyên thủ gì, còn không được run bần bật. Chu Tử Du vẻ mặt không để bụng nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, như thế nào? Ta nói sai rồi, Lâm Thanh Hạm, người hiện tại phẩm vị, cũng thật là càng ngày càng ghê tởm, nói thật. Nếu người khác nói ta nhận thức ngươi, ta đều cảm thấy mất mặt, cùng này đó phi chủ lưu ngồi ở trên một cái bàn, ngẫm lại đều cảm thấy cả người biệt nữ. Chu Tử Du nói chuyện thời điểm, cố ý run lập cập. Chu Tử Du, ngươi nói chuyện tốt nhất phóng tôn trọng một ít. Lâm Thanh Hạm cắn ngân nha, trong mắt toàn là lửa giận. Nếu không đâu, Phó Đình khẽ cười một tiếng, ngươi một cái Lâm Thị Tập đoàn, nghe nói gần nhất cầm mấy cái đại đơn tử, kia thì thế nào? Tính toán đâu ra đấy? Cũng liền 10 tỷ tài sản, bằng ngươi như vậy một cái tiểu xí nghiệp, còn có thể phiên thiên không thành. Phó Đình trên mặt toàn là khinh thường, hắn phát hiện, ở chính mình chào phúng xong Lâm Thanh Hạm sau, ghế lô mặt khác hai cái phong cách hồn nhiên bất đồng mỹ nữ đều nhìn về phía chính mình, cái này làm cho hắn trong lòng vừa lòng thực, thậm chí nghĩ đến, nếu đêm nay là có thể đem này hai cái mỹ nữ đưa tới trên giường, thật là có bao nhiêu sảng.
Chính Dương Dương tự đắc Phó Đình không biết, giờ phút này tương lai cùng Nguyệt Thần, liền cùng xem não tản giống nhau nhìn hắn. Cùng lão đại nữ nhân đề tài sản, thật bội phục ngươi dũng khí, hỏi một chút Phí Lôi Tư, hắn lão tử có dám hay không làm việc này. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp có chút âm trầm, sắc mặt thật không đẹp, Phó tiên sinh, ta Lâm thị tuy nhỏ, cũng không phải nhậm người khi dễ. Khi dễ, ta khi dễ ngươi, ta chẳng qua là ở trình bày một sự thật mà thôi. Phó Đình đôi tay ôm ngực, hắn lại lần nữa đem ghế lô nội người nhìn quét một lần, ai, thật là rất khó tưởng tượng, không có tiền nhật tử, sẽ là cái dạng gì. Nếu mỗi ngày cơm canh đạm bạc, như vậy nhật tử, ta tình nguyện chết, đều sẽ không quá a, ha ha ha. Mang theo một trận tiếng cười to, Phó Đình rời đi ghế lô. Chu Tử Du hướng Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, thật ngượng ngùng a Lâm Tổng, ta lão công chính là như vậy, mau ngôn mau ngữ, bất quá, hắn nói cũng là sự thật, đúng không? Các ngươi Lâm thị loại này tiểu xí nghiệp, thật đúng là không bị ta lão công để vào mắt, còn có này đó phi chủ lưu smart, nhìn xem này một đám bộ dáng, thật là làm người buồn nôn a. Chu Tử Du phát ra một tiếng cười khẽ, đi theo nàng lão công phía sau, rời đi ghế lô. Lâm Thanh Hạm đứng ở ghế lô nội, khí tim đập ra tốc, hôm nay, là chính mình lần đầu tiên thấy Trương Huyền bằng hữu, thế nhưng phát sinh loại sự tình này. Phẫn nộ đồng thời, cũng làm nàng tâm sinh xin lỗi. Lão bà, đừng nóng giận, mau ngồi xuống đi. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia cả người đều có chút phát run bộ dáng, an ủi một tiếng, đối với Chu Tử Du cùng Phó Đình nói, bọn họ căn bản là không hướng trong lòng đi, chỉ cảm thấy đây là hai cái vai hề, tại đây làm trò cười sao. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi. Đối Bạch Chỉ đám người lộ ra xin lỗi tươi cười, thật là xin lỗi, ta. Đại tẩu, ngươi cũng đừng nói loại này lời nói a, ngươi cho chúng ta xin lỗi, đó chính là đánh chúng ta mặt a, tới tới tới, uống trước một ly, uống một chén gì đều không có việc gì. Bạch Chỉ giơ lên chén rượu. Mặt sau bữa tiệc, tuy rằng đại gia tận lực điều tiết không khí, nhưng phát sinh vừa mới sự tình, thật sự làm Lâm Thỉnh Hạm vui vẻ không đứng dậy, rốt cuộc nàng là chủ nhân. Đồng dạng cũng đối hôm nay bữa tiệc rất coi trọng, ra như vậy sự, rất khó tiêu tan. Lâm Thỉnh Hạm này hứng thú toàn vô bộ dáng bị mọi người xem ở trong mắt. Tóc đỏ cấp Phí Lôi Tư đánh cái thủ thế, Phí Lôi Tư gật gật đầu, đi ra ghế lô, gọi điện thoại đi ra ngoài. Chương 214 người ở đậu ta. Bữa tiệc tiến hành đến cuối cùng, Trương Huyền cũng liền đề nghị, mọi người đều tan, hôm nào lại tụ. Lâm Thỉnh Hạm lại lần nữa tỏ vẻ xin lỗi. Rời đi khách sạn, Lâm Thỉnh Hạm đi ở Trương Huyền bên người, đầu thấp hèn, xinh đẹp gương mặt toàn là hổ thẹn, lão công, hôm nay sự, thật sự thực xin lỗi. Nói gì đâu, Trương Huyền nhìn mắt bên người nữ nhân, chủ động giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay nhỏ. Này một cái bắt tay động tác, làm Lâm Thỉnh Hạm thân thể run lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên người nam nhân này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình. Lão công, ngươi thật sự không trách ta sao? Lâm Thanh Hạm thật cẩn thận hỏi. Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái nhìn Lâm Thanh Hạm, trách ngươi. Vì cái gì muốn trách ngươi, hôm nay đại gia ăn ngon, liêu đến hảo, đều thực vui vẻ, ta còn muốn thế bọn họ cảm ơn ngươi đâu, ngươi không biết, vừa mới Bạch Chỉ kia tiểu tử có bao nhiêu hâm mộ ta tìm cái tốt như vậy lão bà. Trương Huyền này trắng ra ca ngợi nói, làm Lâm Thỉnh Hạm mặt đẹp đỏ lên, nàng vội vàng đem đầu xoay qua đi, nâng lên cẳng chân, chậm rãi hướng phía trước vượt một bước, lão công a. Bạch Chỉ nói, ngươi vì ta giới yên, bọn họ cũng không dám tin tưởng đâu. Ha ha, Trương Huyền cười một tiếng, có gì không tin, vì ngươi, đừng nói giới yên, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đang ở chậm rãi hướng phía trước cất bước Lâm Thanh Hạm bước chân một đốn, nàng xoay người, cùng Trương Huyền mặt đối mặt đứng, nữ nhân kia bị Trương Huyền bắt lấy tay nhỏ, phản nắm lấy Trương Huyền kia chỉ bàn tay to, nàng mũi chân nhẹ điểm, ở Trương Huyền sườn mặt thượng, chuồn chuồn lướt nước một hôn. Theo sau buông ra Trương Huyền tay, xoay người đi nhanh hướng phía trước phương đi đến. Này một hôn, làm Trương Huyền ước chừng mấy giây mới phản ứng lại đây, hắn vuốt chính mình sườn mặt, còn lưu có nữ nhân môi hương. Nhìn nữ nhân đã đi xa, lòng tràn đầy vui mừng Trương Huyền, bước nhanh theo đi lên. Bên kia, Chu Tử Du cùng nàng lão công Phó Đình rượu đủ cơm no sau, từ khách sạn đi ra. Ăn cơm thời điểm. Phó Đình mãn trong đầu đều nghĩ Trương Huyền bọn họ cái kia ghế lô chung hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, mỗi một cái, đều có thể nói hoàn mỹ a. Phó Đình tuy rằng trước kia chơi người mẫu cũng không ít, nhưng loại này cực phẩm, còn chưa từng có gặp được quá đâu, cái này làm cho hắn trong lòng ngứa lợi hại. Chu Tử Du rượu quá ba tuần, trên mặt hiện lên đỏ ửng,
nàng ôm lấy Phó Đình cánh tay, mị nhãn như tơ, nũng nịu nói, lão công, chúng ta mau đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, nhân gia đều chờ không kịp đâu. Phó Đình nhìn Chu Tử Du kia Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng, nuốt khẩu nước bọt, nữ nhân này tuy rằng ở diện mạo cùng dáng người thượng cùng vừa mới kia hai cực phẩm so không được, nhưng ở kia phương diện công phu lại cực kỳ lợi hại. Phó Đình ôm Chu Tử Du, cũng không tìm, trực tiếp phản hồi Tân Khải khách sạn, muốn gian đại phòng. Nha, này không phải phó lão bản sao? Nghênh diện đi tới một thân xuyên bạch y tuyệt mỹ nữ nhân, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Phó Đình. Phó Đình vừa thấy nữ nhân này, một lòng thình thịch nhảy dựng lên, này còn không phải là vừa mới ở ghế lô nhìn đến cái kia cực phẩm sao, xem nàng như vậy, là chuyên môn chờ chính mình. Phó Đình trong lòng vừa lòng cười, chính mình chiêu này, thật là lần nào cũng đúng, tùy tiện bại lộ nhà tiếp theo sản, này đó nữ nhân liền chủ động đưa tới cửa tới, nhìn tương lai kia cao gầy xinh đẹp dáng người, kia hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan, Phó Đình hung hăng nuốt xuống nước miếng. Như thế nào mỹ nữ, có việc tìm ta? Phó Đình giả bộ, hỏi một tiếng. Không có không có, tương lai liên tục xua tay, chính là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Ngẫu nhiên gặp được. Phó Đình trong lòng cười lạnh một tiếng, loại này thủ đoạn, hắn thấy được quá nhiều, nói cái gì ngẫu nhiên gặp được, buổi tối còn phải làm bộ đi nhầm môn đúng không? Phó Đình cố ý không có phản ứng tương lai, đi đến khách sạn trước đài, lấy ra chính mình thẻ ngân hàng, tới gian tổng thống phòng xếp. Đương nói xong muốn tổng thống phòng xếp nói sau, Phó Đình chuyên môn nhìn mắt tương lai, phát hiện nữ nhân này cũng đang nhìn chính mình, hắn trong lòng càng thêm tin tưởng, đêm nay cái này tuyệt sắc mỹ nữ. Muốn chủ động bỏ chính mình giường, chính mình còn có thể chơi cái cosplay, không tồi. Khách sạn trước đài tiếp nhận Phó Đình truyền đạt tạp, thao tác hai hạ, theo sau vẻ mặt xin lỗi đem thẻ ngân hàng đệ còn cấp Phó Đình, nói, xin lỗi tiên sinh, ngày này trương tạp bị đông lại. Đông lại, Phó Đình nhíu nhíu mày, lại lần nữa lấy ra một trương tạp, soát cái này đi. Xin lỗi tiên sinh, cái này cũng đông lại. Sao có thể, Phó Đình kỳ quái, chính mình này hai trương tạp. Tiêu hao quá mức ngạch độ thật lớn, là cùng công ty cột vào cùng nhau, như thế nào có thể đông lại. Hắn lấy ra chính mình dự trữ tạp, kia soát cái này đi. Trước hai chương tạp, dùng đều là công ty tiền, mà hiện tại này chương, dùng còn lại là chính hắn. Khách sạn trước đài cô nương mỉm cười tiếp nhận thẻ ngân hàng, một phút sau, lại lần nữa mở miệng, xin lỗi tiên sinh, này chương tạp ngạch trống không đủ. Ngạch trống không đủ, Phó Đình thanh âm lập tức đề cao 8 độ. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia bạch y tuyệt sắc mỹ nữ chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, cái này làm cho trên mặt hắn có điểm không nhịn được, lớn tiếng chất vấn khách sạn trước đài, sao có thể, ta này trương tạp sao có thể ngạch trống không đủ. Khách sạn trước đài lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười, tiên sinh, ngài vấn đề này, ta cũng trả lời bổ đi lên. Không có khả năng, Phó Đình bàn tay vung lên, lại soát, tuyệt đối không có khả năng. Khách sạn trước đài lại soát vài lần. Đều biểu hiện ngạch trống không đủ. Chu Tử Du ôm Phó Đình cánh tay, nũng nịu nói, lão công, thế nào sao, nhân gia đều chờ không kịp lạp. Lại soát, Phó Đình lại lần nữa hướng khách sạn trước đài nói. Ai nha, không cần thí lạp. Đứng ở một bên tương lai cười duyên một tiếng, Phó lão bản, người thẻ tín dụng tất cả đều đông lại, chính mình trong thẻ cũng không có tiền lạp. Người có ý tứ gì? Phó Đình cau mày. Không có ý gì khác a. Chính là vừa mới phí lôi tư đem các ngươi cái kia công ty cấp thu mua, hiện tại cái này công ty đã là ta lạp, mà ta ở 5 phút trước kia, đem công ty toàn bộ cổ phiếu bán, tiền đều quyên cấp vùng núi, ngươi chói định công ty thẻ tín dụng tự nhiên bị đông lại, đến nỗi ngươi trong thẻ những cái đó tiền sao. Tương lai mắt to quay tròn dạo qua một vòng, ở phí lôi tư đối với các ngươi công ty thu mua phía trước, áp dụng cổ phiếu chèn ép, ngươi tiền, toàn bồi quang lạp. Bồi quang, ngươi ở đậu ta. Phó Đình trừng mắt tương lai, hiển nhiên không tin nàng theo như lời nói. Yên tâm, nàng không có đậu ngươi. Phí lôi tư từ một bên đi ra, An Thị Phổ Anh Thương vụ công ty hữu hạn, thị giá trị 136.700 triệu, cổ phiếu giá trị 9.300 triệu, ta tạp đi ra ngoài 160.000 triệu, đem các ngươi công ty cổ phiếu toàn bộ tạp đến thấp nhất giới. Ngay lúc đó ngươi thân là cổ đông, ngươi tiền trong các tự nhiên liền không có, đúng rồi, 160.000 triệu, ở trong mắt ta. Thí đều không tính, nhưng ở ngươi kia, Phổ Anh Thương vụ công ty, hình như là ngươi toàn bộ a. Phí lôi tư vừa nói, một bên từ trong túi lấy ra một khối đồng hồ quả quýt. Nhìn phí lôi tư trên tay kia khối đồng hồ, Phó Đình phản ứng đầu tiên chính là, giả. Người ở có được nhất định tiền tài sau,
sẽ có khác yêu thích, Phó Đình yêu thích, chính là thích biểu, Phí Lôi Tư lấy ra này khối biểu, hắn vừa vặn nhận thức, vẫn là hắn mua không nổi. Chương 215 lúc này mới kêu khoe giàu. Phí Lôi Tư như là nhìn ra Phó Đình ý tưởng, yên tâm, đây là thật sự, trên official website có người mua ảnh chụp, người hiện tại có thể đi nhìn xem, này khối Patek Philippe Henry Grip Super Complication, bình thường khoản giá bán là 2.400 vạn Magi Kim, trong đó có bao gồm lịch vạn niên, Westminster tiếng chuông báo giờ, mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời gian cùng với thiên thể biểu đồ, bao gồm 20 thế kỷ Magi quốc ngân hàng ra cách lôi phù tư ở New York trong nhà có thể nhìn lên đến bầu trời đêm. Mà ta này khoản, là vì ta bản nhân định chế hạn lượng bản, giá bán 100.700.000 vạn Magi Kim, bên trong công năng ta liền không cho ngươi nói, ngươi loại này giai cấp người cũng dùng không đến, hiện tại này khối biểu. Phí Lôi Tư nói đến một nửa, cầm đồng hồ quả quýt bàn tay buông ra, này khối giá trị 100.700.000 vạn Magi Kim đồng hồ quả quýt tự nhiên rơi trên mặt đất, sau đó bị Phí Lôi Tư nhấc chân hung hăng nghiền áp. Hiện tại này khối biểu, ta từ bỏ, không cần hoài nghi. Ta cái này động tác, chính là ở ngươi trước mặt khoe giàu, 100.700.000 vạn Magi Kim ở trong mắt ta, cùng một phân tiền, không có gì khác nhau. Đúng lúc này, Phó Đình di động vang lên, là này phụ thân đánh tới, Phó Đình tiếp khởi điện thoại, đối phương câu đầu tiên lời nói, khiến cho Phó Đình sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Nhi tử, trong nhà đã xảy ra chuyện, bên ngoài nói ngươi chọc tới đại nhân vật, công ty cổ phiếu đều bị chèn ép, sở hữu bên ngoài tán cổ hoàn toàn bị người thu mua. Sau đó quyên tặng, công ty phá sản, ở quá khứ 5 phút nội, ta điện thoại hoàn toàn bị ngân hàng đánh bạo, mới vừa rút ra thời gian tới thông chi ngươi, tìm một chỗ trốn trốn đi, này nợ, chúng ta đời này đều còn không rõ. Phó Đình khuôn mặt dại ra, di động tự nhiên rơi trên mặt đất, màn hình tạp vỡ vụn. Nếu nói, vừa mới Phí Lôi Tư nói, còn làm Phó Đình hoài nghi, như vậy cái này điện thoại, làm Phó Đình không có cách nào không tin, chính mình ra, thật phá sản. Liền bởi vì trước mắt những người này, này một đám ăn mặc, phá lệ khác loại người. Lão công, làm sao vậy? Có chút say khướt Chu Tử Du còn không có phản ứng lại đây phát sinh cái gì, nhanh lên khai hảo phòng A lão công. Cút ngay, Phó Đình một phen đẩy ra Chu Tử Du, giờ khắc này, hắn đầy ngập lửa giận, tất cả đều phát tiết tới rồi Chu Tử Du trên người, nếu không phải nữ nhân này cho chính mình tìm việc, hôm nay như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Là nàng. Nàng hại chính mình cả đời, là nàng. Chu Tử Du hơi say thần kinh bởi vì Phó Đình động tác một chút liền thanh tỉnh lại đây, lão công, làm sao vậy a? Làm sao vậy, Phó Đình mồm to thở hổn hển, tiện nhân, ta đánh chết ngươi. Phó Đình tức muốn hộc máu chửi ầm lên, chiều Chu Tử Du trên mặt thật mạnh một cái tát đánh qua đi. Mơ mơ màng màng chung Chu Tử Du còn không rõ phát sinh cái gì đâu, liền thấy chính mình lão công này phát cuồng bộ dáng. Lão công, rốt cuộc làm sao vậy a? Làm sao vậy, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao vậy? Phó Đình một chân to đá vào Chu Tử Du trên bụng nhỏ, một chút liền đem Chu Tử Du đá phiên trên mặt đất, nếu không phải ngươi cái này đồ đê tiệt, lão tử như thế nào sẽ chọc tới này đó đại nhân vật? Ân, đại nhân vật, Chu Tử Du còn vẻ mặt mộng bức. Cái này Chu nữ si a, ngươi lão công công ty, ở vừa mới bị ta thu mua, hiện tại hắn, đã phá sản lạc. Phí Lôi Tư đứng ở một bên, chế giễu dường như nhìn Chu Tử Du hai người. Thu mua, lão công, ngươi như thế nào có thể nghe này đó não tàn nói đâu? Ngươi xem bọn hắn cái dạng này, như thế nào? Ít nói nhảm, Phó Đình bước đi qua đi, một cái tát chịu ở Chu Tử Du trên mặt, làm Chu Tử Du nửa câu sau lời nói còn chưa nói ra liền nuốt đến trong bụng đi. Ta ba mới vừa đã cho ta gọi điện thoại, nhà của chúng ta phá sản. Phá sản? Phó Đình đối Chu Tử Du giống to. Nếu không phải ngươi tiện nhân này, ta sao có thể gặp được loại sự tình này? Đồ đê tiện, Phó Đình không ngừng múa may bàn tay, chiều Chu Tử Du trên mặt rút đi. Liền đánh mấy cái bàn tay đi xuống, Phó Đình cuối cùng đem trong lòng kia cổ lửa giận phát tiết đi ra ngoài, liên tục hối hận nảy lên trong lòng, tưởng tượng chính mình phụ thân vừa mới ở trong điện thoại nói, làm chính mình chạy nhanh trốn đi, hắn liền sợ tới mức muốn chết. Từ một cái con nhà giàu, một chút biến thành chuột chạy qua đường. Loại này tương phản, Phó Đình không tiếp thu được. Nhìn Phí Lôi Tư cùng tương lai, Phó Đình hai đầu gối một loan, đương trường quỳ xuống. Vài vị gia, các ngươi tạm tha ta đi, ta cũng là bị nữ nhân này mê hoặc. Tấm tắc, Phí Lôi Tư lắc lắc đầu, ta nhớ rõ vừa mới người nào đó còn nói, nếu mỗi ngày cơm canh đạm bạc, hắn tình nguyện đi tìm chết, thật không biết hắn có thể làm được hay không a,
hảo muốn nhìn một chút. Không, đại gia, ta sai rồi. Ta sai rồi à. Phó Đình trong thanh âm mang theo khóc nức nở, loại này từ thiên đường một chút ném tới địa ngục cảm giác, làm hắn gần như hỏng mất. Tha ta một lần đi, cầu xin các ngươi, tha ta một lần đi. Ha ha, Phí Lôi Tư cười lạnh một tiếng, lại đây liếm ta đế giày. Phó Đình sắc mặt sửng sốt, theo sau như là làm quyết định giống nhau, quỳ chiều Phí Lôi Tư bỏ đi. Cút ngay, ở Phó Đình bỏ đến Phí Lôi Tư trước người khi, bị Phí Lôi Tư một chân đá văng, liền ngươi loại này mặt hàng, xứng liếm ta đế giày sao? Không xứng, không xứng. Phó Đình liên tục lắc đầu, múa may bàn tay không ngừng chiều chính mình trên mặt rút đi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ha ha, Phí Lôi Tư cười lạnh một tiếng, xoay người chiều khách sạn ngoại đi đến. Tương Lai xinh đẹp cười, cũng nhảy nhót đi ra khách sạn ngoại. Quỳ gối nơi đó Phó Đình tận mắt nhìn thấy đến, Phí Lôi Tư cùng Tương Lai, thượng một chiếc dài hơn bản Rolls Royce, cái kia treo kinh bài năm điều liền hào bảng số xe, làm trên mặt hắn tràn ngập sợ hãi. Trên xe, tóc đỏ dựa vào ghế dựa thượng, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn quỳ gối khách sạn đại sảnh Phó Đình, liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Cứ như vậy đi, lão đại hiện tại mai danh ẩn tích, hơi chút khiển trách một chút là được. Bạch Trì mở miệng. Bọn họ nói hơi chút khiển trách, không có một chút trang bức cảm giác, nếu cái này Phó Đình là thế giới ngầm người, hắn dám vũ nhục Quang Minh đảo vương giới người sở hữu, hắn dám vũ nhục Lâm Thanh Hạm, hiện tại hắn, đã thành một khối thi thể. Dài hơn bản Rolls Royce dần dần đi xa. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người, cũng bước chậm về tới trong nhà. Buổi tối đều uống lên không ít rượu, Lâm Thanh Hạm cũng có chút men say, mặt đẹp thượng vẫn luôn đều hiện lên một mặt đỏ ửng, đáng yêu khẩn. Lão công, vậy nói hảo, chờ ngày mai ta vội xong đỉnh đầu thượng sự, chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo. Lâm Thanh Hạm đứng ở phòng ngủ trước, hướng Trương Huyền xinh đẹp cười. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, nhìn theo Lâm Thanh Hạm đi vào phòng ngủ. Cái kia lão bà, Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia mạn rượu bóng dáng, trà sát tay. Ân, gần nhất hôm nay càng ngày càng lạnh a, một người ngủ, đến buổi tối liền đông lạnh tỉnh. Trương Huyền nhe răng, ở hắn bên người liền có cái trong nhà nhiệt kế, mặt trên biểu hiện 31 độ C, này tuyệt đối là một cái làm người lỏa ngủ đều cảm thấy nhiệt độ ấm. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp đỏ lên, bang một tiếng đem phòng ngủ môn đóng lại, môn trung truyền ra nữ nhân thanh âm, Mỹ đến ngươi, ngươi còn không có chính thức truy quá ta đâu. Chương 216 tạp tiền. Truy. Đối cái này chữ, Trương Huyền ý thức giữa chỉ có đuổi giết địch nhân khái niệm, truy nữ nhân, nói thật, Trương Huyền không có kinh nghiệm. Trở lại chính mình trong phòng, Trương Huyền lấy ra di động, cấp Bạch Trì gọi điện thoại qua đi, chuyện thứ nhất, chính là hỏi Bạch Trì sự tình xử lý thế nào, Phó Đình dám như vậy vũ nhục Lâm Thanh Hạm, Trương Huyền nếu có thể buông tha hắn, kia đều quỷ. Yên tâm đi lão đại, kia hóa hiện tại chính khóc lóc thảm thiết, ôm đầu hối hận đâu. Bạch Trì trả lời nói. Hành. Trương Huyền gật gật đầu, đúng rồi, ta hỏi ngươi chuyện này. Gì sự a lão đại? Như thế nào truy nữ hài? Truy, nữ hài, Bạch Trì thanh âm giữa, để lộ một cổ quỷ dị. Cách di động, Trương Huyền đều có thể nghĩ đến Bạch Trì thứ này hiện tại là cái gì biểu tình. Ít nói nhảm, mau nói. Lão đại, ngươi sẽ không thật không truy quá nữ hài đi. Trương Huyền hỏi lại một tiếng, vô nghĩa, ta truy quá còn muốn hỏi ngươi. Bạch Trì tưởng tượng, giống như thật là như vậy, chính mình này lão đại, đi đến nào, đều là bị đảo truy, trước kia cái gì Pháp Quốc Hoàng thất công chúa, còn muốn Thụy Điển Hoàng thất cái kia, được xưng tinh linh xa đọa nhân gian cô bé, còn có các loại muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, đại gia tộc công chúa, kia đều là truy lão đại, có thể làm lão đại theo đuổi nữ nhân, chưa từng thấy quá a. Trương Huyền nghe Bạch Trì ở trong điện thoại trầm mặc nửa ngày, có chút nôn nóng nói, tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu, mau nói a. Bạch Trì nghẹn nửa ngày, phun ra hai chữ tới, tạp tiền. Trương Huyền cách điện thoại, cấp Bạch Trì duỗi cái ngón tay cái, sau đó ấn xuống cắt đứt kiện, hắn tính đã nhìn ra, tiểu tử này cũng cái gì cũng không biết làm. Bất quá tạp tiền hai chữ, đảo cũng cấp Trương Huyền đề ra cái tỉnh, Trương Huyền thật đúng là ý thức được, chính mình giống như, còn không có cấp Lâm Thanh Hạm đưa quá cái gì lễ vật đâu. Nghĩ vậy, Trương Huyền gọi điện thoại đi ra ngoài. Ngày hôm sau sáng sớm. Bởi vì không dùng tới ban duyên cớ, Lâm Thanh Hạm khởi cũng không phải rất sớm, mau đến 10 giờ nàng mới ra cửa, nói cho Trương Huyền muốn đi vội sự tình, chờ vội xong rồi cùng Trương Huyền liên hệ, làm Trương Huyền chuẩn bị một chút, hôm nay liền lên đường. Nên như thế nào chơi,
đêm qua về nhà trên đường hai người liền thương lượng hảo, hoàn toàn du lịch tự túc, xe chạy đến nào tính nào, nơi nào phong cảnh hảo, liền ở nơi nào dừng lại. Chờ Lâm Thanh Hạm ra cửa sau, Trương Huyền tựa như cái gia đình phụ nam giống nhau, chuẩn bị đi dạo siêu thị, mua chút lữ hành trên đường tất mang phẩm, đối với muốn mua cái gì, Trương Huyền thật sự là quá rõ ràng bất quá, chiều Ngân Châu lớn nhất một nhà thị trường đi đến. Trương Huyền xoay nửa giờ, đột nhiên phát hiện, ở thị trường lối vào, truyền đến một trận ồn ào náo động. Trương Huyền tò mò đi qua đi, còn không có thấy phát sinh cái gì, liền nghe một trận chửi ầm lên thanh truyền đến. Ta nói cho ngươi, hôm nay nếu không còn tiền, ngươi cũng đừng muốn chạy. Chạy, làm ngươi chạy à? Có phải hay không khi chúng ta làm từ thiện, chúng ta tiền, ngươi nói không còn, liền không còn. Này trận mắng to thanh, làm chung quanh vây xem người, cũng sôi nổi mở miệng. Ai, này nhìn rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương, như thế nào liền thiếu tiền không còn đâu. Chính là, hiện tại người a, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nghe nói sao, này tiểu cô nương, thiếu nhân ra 10 vạn đâu. 10 vạn, này như thế nào thiếu, không phải là vay nặng lãi đi. Kia khẳng định đúng vậy, bằng không sao có thể thiếu nhiều như vậy. Bị người buộc còn tiền, hiện tại người a, quá hám làm giàu, kiếm không được như vậy nhiều tiền, hoa còn không ít. Trương Huyền chiều kia đi qua, tùy tiện liếc mắt một cái, lại là sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn đến, đứng ở trong đám người, có một cái tiểu cô nương, bị bốn gã tráng hán bước ở trong góc, mà kia tiểu cô nương, đúng là Mưa Thu. 10 vạn đồng tiền, còn tiền, sao lại thế này? Lấy Trương Huyền đối Mưa Thu hiểu biết, nàng hẳn là không có khả năng đi mượn vay nặng lãi, nói nữa, 10 vạn đồng tiền, Mưa Thu còn không đến mức còn không thượng. Này Lâm Thị 25 vạn tiền thưởng mới phát xuống dưới mấy ngày a. Tới, nhường một chút, Trương Huyền chen vào trong đám người, trực tiếp đi đến kia vài tên tráng hán trước người, sao lại thế này? Bốn gã tráng hán nhìn Trương Huyền, tiểu tử, không ngươi sự ngao, một bên đi. Không hỏi các ngươi, Trương Huyền không kiên nhẫn nhìn đối phương liếc mắt một cái, xoay người nhìn Mưa Thu, nhà đầu, sao lại thế này? Trương ca. Mưa Thu hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tại đây đụng tới Trương Huyền, nàng thấp hèn đầu, có điểm không dám nhìn tới Trương Huyền. Rốt cuộc sao lại thế này? Trương Huyền nhíu mày, người thật sự thiếu bọn họ tiền. Mưa Thu nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng đáp, ân. Tiểu tử, nói không ngươi sự, chậm trễ nữa lão tử đòi tiền, tin hay không liền ngươi một khối tấu. Mỹ nữ, tưởng hoãn hai ngày cũng đúng, xem ngươi này tư sắc không tồi, bồi ca mấy cái nhi chơi chơi, như thế nào a? Một người nhìn Mưa Thu, trong mắt toàn là hạ lưu hương vị. Tiểu tử, cút đi. Một người bắt được Trương Huyền bả vai, liền tưởng đem Trương Huyền một phen đẩy ra. Trương Huyền trở tay bắt được đối phương cánh tay, nhẹ nhàng uốn éo, khiến cho đối phương đau mắng hoa gọi bậy. Đau, đau, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, một phen đẩy ra đối phương, đòi tiền phải hảo hảo muốn, còn dám miệng không sạch sẽ, xé ngươi này Trương tiện miệng. 10 vạn khối đúng không? Cấp cái tài khoản, ta hiện tại chuyển. Vừa nghe Trương Huyền phải trả tiền, vài tên tráng hán đều rất là ngoài ý muốn liếc nhau. U, anh hùng cứu mỹ nhân a. Hành, cái này tài khoản, còn đi. Một người tráng hán từ di động điều ra một trương thẻ ngân hàng ảnh chụp tới, đồng thời lấy ra một trương giấy nợ liền tại đây, còn tiền, giấy nợ lấy đi. Trương Huyền nhìn tráng hán trên tay đồ vật, hỏi hướng Mưa Thu, nhà đầu, là cái này không? Ân, Mưa Thu thanh âm như tiếng muỗi, gật gật đầu. Đãi Mưa Thu xác định sau, Trương Huyền hai lời chưa nói, 10 vạn đồng tiền trực tiếp chuyển qua, đồng thời từ tráng hán trong tay lấy quá giấy nợ, đương trường xé nát. Mặc kệ Mưa Thu là bởi vì cái gì nguyên nhân thiếu 10 vạn đồng tiền còn không thược, Trương Huyền đều có thể bởi vì Mưa Thu phía trước ký hợp đồng khi biểu hiện, giúp nàng một lần. Chờ xác định lấy tiền sau, tên kia tráng hán vừa lòng gật gật đầu, hành, không tồi, nhớ kỹ. Hai ngày sau, còn có 10 vạn khối, tiểu tử, hy vọng ngươi còn có thể giúp nàng còn thượng. Vì một nữ nhân, 20 vạn a, chậc chậc chậc, không biết có đáng giá hay không. Tráng hán nói xong, mang theo người, xoay người đi rồi. Trương Huyền mày hung hăng nhíu lại, nhà đầu, rốt cuộc sao lại thế này. Hắn xoay người nhìn Mưa Thu, phát hiện nhà đầu này đôi mắt hồng hồng, cũng không nói lời nào, nước mắt theo hốc mắt ngăn không được chảy ra. Trương Huyền xé mở vừa rồi lấy lòng khăn giấy, giúp Mưa Thu xoa xoa nước mắt, hảo, đừng khóc, có gì sự cấp ca nói, ngươi như thế nào thiếu nhiều như vậy tiền.
Mưa Thu duỗi tay mà tẫn nước mắt, nức nở mở miệng, Trương. Trương ca, cảm ơn ngươi, cái này tiền, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Trả tiền sự lại nói, ngươi như thế nào sẽ thiếu tiền? Công ty không phải mới cho ngươi đã phát 25 vạn tiền thưởng sao? Mưa Thu mở miệng, gian nan phun ra hai chữ, ta ba. Chương 217 Mưa Thu ra cảnh. Ở khoảng cách tổng hợp thị trường không xa một nhà quán cà phê chung, Trương Huyền cùng Mưa Thu hai người từng người muốn ly nhất tiện nghi cà phê, tương đối ngồi ở một chương loại nhỏ bàn tròn thượng. Trương Huyền nghe Mưa Thu sở giảng sự, nhíu mày. Mưa Thu là cái gia đình đơn thân, nàng phụ thân thích đánh cuộc thành thánh, mẫu thân ở đã nhiều năm trước liền cùng người đi rồi. Những năm gần đây, Mưa Thu phụ thân đem trong nhà phòng ở phát ra đi không nói, càng là thiếu hạ mấy chục vạn nợ bên ngoài. Lúc ấy Mưa Thu đem 25 vạn tiền thưởng bắt được tay sau, chuyện thứ nhất chính là giúp phụ thân còn nợ cờ bạc, nhưng 25 vạn đối Mưa Thu phụ thân thiếu hạ tiền tới nói, xa xa không đủ. Mưa Thu phụ thân ở bản thân liền nợ ngập đầu dưới tình huống, lại lấy nữ nhi ở Lâm Thị đi làm vì đảm bảo, mượn hạ mười mấy vạn, muốn nợ người từ Mưa Thu phụ thân kia nếu không tới tiền, liền đem mục tiêu phóng tới Mưa Thu trên người, cũng có hôm nay Trương Huyền nhìn thấy một màn. Mưa Thu nói cho Trương Huyền, nàng đã trốn những người này trốn rồi thật lâu. Trương ca, kỳ thật có chuyện, ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi, cũng không biết có nên hay không nói. Mưa Thu nâng lên ly cà phê, tiểu nhấp một ngụm, ngữ khí có vẻ thực nhút nhát. Ngươi nói, chính là chiếc xe kia, ta tưởng bán, nhưng đó là Âu Nhân tiên sinh đưa ta không biết có nên hay không bán. Mưa Thu trong ánh mắt mang theo một loại không xác định. Trương Huyền nghe được lời này, thở dài, nhà đầu, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, kia xe nếu Âu Nhân đã tặng cho ngươi, liền hoàn toàn thuộc về ngươi, ngươi tưởng bán tưởng tặng người, đều là ngươi tự do. Trương Huyền lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, Mưa Thu nhà đầu này, có chút tâm địa quá đơn thuần cùng thiện lương, hiện tại xã hội này, muốn đổi cá biệt người, cầm gần 200 vạn xe, cái đuôi sớm kiểu bầu trời đi, hận không thể toàn thế giới đều biết nàng có chiếc siêu xe. Như vậy à, Mưa Thu đem ly cà phê buông, Trương ca, ta đây tính toán đem xe bán, ta hiện tại chỉ là một cái tiểu công nhân, khai 200 vạn xe, thật sự không thích hợp, xe bán sau, ta cũng có thể cho ta ba đem tiền còn thượng, cho hắn khai cái tiểu điếm, nhật tử cũng liền an ổn xuống dưới, bất quá ta không biết nên đi nào bán, ngươi có thể giúp ta sao? Hành, Trương Huyền không có do dự gật gật đầu. Hắn cũng không có cấp Mưa Thu nói cái gì ta cho ngươi còn tiền linh tinh, mỗi người đều có mỗi người cách sống, Trương Huyền không nghĩ lấy bố thí phương thức đi trợ giúp Mưa Thu, hắn cũng không cho rằng Mưa Thu sẽ tiếp thu chính mình bố thí. Được đến Trương Huyền khẳng định hồi đáp sau, Mưa Thu biểu hiện thực vui vẻ, làm quyết định này sau, sở hữu bãi ở Mưa Thu trước mặt khó khăn, đều giải quyết dễ dàng. Đối với xe second hand nên bán thế nào phương diện này, Trương Huyền cũng không phải thực hiểu, hắn cấp Bạch Trì gọi điện thoại. Bạch Trì đối với siêu xe là thực cảm thấy hứng thú, chính mình nhàn không có việc gì cũng sẽ làm một ít phương diện này đồ vật. Đương Trương Huyền nói ra kích cỡ sau, Bạch Trì tỏ vẻ, này chiếc xe hắn có thể lấy thấp hơn thị trường giới 20% giá cả thu mua. Đối với second hand siêu xe tới nói, thấp 20% giá cả, xem như thực công đạo. Rốt cuộc có thể mua nổi loại này siêu xe người, phần lớn cũng đều không để bụng 10 đến 20 vạn, bọn họ muốn chính là mặt mũi. Bọn họ tình nguyện dùng nhiều 10 đến 20 vạn, đi mua cái một tay, cũng sẽ không tuyển giá rẻ second hand. Đương biết được chính mình này chiếc xe còn có thể bán 150 vạn thời điểm, Mưa Thu biểu hiện phi thường vui vẻ, này đối nàng tới nói, là bay tới tiền của phi nghĩa. Mưa Thu mang theo Trương Huyền, chiều chính mình trụ địa phương đi đến. Chờ tới rồi Trương Huyền mới biết được, Mưa Thu trụ địa phương, nguyên lai như vậy cũ nát, cùng chính mình khi còn nhỏ trụ khu lều trại, giống nhau như đúc. Đó là một đống hoàn toàn cô lập bản lâu, đại lâu tường ra đều đã bóc ra, tầng lâu tổng cộng có 6 tầng cao, hàng hiên khẩu thực hẹp, rác rưởi tất cả đều chất đống ở hàng hiên trước mồm, tản ra từng trận tanh tưởi. Trương Huyền quan sát một chút, ở nơi này người, mỗi người trên mặt đều mang theo mỏi mệt biểu tình, thần sắc vội vàng, vì sinh kế bôn ba, trên mặt nhìn không ra cái gì hy vọng, khuyết thiếu sinh khí. Cái này làm cho Trương Huyền thở dài, hắn thực minh bạch như vậy cảm thụ, trước kia hắn cũng là như thế này, mỗi ngày tưởng không phải muốn kiếm tiền đi đâu chơi, không phải nghĩ mua cái gì quần áo mới, chỉ nghĩ, nên như thế nào ăn no tiếp theo bữa cơm. Bản lâu cùng sở hữu 4 cái đơn nguyên, Mưa Thu ra ở tại tam đơn nguyên lầu 4. Hàng hiên thực hẹp, trên mặt đất che kín cho bụi,
căn bản không có người quét tước, mưa thu ra cửa phòng, cũng là cái loại này cũ xưa mang sa võng màu lam phòng trộm môn, đem sa võng đâm thủng đều có thể đem tay vói vào đi mở cửa ra cái loại này. Chờ mưa thu mở ra cửa phòng sau, đem Trương Huyền mời vào ra. Trương Huyền nhìn thoáng qua, mưa thu ra rất nhỏ, cũng liền hơn 40 cái bình phương, hai phòng một sảnh, gia cụ cũng đều thực cũ nát, nhưng thu thập thực sạch sẽ. Trương ca, đồ vật có điểm cũ, người đừng để ý a. Mưa thu ngượng ngùng nói một tiếng. Trương Huyền vẫy vẫy tay, như vậy phòng ở, hắn đã có thật nhiều năm chưa thấy qua, khi còn nhỏ, chính mình cùng mụ mụ chính là ở tại như vậy trong phòng, chẳng qua lúc ấy, hắn cùng mẫu thân chỉ có nho nhỏ một gian phòng ngủ, ngay cả thượng WC đều đến xem khác khách thuê sắc mặt. Mưa thu chìa khóa xe cũng không có tùy thân mang theo, mà là đặt ở trong nhà, nàng chiếc xe kia, cơ hồ đều không thế nào khai, đối với mưa thu điều kiện tới giảng, cố lên đều là thêm không dậy nổi. Mưa thu chạy tiến chính mình phòng ngủ, tìm mười mấy phút, cũng chưa tìm được chìa khóa xe. Kỳ quái, nàng mày liễu hơi nhíu, ở trong phòng nhìn một vòng, đột nhiên kinh hô một tiếng, không xong. Làm sao vậy? Trương Huyền nghi hoặc nói. Trương ca, người từ từ ta a. Mưa thu hô một tiếng, cũng chưa tới kịp cùng Trương Huyền giải thích, liền chiều dưới lầu chạy tới. Trương Huyền đi theo mưa thu phía sau. Theo mưa thu đi vào khoảng cách cái này bản lâu 300 mễ ngoại một cái bãi đậu xe lộ thiên. Mưa thu ở đi vào cái này bãi đỗ xe trước tiên, liền khuôn mặt nhỏ trắng xanh, trong miệng lẩm bẩm nói, xong rồi. Xe, bị ta ba cầm đi. Trương Huyền xem mưa thu như vậy, lại mau khóc ra tới, tiến lên an ủi nói, đừng nóng vội, phát sinh cái gì, cho ta nói. Trương ca, xe khẳng định bị ta ba cầm đi bài bạc, hắn phía trước liền vẫn luôn muốn chiếc xe kia. Ta chưa cho hắn, nếu bị hắn lấy đi, hết thảy đều xong rồi a. Mưa thu một lòng vô cùng hoảng loạn, vừa mới nhìn đến sinh hoạt hy vọng, lại cấp tan biến. Hảo, người trước đừng có gấp. Trương Huyền bắt lấy mưa thu hai vai, người có biết hay không, người ba ngày thường đều ở đâu cái bãi chơi. Mưa thu gật gật đầu, ân, biết. Hành, hai ta đi trước, hẳn là còn kịp. Trương Huyền phất tay ngăn cản xe taxi, đưa mưa thu lên xe nói túy tiên lâu ba chữ thời điểm. Trương Huyền không sai biệt lắm minh bạch. Túy Tiên lâu tầng cao nhất cái kia bãi, là Chu gia khai, loại này sòng bạc, Trương Huyền thấy được quá nhiều, bên trong chia bài tất cả đều là cao thủ, tưởng ở cái này bãi thắng tiền, quả thực người si nói mộng. Đường xe taxi chạy đến Túy Tiên lâu thời điểm, Trương Huyền cùng mưa thu hai người, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngừng ở Túy Tiên lâu trước cửa kia chiếc Maserati. Chương 218 không bán đều không được. Mưa thu tuy rằng biết chính mình phụ thân ở cái này bãi chơi, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên tới này, hết thảy đều biểu hiện thực xa lạ cùng nhút nhát. Nhưng thật ra Trương Huyền, mang theo mưa thu, ngựa quen đường cũ đi tới tiên vị mái nhà tầng, kia xa hoa chiếu bạc, dáng vẻ khác nhau đánh cuộc khách, mãn phòng ẩm ý, đều làm mưa thu có chút sợ hãi, chỉ có tránh ở Trương Huyền phía sau, nàng mới có thể cảm nhận được cái loại này an tâm. Xem một chút, cái nào là ngươi ba? Mưa thu ánh mắt ở sở hữu trên chiếu bạc nhìn quét một vòng, theo sau lắc lắc đầu, không nhìn thấy. Không gặp, Trương Huyền kỳ quái, vừa mới hắn cùng mưa thu, đã ở dưới lầu nhìn đến chiếc xe kia. Ở kia, mưa thu đột nhiên kinh hô một tiếng, duỗi tay một lóng tay. Trương Huyền theo mưa thu ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn đến một cái khuôn mặt tang thương trung niên nam nhân, đang ngồi ở một trương trên sofa, cùng một người thanh niên trò chuyện cái gì. Mông ca. Chúng ta không đều nói tốt sao, này chiếc xe ngươi 20 vạn thu, hiện tại như thế nào mới 5 vạn a? Thu Hoa vẻ mặt lấy lòng cùng trước mặt thanh niên nói. Thanh niên bĩu môi, cho chính mình điểm điếu thuốc, hít mây nhả khói, lão đông tây, này chiếc xe, ngươi trừ bỏ chỉ cần một chiếc ngoài xe, cái gì thủ tục cũng chưa cho ta, dựa vào cái gì làm ta 20 vạn thu. Ta nói cho ngươi, 5 vạn đều là nhân nghĩa giới, ngươi nếu không tưởng bán, vậy quên đi, nhìn xem ai ai thu đi. Mông ca, đừng a. Thu Hoa xoa xoa tay, không được ngươi xem lại thêm chút thành sao. 10 vạn cũng đúng a, chờ ta trở về bổn, lại cho ngươi điểm tiền trả nước. Đi ngươi sao, mông ca đem trong tay tàn thuốc trực tiếp đạn đến Thu Hoa trên người, ta nói 5 vạn liền 5 vạn, ngươi cái lão đông tây đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Bị tàn thuốc tạp đến trên người, Thu Hoa cũng không tức giận, vẫn cứ mang theo vẻ mặt cười nịnh, mông ca, đừng nóng giận a, chỉ là này 5 vạn. Xác xác thật thật có điểm thiếu. Chê ít cũng đừng bán. Mông ca một bộ ăn định ngươi bộ dáng. Hảo a, vậy không bán, vị này đại ca,
đi thong thả không tiễn. Trương Huyền mang theo Mưa Thu, từ một bên đã đi tới. Trương Huyền thanh âm, lập tức hấp dẫn đang ở đàm phán hai người lực chú ý. Thu Hoa vừa thấy Mưa Thu, thần sắc biến đổi, trên mặt tràn ngập lúng túng nói, Mưa nhỏ a, sao ngươi lại tới đây? Ba, Mưa Thu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập phẫn nộ, ta nếu không tới, ngươi có phải hay không thật liền đem ta xe cấp bán? Này không còn không có bán đâu sao? Thu Hoa xoa xoa tay, ta đang theo Mông Ca nói giới đâu. Không cần nói chuyện, ba, chúng ta không bán. Mưa Thu tiến lên, lôi kéo chính mình phụ thân cánh tay, liền phải hướng khai đi. Như thế nào có thể không bán đâu? Thu Hoa một phen ném ra Mưa Thu cánh tay, Mưa nhỏ. Ngươi có thể hay không hiểu chút sự, này chiếc xe ngươi lưu trữ nó làm gì? Chờ lão ba đem xe bán, hôm nay trở về bổn, sẽ không bao giờ nữa chơi. Ta đáp ứng ngươi, hảo hảo đi tìm cái công tác đi làm, hành sao? Thu Hoa nói xong, lại đối Mông Ca cười nịnh, Mông Ca, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, đừng để ý a. U, Mông Ca một đôi mắt ở Mưa Thu trên người đánh hai cái không ngừng, trong mắt tản ra mãnh liệt chiếm hữu dục, lão Đông Tây, đây là ngươi nữ nhi a. Như thế nào, có như vậy cái xinh đẹp nữ nhi còn cất giấu? Như vậy đi, làm ngươi nữ nhi lại đây bồi ta trò chuyện, ta liền cho ngươi thêm 5 vạn. Vừa nghe lời này, nguyên bản cười nịnh Thu Hoa liên tục xua tay, không được a Mông Ca, này nhưng không được, ta nha đầu này còn nhỏ đâu, 5 vạn liền 5 vạn đi. Không, chúng ta không bán. Mưa Thu dùng sức kéo một chút Thu Hoa cánh tay, ở Thu Hoa bên tai nhỏ giọng nói, ba, Trương Ca đã cho ta tìm hảo người mua, có thể bán 150 vạn. Gì, cái này con số, làm Thu Hoa trừng lớn đôi mắt, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. 150 vạn. Chính mình không nghe lầm đi. Mông Ca nói, này xe nhiều nhất có thể cho chính mình 20 vạn, này vẫn là hữu nghị giới. Hiện tại lại có thể bán 150 vạn, này chênh lệch cũng quá lớn đi. Thu Hoa tuy rằng thích đánh cuộc thành tánh, lại không hiểu xe, nhưng đầu óc không ngốc, một chút liền phản ứng lại đây sao lại thế này. Hắn đối Mông Ca xua tay, Mông Ca a, thật sự xin lỗi, này xe là nữ nhi của ta, nàng nếu không làm ta bán, ta thật đúng là liền vô pháp bán. Thu Hoa nói xong, lôi kéo Mưa Thu liền phải chiều sòng bạc ngoại đi. Mông Ca thấy Thu Hoa nói không bán, đương trường liền không vui, nói thật, hắn liền nhà tiếp theo đều tìm hảo, hôm nay thu xe, đổi tay chính là một bút đồng tiền lớn, này nấu chín vịt còn có thể làm bay không thành. Không bán, ngươi nói không bán liền không bán, lão tử tiền đều mang đến, lão Đông Tây, ngươi hắn sao chơi lão tử đâu. Mông Ca hét lớn một tiếng. Thu Hoa theo bản năng rụt rụt đầu. Bài trừ một cái kỳ hảo tươi cười, Mông Ca, mua bán thứ này, không phải hai bên sao, ta này không bán còn không được sao? Không được, Mông Ca một cái tát chụp đến trên bàn. Theo Mông Ca này một động tác, chung quanh lập tức vây lại đây mười mấy danh thanh niên lưu lổng, tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Thu Hoa cha con hai. Thu Hoa nhìn này trận trượng, sợ tới mức cả người đều xúc đến cùng nhau, vâng vâng dạ dạ nói, Mông. Mông Ca, này. Này xe không phải ta a, là nữ nhi của ta. Vậy làm ngươi nữ nhi lưu lại, ta cùng nàng nói. Mông Ca nhìn chằm chằm Mưa Thu, mỹ nữ, tới, ca ca cùng ngươi tâm sự. Trương Huyền đi tới Mưa Thu trước người, ngăn trở Mông Ca tầm mắt, hắn mở miệng đối Mông Ca nói, huynh đệ, ngươi làm như vậy, nhưng có điểm không hợp quy củ đi. Ngươi hắn sao lại là cái thứ gì? Mông Ca khó chịu nhìn Trương Huyền, ở chỗ này, lão tử liền hắn sao là quy củ? Nơi này không ngươi sự, cấp lão tử lăn một bên đi. A, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, hiện tại người, đều như vậy kiêu ngạo sao, hắn phát hiện, càng là kiến thức ít người, liền càng bừa bãi, chẳng sợ những cái đó mánh khóe ngập trời, ở áo thành sòng bạc trấn chàng đại ca, cũng không dám nói ra ta chính là quy củ loại này lời nói. Thu Hoa lôi kéo Trương Huyền vạt áo, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể chọc bọn hắn a, bọn họ đánh lên người tới chính là không muốn sống. Mưa Thu nhìn chính mình bên người vây lại đây người, cũng phá lệ sợ hãi, nàng gì thời điểm gặp qua loại này trận trượt, trong công ty những cái đó lão công nhân đều đem nàng khi dễ không dám nói lời nào, huống chi những người này đâu. Trương Ca, chúng ta báo nguy đi. Báo nguy, ai hắn sao dám, Mông Ca bên hông, rút ra một phen ném côn, người hắn sao đi ra ngoài hỏi thăm, đây là Chu gia bãi, người báo nguy. Trương Huyền cười một chút, như thế nào? Chu gia liền có thể làm lơ pháp luật. Mông Ca vẻ mặt bừa bãi mắng, thảo, chúng ta Chu gia chính là pháp.
ngươi có thể đại biểu Chu gia sao? Trương Huyền hỏi một tiếng. Chê cười, Mông Ca chính là nơi này trấn tràng, ngươi hỏi hắn có thể hay không đại biểu Chu gia. Tiểu tử, ngươi lại là thứ gì? Một người Mông Ca tiểu đệ mở miệng. Trương Huyền nhìn quét này đàn thanh niên lêu lổng liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu, hảo, có thể đại biểu liền hảo, hôm nay, Chu tự nếu là không cho ta cái công đạo, bọn họ Chu gia cũng liền không cần thiết tồn tại. Chương 219 các ngươi Chu gia thật cuồng. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, chiều trước người Mông Ca, một chân đá tới. Trương Huyền này một chân, Mông Ca còn không có phản ứng lại đây, đã bị đá bay ngược đi ra ngoài. Này đó vây quanh ở Trương Huyền bên người thanh niên lêu lổng, ai cũng không nghĩ tới Trương Huyền nói động thủ liền động thủ, thẳng đến Mông Ca ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ mới phản ứng lại đây. Thảo, còn hắn sao dám động thủ, lộng chết hắn. Này đàn thanh niên lêu lổng la lên một tiếng, đồng thời chiều Trương Huyền vọt tới. Đều hắn sao đừng nhúc nhích, một trận ngâm khẽ tiếng quát đột nhiên vang lên. Này đàn vừa muốn động thủ thanh niên lêu lổng vừa nghe thanh âm này, liền cùng chuột thấy miêu giống nhau, tất cả đều ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Một người tuổi 30, dáng người quyến rũ, mị lực bắn ra bốn phía nữ nhân bước miêu bộ, đã đi tới. Nhìn đến nữ nhân này, này đàn thanh niên lêu lổng tất cả đều thấp hèn đầu, cung cung kính kính kêu một tiếng hoa tỷ. Mông Ca cũng từ trên mặt đất vội vàng bò lên, cúi đầu đứng ở một bên. Hoa tỷ phía trước ở phòng điều khiển đợi, từ theo dõi nhìn thấy Trương Huyền trong nháy mắt, nàng liền vội vàng đi vào đại sảnh, chuẩn bị cùng cái này đại nhân vật lên tiếng kêu gọi, nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Lần trước sự, hoa tỷ nhớ rõ nhưng rõ ràng đâu, đây chính là một câu là có thể làm thiếu gia quỳ xuống đứng đầu nhân vật A. Kết quả vừa đến đại sảnh, hoa tỷ liền nhìn đến Trương Huyền động thủ một màn. Cái này làm cho nàng nội tâm hô to không xong, phỏng chừng lại có cái nào không có mắt hóa, chọc tới cái này đại nhân vật. Sao lại thế này? Hoa tỷ hỏi hướng Mông Ca. Hoa tỷ, tiểu tử này hắn sao? Bang! Mông Ca nói còn chưa dứt lời, đã bị hoa tỷ một cái tát chiều đến trên mặt, thanh âm thanh thúy. Hoa tỷ động tác, làm Mông Ca cùng này đó thanh niên lêu lổng đều sợ ngây người, bọn họ làm không rõ, hoa tỷ vì cái gì muốn đánh người một nhà. Trương tiên sinh, xin lỗi, ta không biết. Được rồi, kêu Chu tự đến đây đi. Trương Huyền không kiên nhẫn phất phất tay. Mỗi cái địa phương, đều có mỗi cái địa phương quy củ. Chu gia cái này sòng bạc, quá mức không tuân thủ quy củ. Tuy rằng này chỉ là cái tiểu địa phương, ở Trương Huyền trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng không chút nào khoa trương nói, tại đây loại màu đen thế lực giữa, Trương Huyền liền giống như cổ đại hoàng đế, nếu thấy được, vậy cần thiết quan tâm. Hoa tỷ thấy Trương Huyền lười đến cùng chính mình nói chuyện, cũng không dám nhiều lời, vội vàng cấp Chu tự gọi điện thoại. Thiếu gia, vị kia Trương tiên sinh tới, nói muốn gặp ngươi. Hoa tỷ hướng trong điện thoại nói. Một bên Mông Ca đám người, mở to hai mắt nhìn, bọn họ ý thức được, chính mình lần này, là đá đến ván sắt, trước mặt người này, thế nhưng cùng đại thiếu gia nhận thức. Ở Hoa tỷ đánh ra điện thoại 5 phút sau, Chu tự liền mồ hôi đầy đầu xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Có thể thấy được, hắn là phi thường vội vàng chạy tới, sợ làm Trương Huyền nhiều chờ một giây. Bởi vì Chu tự rất rõ ràng, vị này chính là gần một chiếc điện thoại, là có thể hủy hoại toàn bộ Chu thị đứng đầu nhân vật. Trương Huyền nhìn thấy Chu tự ánh mắt đầu tiên, liền mở miệng nói, quỳ xuống. Quỳ xuống này hai chữ lọt vào tai, Chu tự căn bản không dám có một tia chần chờ, làm cho nhiều người như vậy mặt, quỳ gối trên mặt đất. Mông Ca đám người. Giờ phút này trong lòng có núi sông thủy quay cuồng, bọn họ nguyên bản cho rằng, trước mặt thanh niên này, chỉ là cùng đại thiếu nhận thức, nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không phải như thế a. Một câu, là có thể làm đại thiếu làm trò nhiều người như vậy mặt quỳ xuống, liền tính là đại thiếu lão tử liền không bổn sự này đi. Trương tiên sinh, không biết nơi nào đắc tội ngài, Chu tự vẻ mặt lấy lòng, thật cẩn thận hỏi. Các ngươi Chu gia người, tính toán ở ta này cường mua cường bán. Còn tính toán đem ta muội lưu lại nơi này, Trương Huyền hỏi. Chu gia người, Chu tự đầy mặt nghi hoặc, trận này tử, Chu gia người, liền chính mình một cái a. Chu tự nhìn về phía hoa tỷ động tác rất nhỏ chỉ Mông Ca đám người. Chu tự một chút phản ứng lại đây, chính là này mấy cái đuôi mù hóa, đắc tội Trương tiên sinh. Chu tự hiện tại căn bản không kịp trách phạt Mông Ca đám người, liên tục xua tay, hướng Trương Huyền giải thích, Trương tiên sinh, ngài hiểu lầm a. Này mấy cái căn bản là không phải chúng ta Chu gia người, chỉ là mấy cái cầu thôi. Chu tự,
ngươi nhưng đừng đậu ta. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói, vừa mới bọn họ rõ ràng nói cho ta, bọn họ có thể đại biểu Chu gia, bọn họ chính là nơi này quy củ, bọn họ chính là nơi này luật pháp, chẳng sợ cảnh sát tới, đều không thể đem các ngươi Chu gia thế nào đúng không? Ta muốn thử xem, nhìn xem các ngươi Chu gia, rốt cuộc có hay không bọn họ nói lợi hại như vậy. Chu Tự vừa nghe lời này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, căn bản không màng cái gì mặt mũi linh tinh đồ vật, liên tục hướng Trương Huyền dập đầu nhận sai, Trương tiên sinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta quản giáo vô phương, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Được rồi, Trương Huyền phất phất tay, ở các ngươi Chu gia bãi, ta tổng cộng tới 2 lần, 2 lần đều nhìn thấy loại người này, ngươi Chu Tự như thế nào quản, ta đại khái cũng rõ ràng, nhớ rõ, đừng làm ta gặp được lần thứ 3, ta và ngươi Chu Tự, hẳn là không có gì hảo giao tình. Nhất định, nhất định, Chu Tự đem đầu khái trên mặt đất, thùng thùng rung động. Mưa Thu cùng này phụ thân Thu Hoa đứng ở Trương Huyền phía sau, đều một bộ không thể tưởng tượng nhìn Trương Huyền, bọn họ tuy rằng không hiểu biết cái gì Chu gia, nhưng cũng biết, có thể khai khởi lớn như vậy một cái sòng bạc người, kia tất nhiên có quyền thế, đã có thể loại người này, nhìn thấy Trương Huyền, liền cùng nhìn thấy gia gia giống nhau, sợ Trương Huyền có một chút không hài lòng. Đi thôi nha đầu, Trương Huyền vỗ vỗ Mưa Thu bả vai, mang theo Mưa Thu, chiều sòng bạc ngoại đi đến. Thẳng đến Trương Huyền rời đi sòng bạc, Chu Tự mới dám từ trên mặt đất đứng lên, hắn đem ánh mắt phóng tới Mông Ca đám người trên người. Giờ này khắc này, Mông Ca đám người sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi thân thể đều ở không tự chủ đánh run run. Chu Tự hít sâu một hơi, thấp giọng mở miệng nói, đem bọn họ mấy cái, gân tay gân chân tất cả đều đánh gãy, an bài người mỗi ngày chuyên môn chiếu cố một chút, ta muốn mấy người này, sống không bằng chết. Chu Tự lại nói chiếu cố 2 chữ thời điểm, cố ý tăng thêm ngữ khí. Mông Ca đám người vừa nghe, đường trường 2 chân mềm nhũn, quỳ xuống, điên cuồng dập đầu xin tha. Các ngươi mấy cái, thật đúng là nghiêu bức a, khi nào A Miêu A Cẩu đều dám đại biểu ta Chu gia. Ta Chu gia liền như vậy giá rẻ sao? Toàn phế đi, Chu Tự vung tay lên, đầy người lệ khí. Trương Huyền mang theo Mưa Thu cha con 2 rời đi sòng bạc, hắn căn bản không cần phải xen vào Mông Ca đám người, hắn biết, những người này, xong đời. Như thế bừa bãi, không coi ai ra gì, khinh nam bá nữ, mặc kệ có cái gì kết cục, kia đều là gieo gió gặt bão, nếu hôm nay chính mình không ở, liền xem bọn họ như vậy, Mưa Thu nha đầu này tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì rời đi sòng bạc, loại nhân cha này, nhiều phế một cái, trên thế giới liền ít đi một cái. Trương Huyền bắt được xe sau, cấp Bạch Trì gọi điện thoại, qua không vài phút, Mưa Thu di động thượng, liền thu được ngân hàng phát tới tin nhắn nhắc nhở. Kia 150 vạn cách xù, làm Mưa Thu rơi lệ đầy mặt, có này đó tiền, nàng sinh hoạt là có thể khôi phục quỹ đạo. Chương 220 Lâm Thị Nan Đề. Trương ca, lần này sự, ta thật sự không biết nên như thế nào tạ ngươi. Mưa Thu vẻ mặt cảm kích nhìn Trương Huyền. Được rồi nha đầu, ngươi cũng đừng cảm tạ ta, đây đều là ngươi nên được, nếu lúc ấy Âu Nhân không đưa ngươi này chiếc xe, này 150 vạn ta cũng vô pháp chống rỗng biến cho ngươi, không phải sao? Trương Huyền xoa xoa Mưa Thu đầu, được rồi, mau mang thúc thúc đi đem tiền còn đi. Ân, Mưa Thu dùng sức gật gật đầu. Đúng rồi, Trương Huyền đột nhiên gọi lại phải đi Mưa Thu cha con 2, cái kia Thu thúc, ta tuổi không ngươi đại, nhưng ở nào đó phương diện kinh nghiệm, lại nhiều một chút, đánh bạc thứ này, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, hiện tại nếu hết thảy đều trở lại nguyên điểm, có thể không chạm vào liền không chạm vào đi, Mưa Thu nha đầu này cũng trưởng thành, lại quá mấy ngày. Liền đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, ngươi cũng nên vì nàng thao nhọc lòng. Ta minh bạch, minh bạch, Thu Hoa liên tục gật đầu, lần này đem tiền còn xong lúc sau, ta liền không đánh cuộc. Hảo! Trương Huyền gật gật đầu, đãi Mưa Thu cha con 2 đi xa sau, hắn nhìn này 2 người bóng dáng, lắc lắc đầu, nếu Mưa Thu phụ thân thật có thể giới đánh cuộc, kia thật sự là quá tốt, đáng sợ liền sợ, hắn giới không xong a. Trương Huyền xử lý xong chuyện này. Nhìn hạ thời gian, đã giữa trưa. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền cấp Lâm Thỉnh Hạm gọi điện thoại, lão bà, người vội thế nào? Cái kia lão công a, Lâm Thỉnh Hạm ở điện thoại trung thanh âm tràn ngập xin lỗi, chúng ta kế hoạch, có thể hơi chút phóng một chút sao? Ta này có chút việc, một chốc còn xử lý không xong. Hành, đều nghe ngươi, Trương Huyền một chút trách cứ Lâm Thỉnh Hạm ý tứ đều không có, hắn người này a, đi đâu đều không sao cả. Chỉ cần có thể cùng Lâm Thỉnh Hạm ở bên nhau, nơi nào phong cảnh, đều là tuyệt mỹ. Lão công, cảm ơn ngươi.
Lâm Thỉnh Hạm ở điện thoại chung ngọt ngào nói. Trương Huyền nghe trong điện thoại kia điềm mỹ thanh âm, một lòng đều mau tô. Ở ngoài ô một cái thôn xóm, thôn ủy thư ký văn phòng chung. Lâm Thỉnh Hạm nhìn trước mặt nam nhân, thần sắc lãnh đạm mở miệng, nói như vậy, ngươi là tưởng đơn phương xé bỏ hiệp ước. Không phải đơn phương xé bỏ, một nam nhân trung niên hắc hắc cười, Lâm Tổng, bọn yêm là nông dân, thật nhiều sự tình cũng đều không hiểu, phía trước trong núi đào ra sơn tuyền, ta cũng không biết có như vậy đáng giá a. Hiện tại như vậy nhiều gia công ty đều cướp ở bọn yêm này làm nghỉ phép sơn trang, so với giá cả, các ngươi Lâm thị là có điểm thấp a. Này trung niên nam nhân vừa nói, một bên từ trong túi móc ra một hộp mềm trang Trung Hoa, kia ý tứ thực rõ ràng, có người đã tỏ vẻ, các ngươi Lâm thị nếu không tỏ vẻ nói, vậy không diễn. Các ngươi quả thực là vô sỉ. Lâm Thanh Hạm bí thư Lý Na tức giận nói, cái gì không biết thanh tuyền giá trị, lúc ấy chúng ta đã cho các ngươi nói rành mạch. Hiện tại chúng ta Lâm thị bỏ vốn, đem các ngươi thôn bên ngoài con đường kia triệt triệt để tu hảo, các ngươi liền tính toán qua cầu rút ván. Nếu không có chúng ta tu lộ, từ đâu ra công ty cùng các ngươi hợp tác? Bí thư Lý, đây là các ngươi không nói lý a. Trung niên nam nhân cười lạnh một chút, bọn yêm thôn bên ngoài con đường kia, chính là các ngươi Lâm thị chính mình tu, bọn yêm nhưng không cầu các ngươi tu. Hành, vậy như vậy đi. Lâm Thanh Hạm khép lại trong tay văn kiện, Triệu thư ký, chúc ngươi cùng khác công ty, hợp tác vui sướng. Lâm Thanh Hạm đứng dậy, quay đầu liền đi. Lâm Tổng, đi thong thả không tiện a. Triệu thư ký liền mông cũng chưa hoạt động một chút. Chờ Lâm Thanh Hạm cùng Lý Na đi rồi, Triệu thư ký lấy ra điện thoại, bắt cái dãy số đi ra ngoài. Uy, Trịnh Thiếu, là ta, nàng tới, ta cự tuyệt, đúng đúng đúng, ngài xem a Trịnh Thiếu, ngài lần trước nói kia bút tư kim. Ai, được rồi, được rồi. Triệu thư ký đánh điện thoại, kia mặt nhạc cùng cúc hoa nhăn giống nhau. Lâm Thanh Hạm mang theo Lý Na rời đi thôn ủy thư ký văn phòng, lên xe, Lý Na còn khí không được. Lâm Tổng, này Triệu Chí mới vừa, chính là cố ý ghê tởm chúng ta đâu, lúc trước nói rất đúng tốt, chúng ta bỏ vốn tu lộ, sau đó ở trong thôn làm nghỉ phép sơn trang, hắn làm như vậy, quả thực chính là không biết xấu hổ. Nếu thật làm khác công ty đem cái này hạng mục cầm, chúng ta hao tổn, ít nhất có 1 tỷ. Kia sơn tuyền, cũng là chúng ta kiểm tra đo lường ra tới mở. Lâm Thanh Hạm ngồi ở hàng phía sau ghế dựa thượng, tay ngọc khẽ vuốt cái trán, cùng Hằng Viễn Tần Tổng liên hệ một chút đi, lần này, thật sự yêu cầu nàng hỗ trợ. Lâm Tổng, ngươi là tưởng. Ân, Tần Tổng phía sau người kia, hẳn là sẽ có biện pháp, hiện tại liền xem, vị kia có nguyện ý hay không giúp chúng ta. Lâm Tổng, ngày mai có cái thương nghiệp tụ hội, Tần Tổng đến lúc đó hẳn là cũng ở. Có thể ở tụ hội thượng cùng nàng nói một chút chuyện này. Lý Na nhìn chuyến về trình biểu. Hành, vậy ngày mai ta trực tiếp cùng nàng giáp mặt nói đi. Trương Huyền mở ra kia chiếc Maserati về đến nhà, thông chi Bạch Trì lại đây lấy xe sau, liền lo chính mình chạy đến trong phòng, đem trong nhà triệt triệt để quét tước một lần. Mới vừa quét tước xong nhà ở, còn không có nghỉ ngơi, Trương Huyền liền nhận được Tần Nhu điện thoại. Trương Đại vội người, làm gì đâu? Tần Nhu kia nhu hòa thanh âm, thông qua điện thoại truyền ra tới. Cái gì người bận rộn a, ta một ngày nhàn muốn chết. Đúng không, nhàn cũng không biết cho ta gọi điện thoại, nhìn Trương Đại vội nhân tâm là không ta cái này bằng hữu lạc, ai, đừng quên, ngươi nghiệp vụ còn phải cùng ta nối tiếp đâu, nếu ta không đồng ý, lão bà ngươi còn không được thu thập ngươi. Tần Nhu trêu ghẹo một tiếng, nhưng đang nói chuyện thời điểm, Tần Nhu cảm giác trong lòng một trận chua xót. Trương Huyền cười gượng 2 tiếng. Làm sao vậy Tần đại mỹ nữ, này đột nhiên cho ta gọi điện thoại, không phải là muốn mời ta ăn cơm đi. Thỉnh ngươi ăn cơm, hảo a, ngươi tới sao? Tần Nhu cố ý hỏi lại một tiếng. Ách, Trương Huyền hơi chút có chút xấu hổ, cái kia, hôm nào đi, hôm nay không gì thời gian. Có cái giống Lâm Tổng như vậy đại mỹ nữ làm bạn, ngươi Trương đại vội người làm sao có thể rút ra thời gian bồi bồi ta cái này tiểu nữ nhân đâu. Tần Nhu nói chung, có che giấu không được u oán. Nào có, người giống nhau thật xinh đẹp, Trương Huyền vội vàng nói. Ai, Tần Nhu ở trong điện thoại thở dài, dối trá nam nhân a, tẫn nói chút lời nói dối, đúng rồi, ngày mai có cái thương vụ tụ hội, người có thể tham dự sao, bởi vì phía trước Tạc Sơn sự, có mấy cái lão tiền bối muốn gặp ngươi, phỏng chừng lão bà ngươi cũng sẽ tham gia. Hành a, Trương Huyền vừa nghe Lâm Thanh Hạm tham gia, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, vậy ngày mai tụ hội thượng thấy. Hảo. Cắt đứt điện thoại, Trương Huyền chuẩn bị tốt cơm chiều, chờ Lâm Thanh Hạm trở về.
Mau đến buổi tối 7 giờ thời điểm, Lâm Thanh Hạm mới vào ra môn, vừa thấy Lâm Thanh Hạm, Trương Huyền liền thấy được nữ nhân trên mặt kia mạt mỏi mệt. Lại đi nói xin ý, Trương Huyền chờ Lâm Thanh Hạm nửa dựa vào trên sofa sau, vì nàng đổ ly trà, theo sau ngồi ở bên người nàng, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Gần nhất sự có chút nhiều, lão công, ngày mai ta còn có một cái tụ hội, chờ vội xong rồi, chúng ta ở đi du lịch, hảo sao? Lâm Thanh Hạm ôm Trương Huyền cánh tay, rúc vào bờ vai của hắn. Chương 221, không tưởng được người. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người lẳng lặng dựa vào trên sofa, trước mặt một chén trà nóng, chậm rãi bốc lên khởi màu trắng sương mù. Lâm Thanh Hạm cảm giác, chính mình giờ khắc này là như vậy phong phú, dựa vào cái này trên vai, giống như hết thảy bối rối chính mình vấn đề, đều bị che đậy, làm chính mình cảm thấy an tâm. Đây là một loại có cảng cảm giác. Hết thảy đều như vậy yên tĩnh, lúc này, Lâm Thanh Hạm suy nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại đi xuống, làm chính mình cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ là giúp vào người nam nhân này bên người, thật là tốt biết bao. Biệt thự đại môn mở ra. Ta liền nói như thế nào ở ngoài cửa liền cảm nhận được một loại đến từ thịt kho tàu dầu mỡ, nguyên lai lại có người ở tú ân ái a. Milan kia bất mãn thanh âm từ biệt thự cửa truyền đến. Người hôm nay như thế nào đột nhiên đã trở lại? Lâm Thanh Hạm xoay người, nhìn Milan, hỏi. Như thế nào, còn không nghĩ ta đã trở về? Có phải hay không quấy rầy hai người chuyện tốt, muốn hay không ta đi ra ngoài 10 phút? Trương Huyền, 10 phút hẳn là đủ rồi đi. Milan chọn mi, nhìn Trương Huyền. Trương Huyền có điểm vô ngữ, nữ nhân này, nói lái xe liền lái xe, không có một chút phòng bị a. Lâm Thanh Hạm tuy rằng chưa từng có cùng cái nào nam nhân có cái gì thân mật quan hệ, nhưng không đại biểu nàng gì cũng đều không hiểu. Milan này xe khai đường đường chính chính, một chút cũng không che giấu, đem Lâm Thanh Hạm náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Ô ô ô, này mặt sao còn đỏ? Tiểu cô nương a, Milan bĩu môi. Tới, nhanh ăn cơm đi, từ từ đều lạnh. Trương Huyền tiếp đón một tiếng, đem hai nữ nhân thỉnh thượng bàn ăn. Đối với Trương Huyền tay nghề, đừng nói Lâm Thanh Hạm cái này tiểu tham ăn, chính là Milan, đều có chút muốn ngừng mà không được. Đúng rồi lão bà. Người ngày mai là có cái thương nghiệp tụ hội sao? Có thể hay không đem ta mang lên? Trương Huyền đem một khối xương sườn kẹp đến Lâm Thanh Hạm trong chén, hỏi. Như thế nào, người cũng cảm thấy hứng thú. Milan hiếu kỳ nói, loại này thương nghiệp tụ hội, là cực kỳ nhàm chán, rất nhiều người đều là không hảo cự tuyệt, qua đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Còn có thể đi, Trương Huyền gật gật đầu. Hành a, vậy ngươi cùng ta cùng đi, vừa vặn có mấy cái bằng hữu chưa thấy qua ngươi. Ta cũng đến hảo hảo cho các nàng giới thiệu một chút mới được. Lâm Thanh Hạm gật đầu đáp ứng. Cơm chiều qua đi, Trương Huyền thu thập chén đũa, Bạch Trì điện thoại đánh lại đây. Lão đại, thứ mân hoa hồng trắng cùng ta liên hệ. Trương Huyền tính một chút, khoảng cách lần trước thứ mân người đối Lâm Thanh Hạm động thủ, đã qua 5 ngày thời gian, hắn đi lên lầu 2, hỏi, nói như thế nào? Đối phương thông chi hoa hồng trắng, hậu thiên buổi sáng, tới An Thị. Đêm mai hoa hồng trắng các nàng liền phải xuất phát. Trương Huyền gật đầu, có thể, người nói cho hoa hồng trắng, ngày mai buổi tối làm nàng ở Nguyên Thị chờ ta, ta sẽ đi tìm nàng. Bạch Trì hỏi, lão đại, liền ngươi một người đi sao? Đúng vậy, như thế nào, không yên tâm ta? Trương Huyền hỏi lại một tiếng. Kia thật không có, Bạch Trì ở điện thoại kia đầu lắc lắc đầu, trên thế giới này, không yên tâm ai, cũng không đến mức không yên tâm Trương Huyền, chỉ là lão đại. Có chuyện, ta không biết có nên hay không cho ngươi nói. Làm sao vậy, Trương Huyền nhíu nhíu mày, có thể làm Bạch Trì khó có thể mở miệng, không phải cái gì vấn đề nhỏ. Là về phía sau màn người, ngày hôm qua chúng ta hỏi ra tới, người kia thân phận, có điểm đặc thù. Bạch Trì nói chuyện thời điểm, có vẻ có chút cố kỵ. Đặc thù, Trương Huyền nghĩ nghĩ, có thể làm Bạch Trì nói này hai chữ, phỏng chừng cũng liền như vậy vài người. Mỗi một cái, đều không phải Trương Huyền nguyện ý nghe đến tên. Bạch Trì nghe Trương Huyền ở trong điện thoại có chút trầm mặc, lại lần nữa mở miệng, lão đại, kỳ thật ta có thể thay thế ngươi đi. Bạch Trì ý tứ thực rõ ràng, chuyện này, Trương Huyền liền không cần lo cho, toàn quyền làm hắn xử lý. Trương Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, không có việc gì, ngươi nói đi. Chelsea, nghe thế ba chữ Trương Huyền, trực tiếp lâm vào trầm mặc. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng là nàng. Ở Quang Minh Đảo, tổng cộng có 10 cái vương giới, căn cứ vương giới nhan sắc bất đồng, đại biểu mỗi người năng lực bất đồng, chức vị bất đồng.
như hải thần đặc ngươi, hắn màu xanh biển vương giới, đại biểu cho hải dương. Như bạch trì, hắn vương giới, đại biểu cho sát phạt. Như tóc đỏ locker, hắn vương giới, đại biểu cho huyết tinh. Quang minh đảo, tổng cộng có 9 cái bất đồng nhan sắc đơn sắc vương giới, cùng với một quả 5 màu vương giới. 5 màu vương giới, đại biểu cho quang minh đảo quản gia, ở quang minh đảo thượng, trừ bỏ thánh giới người sở hữu ngoại, 5 màu vương giới người sở hữu, có tuyệt đối lời nói quyền, nàng quyết định, có thể trực tiếp phủ quyết 5 tên dưới vương giới người sở hữu làm ra quyết sách. 5 màu vương giới người sở hữu, là đại gia cộng đồng đề cử ra tới, chỉ là đại gia tín nhiệm nhất cái kia, đối quang minh đảo cống hiến lớn nhất cái kia, mới có thể trưởng quản 5 màu vương giới. Chessia, chính là 5 màu vương giới người sở hữu. Biết được phái ra sát thủ tập kích Lâm Thanh Hạm chính là Chessia khi, Trương Huyền đều có loại, khó có thể tin cảm giác. Lão đại, người còn hảo đi, Bạch Trì thanh âm từ điện thoại chung truyền đến. Không có việc gì, Trương Huyền phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, lần này, ta tự mình đi, chờ ta đi rồi, bên này ngươi giúp ta nhìn điểm. Hảo. Đêm nay, Trương Huyền nằm ở trên giường, trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Thanh Hạm sớm rời đi ra, vội công ty sự đi, Trương Huyền ngồi ở trong viện, nhìn kia cây chính mình ngày thường luyện quyền dùng lão thụ, hồi tưởng khởi phía trước nhật tử. Chessia a Chessia, đương nhìn thấy ngươi sau, ta nên nói chút cái gì đâu. Trương Huyền lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Dưới mặt đất thế giới đỉnh núi, mỗi người đều biết, quang minh đảo Sa Tăng đại nhân phía sau, vĩnh viễn đi theo một nữ nhân, nàng cũng không nói chuyện, yên lặng chấp hành Sa Tăng đại nhân mỗi một cái mệnh lệnh, nàng có thể vì nàng trước người nam nhân, rơi vào luyện ngục, như là ma nữ, cũng có thể vì hắn trước người nam nhân, thánh khiết như thiên sứ. Sa Tăng đại nhân sở chỉ, tất nhiên là nàng kiếm phong sở hướng. Chessia, phương Tây trong pháp điển, mị hoặc ma nữ tên, bị giao cho nàng trên người, nàng thật sự giống như là một cái ma nữ, nàng cao quý, ngạo mạn, không kềm chế được, nàng làm theo ý mình, cá tính rõ ràng, lại ở gặp được nam nhân kia sau, giống như một cái nghe lời hài tử, trước một giây nàng sẽ cả người tắm máu, giây tiếp theo bởi vì nam nhân kia xuất hiện, ánh sáng mặt trời đại địa. Trương Huyền nằm ở trong sân mặt cỏ thượng, ngửa đầu nhìn về phía không trung, phảng phất lại nhìn đến nữ nhân kia gương mặt tươi cười, trong mắt mang theo nước mắt, kêu chở chính mình về nhà. Một buổi sáng thời gian, ở Trương Huyền mông lung giữa, lặng yên vượt qua. Giữa trưa thời điểm, Trương Huyền nhận được Lâm Thanh Hạm điện thoại, ở tiểu khu cửa, chờ kia chiếc màu đỏ GT đã đến. Đối với buổi tối giao lưu tiệc tối, Lâm Thanh Hạm cũng không có làm quá nhiều trang điểm, nàng nói cho Trương Huyền cũng không cần. Đây là cho đại gia cung cấp một cái cho nhau nói chuyện phiếm ngôi cao. Đúng rồi lão bà, ta đêm nay muốn đi ra ngoài một chuyến, đại khái ngày mai trở về. Trương Huyền ở trong xe nói. Trên đường chú ý an toàn, Lâm Thanh Hạm cũng không có hỏi Trương Huyền muốn đi làm gì. Chương 222, Ngân Châu song mới. Lâm Thanh Hạm là một cái rất có cá tính nữ nhân, nàng sẽ đem nàng chân thật ý tưởng giấu ở trong lòng, đối với nàng thích đồ vật, nàng sẽ không nói. Nàng quan tâm đồ vật, nàng cũng sẽ không chủ động nói ra. Tựa như hiện tại, trên thực tế, Lâm Thanh Hạm rất muốn biết Trương Huyền muốn đi làm gì, nhưng nàng cũng không sẽ hỏi ra tới. Đối với An Thị hành trình, Trương Huyền cũng không biết nên như thế nào cấp Lâm Thỉnh Hạm giải thích. Lâm Thanh Hạm lái xe, mang Trương Huyền đi vào tụ hội địa phương. Trương Huyền nhớ rõ cái này địa phương, lần trước Lâm Thanh Hạm các nàng đại học đồng học tụ hội, liền tại đây ra hội sở. Chính mình ở bên ngoài chờ Lâm Thanh Hạm thời điểm, bị một nữ nhân xin tí lửa, còn bị người chụp xuống dưới, vụ oan hãm hại. Trương Huyền nhìn đến, cái này hội sở trước, hiện tại đỗ rất nhiều chiếc siêu xe. Lâm Thanh Hạm đem xe đình hảo sau, mặt mang nghi hoặc nhìn đỗ ở hội sở trước cửa siêu xe, lần này như thế nào tới nhiều người như vậy. Ước chừng so ngày thường nhiều gấp đôi. Hội sở nội chia làm hai tầng, lần này tụ hội là cái loại này phương Tây tiệc đứng thức, ở hội sở lầu 2. Có một cái sân nhảy chung quanh bầy sofa, bàn trà, cùng khách khứa giao lưu nghỉ ngơi. Giờ phút này, hội sở nội rất nhiều tuổi trẻ doanh nhân, đều vây quanh ở hai trung niên nhân thân biên. Này hai trung niên người, nếu là Lâm Thanh Hạm nhìn thấy, cũng sẽ thực kích động. Ở Ngân Châu ban đầu phát triển những năm đó, Ngân Châu thương vòng có mấy cái truyền kỳ nhân vật. Lâm gia Lâm Chấn Nam lão gia tử, được xưng là Ngân Châu thương vòng đi đầu đại ca, này địa vị không cần nói cũng biết. Trừ bỏ Lâm lão gia tử ở ngoài, lúc ấy còn có hai người,
bị cũng xưng là Ngân Châu song mới, ngay cả Lâm lão gia tử nhắc tới này hai người, cũng là khen ngợi thanh không ngừng. Cảnh đời đổi rời, Ngân Châu song mới đều đi vào trung niên, cũng liền chậm rãi đạm ra thương trường, nhưng hai người thanh danh còn ở. Trong đó một người, lúc ấy ở mỗi người đều mê mang thời điểm, lớn mật đầu tư một cái cao ốc trùm mền, lúc ấy không ai xem trọng hắn, ngay cả Lâm Chính Nam cũng cho rằng, hắn đầu tư cái kia cao ốc trùm mền, bất quá là tạp tiền. Kết quả ở hắn đầu tư một năm rưỡi sau, phía chính phủ đột nhiên muốn cải biến một khu nhà trường học, liền kiến ở cái kia cao ốc trùm mền bên, một chút khiến cho cao ốc trùm mền tăng giá trị 4 cái nhiều trăm triệu. Ở hơn 20 năm trước, 400 triệu, là cái dạng gì khái niệm? Người này tên là Khang Minh. Còn có một người, tên là Ngô Thế Kiệt, ở 23 năm trước, Hoa Hạ Đại Lục hiện đại cổ phiếu thị trường mới vừa hình thành thời điểm, hắn liền gia nhập xào cổ đại quân hàng ngũ. Lúc trước mọi người đối cổ phiếu thứ này, hoàn toàn đang sở tác giai đoạn, Ngô Thế Kiệt cũng là như thế, nhưng cố tình, hắn dựa vào chính mình sờ soạng, ngạnh sinh sinh xào cổ kiếm lời hai cái nhiều trăm triệu. Này ở lúc trước, được xưng là thần thoại, chẳng sợ Lâm lão gia tử, đều không khỏi đối Khang Minh vươn ngón tay cái. Một người tầm mắt, quyết định một người thành bại, này hai người ở lúc trước liền có cái loại này ánh mắt, phóng tới hôm nay, là mỗi người đều tưởng thỉnh giáo đối tượng. Nhưng Ngân Châu thương vòng người biết, Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt, đã sớm đã thu tay lại, đây cũng là lúc trước Lâm lão gia tử một câu nguyên nhân. Lâm lão gia tử nói, tương lai thế giới, là để lại cho người trẻ tuổi, hậu bối không thể quang dựa vào trưởng bối phúc trạch, nếu không đại gia trăm năm về sau, lại có ai tới chăm sóc hậu bối. Lâm lão gia tử ở Ngân Châu thương vòng địa vị, đó là không thể nghi ngờ, hắn một câu, cũng thay đổi Ngân Châu thương vòng hiện trạng, có thể phát hiện. Hiện tại rất nhiều xí nghiệp lớn người cầm lái, người nắm quyền, đều là trẻ tuổi, lớn tuổi, rất ít xuất hiện. Hôm nay, Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt đột nhiên xuất hiện, làm này đó tuổi trẻ đồng lứa phía sau tiếp trước tới thỉnh giáo, cũng là vì hai người bọn họ sẽ tham dự tin tức, mới làm lần này tụ hội tới nhiều người như vậy. Một ít người đem bối rối chính mình thật lâu vấn đề lấy ra tới thỉnh giáo, được đến Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt sau khi trả lời, đều làm cho bọn họ có loại rộng mở thông suốt. Trước mắt sáng ngời cảm giác. Khang Thúc, Ngô Thúc, ta phụ thân thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới nhị vị, hôm nay vừa thấy, thực sự có loại nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm cảm giác. Không tồi, ta cảm giác thể hồ quán đỉnh, trước mắt đều sáng ngời không ít. Nghe chung quanh người khen ngợi, Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt, đều ha hả cười, không có để ở trong lòng. Hai người bọn họ hôm nay tới này, cũng không phải giảng bài, mà là muốn gặp một người. Một cái vì Hằng Viễn đưa ra Tạc Sơn ý kiến người. Lúc trước Hằng Viễn muốn Tạc Sơn tin tức này vừa ra, ngay cả hai người bọn họ, đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng, đương hiểu rõ tiền căn hậu quả lúc sau, hai người bọn họ đối đưa ra Tạc Sơn ý kiến người này, là tự đáy lòng bội phục, đồng thời cũng muốn gặp người này. Vì thế, hai người bọn họ chuyên môn cùng Tần Nhu liên hệ một chút, ước tới rồi hôm nay. Cái này tư nhân hội sở, không riêng có sân nhảy. Đồng dạng còn có một ít tiểu nhân phòng, cùng khách khứa lưu chút việc tư. Hai người cùng mọi người khách sáo vài câu sau, liền đến một bên phòng nhỏ chung nghỉ ngơi đi. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm mới vừa tiến hội sở, liền nghe được một trận chào hỏi thanh âm. Thanh Hạm, nha, Trương Huyền cũng tới. Trương Huyền theo thanh âm vừa thấy, một cái dáng người thướt tha tóc ngắn mỹ nữ đã đi tới, cái này mỹ nữ Trương Huyền lần trước ở cái kia bên ngoài tư nhân câu lạc bộ gặp qua. Giang Yến, Lâm Thanh Hạm hướng Giang Yến hơi hơi mỉm cười. Ai nha, ta vừa định cho ngươi gọi điện thoại đâu, đi đi đi, tâm sự đi. Giang Yến đi tới, giữ chặt Lâm Thanh Hạm cánh tay, theo sau đối Trương Huyền ngọt ngào cười, Trương Đại Soái ca, không ngại ta mang lão bà ngươi đi lưu chút nữ nhân tư nhân đề tài đi. Không ngại, Trương Huyền vẫy vẫy tay. Lâm Thanh Hạm vốn là tưởng trước mang Trương Huyền chuyển một vòng, cho đại gia giới thiệu một chút hắn, kết quả xem Giang Yến như vậy nhiệt tình. Hắn cũng không hảo cự tuyệt, hướng Trương Huyền xin lỗi cười, lão công, vậy ngươi trước chính mình đi dạo, ăn một chút gì, chúng ta tâm sự liền tới. Ngươi trước lưu, không cần phải xen vào ta. Trương Huyền cười một chút, lo chính mình chiều lầu 2 đi đến. Mới vừa thượng lầu 2, Trương Huyền liền nhìn đến ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo, mang theo một cái thủy tinh kẹp tóc Tần Nhu, ở Tần Nhu bên người, vây quanh không ít thanh niên tuấn kiệt. Xem ra Tần đại mỹ nữ thực được hoan nghênh sao. Trương Huyền đi lên đi, cùng Tần Nhu chào hỏi. Tần Nhu vừa thấy Trương Huyền, theo bản năng liền cùng vây quanh ở chính mình bên người này đó thanh niên kéo ra điểm khoảng cách,
tuy rằng nàng cùng những người này chi gian vẫn luôn đều vẫn duy trì thực lễ phép khoảng cách. Trương Huyền, người đã đến rồi, kia hai vị tiền bối vẫn luôn chờ người đâu, ta cho người dẫn tiến một chút. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, đi theo Tần Nhu phía sau, đi vào một cái phòng nhỏ chung. Màu trắng thúc eo váy liền áo, đem Tần Nhu kia quyến rũ dáng người hoàn mỹ bày ra ra tới, mảnh khảnh vòng eo phảng phất một tay nhưng nắm, thon dài hai chân liền phảng phất là tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Tần Nhu mở ra phòng nhỏ cửa phòng, dẫn đầu đi vào. Trương Huyền nhìn đến phòng trong ngồi hai trung niên, đúng là Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt, đối với này hai cái ở Ngân Châu thương giới được hưởng nổi danh người, Trương Huyền là không gì ấn tượng. Tần Tổng, vị này chính là, Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt nhìn đến Tần Nhu dẫn người đi tiến vào, trong lòng có một ít suy đoán. Chương 223, Trương Huyền giải thích. Tần Nhu xinh đẹp cười, giới thiệu nói, hai vị tiền bối, đây là Trương Huyền. Các người vẫn luôn muốn gặp người, Trương Huyền, đây là Khang Minh tiền bối cùng Ngô Thế Kiệt tiền bối, hai người bọn họ, ở hơn 20 năm trước, nhưng được xưng là Ngân Châu song mới đâu. Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt nhìn Trương Huyền, phía trước, Tần Nhu cũng không có vì hai người bọn họ cẩn thận giới thiệu quá Trương Huyền người này, nếu không có hôm nay vừa thấy, hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới, người này, lại là như vậy tuổi trẻ. Khang Thúc, Ngô Thúc, các ngươi hảo. Trương Huyền hướng hai người lễ phép mỉm cười một chút. Lợi hại, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, còn tuổi nhỏ liền có loại này tầm mắt, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Hằng Viễn Tạc Sơn hành vi, tuyệt đối là thần tới chi bút. Khang Minh duỗi khởi ngón tay cái, tán thưởng nói. Ngô Thế Kiệt cũng gật đầu, đích xác, một người tuổi, quyết định hắn tầm mắt quyết định thành tựu, ta ở cổ phiếu này hành, gặp qua một thiên tài thiếu niên, 23 tuổi. Chính mình xào cổ kiếm lời ba cái nhiều trăm triệu, này Trương Huyền tiểu huynh đệ, cũng không so với kia cái thiên tài kém cái gì. Tần Nhu nghe hai người nói, trong lòng hơi hơi có chút đắc ý, nghe Ngân Châu xong mới khen Trương Huyền, so khen chính mình còn muốn vui vẻ đâu, đồng thời, Tần Nhu còn tưởng cấp Ngô Thế Kiệt nói, ngươi chỉ cái kia thiên tài, căn bản là không bằng Trương Huyền, ở mấy năm trước, Trương Huyền đã bị xưng là Wall Street chi thần. Hai vị thúc phụ quá khen, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Ta cũng bất quá là ngày thường thích xem chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Này cũng không phải là tán thưởng, Trương Huyền tiểu huynh đệ, ta hai người, cũng thật là ái tài suốt ruột, có mấy vấn đề tưởng khảo khảo ngươi, ngươi cho rằng như thế nào. Khang nói rõ nói. Hắn nói xong, cùng Ngô Thế Kiệt liếc nhau, Ngô Thế Kiệt gật gật đầu, chứng minh chính hắn cũng có phương diện này ý tứ. Trương Huyền làm cái thỉnh thủ thế, hai vị thúc phụ mời nói. Khang Minh mở miệng, ta đây cũng liền không nhiều lời. Ta là làm đầu tư, hôm nay cầm mấy cái chính mình nghiên cứu trường hợp, muốn nhìn ngươi một chút có ý kiến gì không? Khang Minh lấy ra một cái máy tính bảng, ở mặt trên điều ra một cái PPT tới, đặt ở Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nhìn thoáng qua, Khang Minh tổng cộng liệt kê 4 cái đầu tư hạng mục. Ngô Thế Kiệt nhìn cái này PPT, kinh ngạc nói, lão Khang, ngươi này không phúc hậu a, này 4 cái trường hợp, hoàn toàn toàn là một loại đánh bạc, chỉ sợ Ngân Châu. Không ai dám nói cái nào hạng mục có thể tất kiếm tiền đi. Khang Minh ha hả cười, có khó khăn sự tình, mới có tính khiêu chiến sao, người nói muốn tùy tiện lấy ra mấy cái trường hợp tới, đáng giá chuyên môn làm Trương tiểu huynh đệ tới xem. Ở Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt nói chuyện trong quá trình, Trương Huyền đã đem cái này PPT thượng đồ vật xem xong rồi, hắn cười một chút, này 4 cái hạng mục, chỉ có một là tất kiếm tiền, còn lại 3 cái, tất cả đều là hao tổn. Tất kiếm tiền. Nghe được Trương Huyền cái này đáp án, Khang Minh nhíu nhíu mày, tiểu huynh đệ, này tất kiếm tiền nói, cũng không thể tùy tiện nói a, chẳng sợ lại có nắm chắc đầu tư, cũng không ai dám nói là tất kiếm tiền. Tiểu huynh đệ, ngươi lại là dựa vào cái gì nói ra loại này lời nói đâu? Ngô Thế Kiệt hỏi. Trương Huyền vươn hai ngón tay, chính sách. Sau khi nói xong, Trương Huyền hoạt động trước mặt máy tính bảng, điều ra PPT đệ nhất trang tới, hai vị tiền bối hẳn là minh bạch, chúng ta Hoa Hạ. Là cái chính sách hình quốc gia, nói trắng ra là, phía chính phủ hướng nào phát triển, nào là có thể kiếm tiền, hiện tại, Hằng Viễn Tạc phía sau núi, phía chính phủ khẳng định sẽ đem một đại bộ phận tinh lực, đặt ở mậu dịch thượng, đây là có thể tăng lên GDP trực tiếp nhất phương pháp, mà này đệ nhất trương đồ điện tử đầu tư, không cần tưởng, trừ phi tài chính hùng hậu. Mãnh tạp tiền, nếu không, đổi làm bình thường người đầu tư, nhiều nhất căng nửa năm, tuyệt đối muốn đảo. Trương Huyền lại hoa tiếp theo chương PPT. Cái này thực nghiệm tiểu học, kỳ thật ta nhìn đến ánh mắt đầu tiên, là cho rằng được không, rốt cuộc 4 phía đều là khu nhà phố, một khi đầu tư lên,
không riêng mang theo một số lớn giá nhà, càng là có thiên nhiên khách hàng nơi phát ra, cũng sẽ được đến phía chính phủ mạnh mẽ duy trì. Bất quá ta đột nhiên suy xét tới rồi một vấn đề, đó chính là xưởng dược, khoảng cách này khối muốn khai phá mà không xa, có được một cái xưởng chế dược, mỗi ngày buổi chiều 3 giờ đến 5 giờ thời điểm. Trong không khí liền sẽ tràn ngập một cổ nùng liệt dược vị, tin tưởng ta, liền hiện tại mọi người sinh hoạt thái độ tới nói, không có gia trưởng, hy vọng chính mình hài tử tại đây loại hoàn cảnh hạ trưởng thành, thậm chí khả năng sẽ bởi vậy đổi cái địa phương đi trụ, dẫn tới giá nhà nghiêm trọng hạ ngã. Rốt cuộc đương cái này tiểu học xây lên lúc sau, này phiến khu nhà phố, liền thành cái này tiểu học học khu phòng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo khả năng tính rất lớn. Còn có cái này, Trương Huyền Hoa đến tiếp theo chương hình ảnh, công viên trò chơi. Cái này không cần suy xét, hai vị, đừng nhìn hiện tại người trẻ tuổi sinh hoạt không quy luật, nhưng trừ bỏ thức đêm chơi di động bên ngoài, ở khác dưỡng sinh phương diện, bọn họ so người già làm càng tốt, công viên trò chơi tồn tại. Không bằng vùng ngoại thành nấu cơm dã ngoại tới càng thật sự. Nghe Trương Huyền phân tích, phòng trong ba người, đều thâm để ý gật gật đầu, về vừa mới cái kia tiểu học sẽ ảnh hưởng giá nhà giảm xuống vấn đề, bọn họ cũng chưa suy xét đến. Một cái thành thị giá nhà, đại biểu cho thành thị này sinh hoạt trình độ, cùng với phồn vinh độ, từ thương nhân góc độ tới suy xét, giá nhà càng cao, tự nhiên là càng tốt. Kia cuối cùng cái này đâu? Ngươi nói tất kiếm tiền. Khang Minh có chút gấp không chờ nổi dò hỏi, hắn phát hiện, ở cái này người trẻ tuổi phân tích hạ, chính mình thế nhưng đều có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Khang Minh lấy ra cuối cùng một cái phương án, là một cái về công viên Hải Dương đề án, ở chống bụi phòng xa Đại Tây Bắc, đưa ra như vậy một cái phương án, là yêu cầu lớn lao dũng khí, nhưng Trương Huyền thế nhưng đem cái này làm tất kiếm tiền hạng mục, làm Khang Minh rất muốn không thông. Trương Huyền không có trực tiếp trả lời Khang Minh vấn đề, mà là hỏi, hai vị. Các người gần nhất rất ít ra cửa đi. Đích xác, Khang Minh cười khổ một chút, này tuổi lớn, liền lười đến hướng ra chạy. Là cái dạng này, ta khoảng thời gian trước, nhàn rỗi không có chuyện gì, nhìn một cái tổng nghệ đưa tin, bên trong liền có một phần số liệu điều tra, về tiết ngày nghỉ lượng người, cùng các du khách muốn đi nào số liệu thống kê, liền Tây Bắc khu vực tới nói, mỗi năm đi trước công viên Hải Dương nhân số, là công viên trò chơi 1/5, tuy rằng đột nhiên nhìn qua, công viên trò chơi càng chiếm ưu thế, nhưng hai vị tưởng một chút, Tây Bắc khu vực, công viên trò chơi có bao nhiêu, công viên Hải Dương lại có bao nhiêu cái? Tỷ lệ là nhiều ít? Khang Minh suy nghĩ một chút, trả lời, công viên trò chơi cùng công viên Hải Dương tỷ lệ, đại khái là 10:1. Nói đúng ra, là 13:1, bởi vậy có thể thấy được, công viên Hải Dương càng được hoan nghênh, hơn nữa, có thể làm điểm tô cho đẹp thành thị một chút yếu tố, tuyệt đối sẽ được đến phía chính phủ duy trì. Hơn nữa trên mặt đất khu duy nhất tính, lũng đoạn khái niệm, ta tưởng hai vị rất rõ ràng. Trương Huyền vừa dứt lời, liền nghe được Khang Minh tiếng vỗ tay vang lên. Lợi hại, một cái game show số liệu, đều có thể bị ngươi vận dụng đến này tới, đích xác lợi hại, nói thật, nếu ngươi không nói, ta thật đúng là không phát hiện, công viên Hải Dương có như vậy được hoan nghênh. Chương 234, hắn cái gì đều không phải thượng tiếp chương 223. Đang ngồi những người này, đối thương nghiệp đầu tư đều có rất sâu giải thích, Trương Huyền căn bản không cần nói thêm cái gì, bọn họ là có thể nghĩ đến mặt sau những cái đó điểm mấu chốt. Nguyên bản, Khang Minh còn lấy một cái tiền bối góc độ, tới xem kỹ Trương Huyền, nhưng hiện tại hắn phát hiện, chính mình ánh mắt, căn bản là không có người thanh niên này lâu dài, hắn đối đầu tư phương mặt giải thích, viễn siêu chính mình phía trên. Ngô Thế Kiệt cũng lấy ra một ít trên thị trường cổ phiếu, làm Trương Huyền phân tích, kết quả hắn phát hiện. Trương Huyền phân tích số liệu, so với chính mình còn muốn chuẩn xác, nhất khoa trương chính là, Trương Huyền thế nhưng nói ra một chi cổ phiếu tiếp theo phút số liệu theo thời gian thực, cái này làm cho Ngô Thế Kiệt trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng, loại người này nếu là đi đầu cơ cổ phiếu, khắp thiên hạ người bồi, hắn đều sẽ không bồi. Đối với Trương Huyền bản lĩnh, Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi, tán thưởng thanh không dứt. Ngô Thế Kiệt không khỏi cảm thán, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Trước lãng chụp chết ở trên bờ cát A. Hai vị, ta cũng chỉ là tuổi trẻ một ít, nếu các ngươi còn trẻ, ta tuyệt đối không bằng các ngươi. Trương Huyền cười trả lời nói. Hảo, không cao ngạo không nóng nảy. Lợi hại, thật là lợi hại. Nói thật, nếu không phải ta đã già rồi, ta thật muốn cùng ngươi làm một phen sự nghiệp, chứng kiến một cái kỳ tích ra đời. Khang Minh trong mắt, lập lòe một loại dị thường hưng phấn sắc thái. Trương Huyền sở biểu hiện ra ngoài đồ vật. Như là bậc lửa hắn biến mất đã lâu tình cảm mãnh liệt.
Trương Huyền cười cùng Ngô Thế Kiệt cùng Khang Minh nói chuyện phiếm vài tiếng, liền trước cáo từ. Hai vị thúc phụ, ta còn phải đi bồi lão bà của ta, chúng ta có cơ hội, uống vài chén. Hảo, nhất định đến uống vài chén, Khang Minh dũng cảm nói. Tiểu huynh đệ, lão bà ngươi, cũng là trong vòng người. Có ngươi trợ giúp, ta phỏng chừng thay thế được Lâm Thị, cũng là sớm muộn gì sự tình. Ngô Thế Kiệt lớn mật cảm khái một tiếng, Lâm Thị ở bọn họ này bối người trong mắt, đó chính là không thể vượt qua núi lớn. Hắn có thể sử dụng sớm muộn gì thay thế được Lâm Thị tới biểu đạt đối Trương Huyền tán thưởng, đủ để chứng minh, bọn họ là thật sự bị Trương Huyền chấn động tới rồi. Trương Huyền cười khổ một chút, thay thế được Lâm Thị, chỉ sợ không được. Vì cái gì, Ngô Thế Kiệt khó hiểu, đối với Trương Huyền bản lĩnh, hắn là thiệt tình nhận đồng cùng bội phục. Bởi vì hắn lão bà, chính là Lâm Thị đương nhiệm chủ tịch, Lâm Thanh Hạm. Tần Nhu thanh âm sâu kín vang lên, nói này đó thời điểm, nàng trong lòng cũng phiếm chua xót. Cái này đáp án, nhưng thật ra làm Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt hai người cứng họng. Trương Huyền rời đi phòng nhỏ, ở lầu hai sân nhảy chung quanh vòng một vòng, nhìn đến Lâm Thanh Hạm thân ảnh. Lão công, tại đây, Lâm Thanh Hạm vừa thấy đến Trương Huyền, liền lớn tiếng kêu gọi, hướng Trương Huyền phất tay. Trương Huyền nhìn đến, Lâm Thanh Hạm bên người, còn đứng không ít tuấn nam mỹ nhân, nhưng những người này đứng ở nơi đó, lại độc hiện Lâm Thanh Hạm nhất lóa mắt, kia xuất trần khí chất, làm Lâm Thỉnh Hạm đứng ở kia, có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Trương Huyền đã đến, làm rất nhiều người ánh mắt đều tập trung đến trên người hắn, mọi người đều muốn biết, cái này Ngân Châu thương nghiệp nữ vương, có Ngân Châu đệ nhất mỹ nữ chi xưng băng sơn tổng tài, rốt cuộc tìm một cái dạng gì lão công. Đương nhìn đến Trương Huyền ánh mắt đầu tiên, rất nhiều người đều có loại thất vọng cảm giác. Ở Trương Huyền trên người, bọn họ cảm thụ không đến bất luận cái gì một loại khí thế cường đại, trừ bỏ gương mặt kia lớn lên hơi chút xoáy điểm bên ngoài, nhìn không ra cái gì, ngay cả ăn mặc phẩm vị, cũng có vẻ thực bình thường, nếu không phải chính mắt xác định, ai đều sẽ không đem cái này nhìn bình phàm vô kỳ nam nhân, cùng Ngân Châu thương nghiệp nữ vương liên tưởng đến cùng nhau. Lão công, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Khôn Diệu quản lý cố vấn công ty hữu hạn Tôn Tổng, vị này chính là Tường Huy kế hoạch Lý Tổng. Đây là Giai Vĩ buôn bán bên ngoài Nhạc Tổng, vị này chính là. Lâm Thanh Hạm ôm Trương Huyền cánh tay, cấp Trương Huyền giới thiệu người chung quanh. Trương Huyền cũng nhất nhất báo lấy mỉm cười, gật đầu ý bảo. Thanh Hạm, đừng cố giới thiệu chúng ta, mau giới thiệu ngươi lão công a, ta thật muốn biết là nhà ai thiếu gia, có thể bắt được chúng ta Thanh Hạm phương tâm. Một người mỹ nữ tò mò nhìn Trương Huyền, suy đoán thân phận của hắn. Không riêng gì tên này mỹ nữ. Lâm Thanh Hạm người chung quanh, đều ở làm suy đoán. Ở các nàng xem ra, Lâm Thanh Hạm tìm nam nhân, tất nhiên là cường cường liên hợp, khả năng bề ngoài nhìn qua chưa cho người cái gì cảm giác, nhưng lại là cái nào tập đoàn tài chính lớn công tử đâu. Lâm Thanh Hạm xinh đẹp cười, hai mắt mị thành trăng non trạng, rất là đáng yêu, tưởng tượng đến Trương Huyền, nàng trong lòng liền tràn ngập tràn đầy hạnh phúc cảm. Đây là ta lão công, hắn kêu. Lâm Thanh Hạm vừa muốn nói chuyện, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Hắn kêu Trương Huyền, một cái đầu nhà quê, Lâm ra tới cửa con rể, cái gì bối cảnh đều không có, mọi người đều đừng đoán. Thanh âm này vừa mới vang lên, liền hấp dẫn đại gia tầm mắt. Mọi người chiều người nói chuyện nhìn lại. Liền thấy Trịnh Sở treo một mặt cười lạnh, lảo đảo lắc lư đã đi tới, làm sao vậy Lâm Tổng, tính toán đem nhà ngươi cái này đầu nhà quê mang tiến xã hội thượng lưu a. Nói cái đơn giản nhất đồ vật. Liền loại người này, người cho hắn 1.000 vạn, làm hắn đi đầu tư, hắn sẽ sao? Trịnh Sở nói, làm Lâm Thỉnh Hạm sắc mặt biến đổi, Trịnh Sở, ta lão công là cái dạng gì người, còn không tới phiên ngươi tới bình luận. Như thế nào, Lâm Tổng, liền ngôn luận tự do đều không cho người, là nói đến ngươi chỗ đau. Trịnh Sở liếc mắt một cái Lâm Thanh Hạm, theo sau đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, nhìn từ trên xuống dưới Trương Huyền, như thế nào, bụi đời. Hôm nay không cùng ta trang. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình đức hạnh, đây là ngươi nên tới địa phương sao? Trịnh Sở nói, làm vừa mới những cái đó còn ở suy đoán Trương Huyền thân phận người ồ lên một mảnh, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lâm Thanh Hạm lão công, thế nhưng là một cái tới cửa con rể. Tới cửa con rể này 4 chữ đại biểu cái gì? Đó chính là kẻ bất lực, ăn cơm mềm, tiểu bạch kiểm. Nghĩ vậy chút sau, mọi người lại xem Trương Huyền ánh mắt. Liền tất cả đều thay đổi. Bụi đời, ngươi nhưng thật ra trò chuyện a, ngày đó không phải rất có thể trang bức sao?
Trịnh Sở hướng về phía Trương Huyền cười nhạo một tiếng. Trương Huyền lắc lắc đầu, khóe miệng gợi lên một mạt khinh thường tươi cười, ta làm gì muốn cùng một cái phế vật so đo. Phế vật, ngươi nói ta phế vật, Trịnh Sở bị Trương Huyền như vậy xưng hô, không giận phản cười, ta nếu là phế vật, vậy ngươi là cái gì? Ngươi sẽ cái gì, liền sẽ ăn cơm mềm, tránh ở nữ nhân phía sau, ngươi phải có bản lĩnh, cũng đừng dựa ngươi nữ nhân, chờ ngươi có thể mua nổi ta đặt ở bên ngoài chiếc xe kia thời điểm, ngươi lại kêu ta phế vật, ta cái gì đều không nói. Trịnh Sở nói xong lời nói sau, duỗi tay chỉ một chút bên cạnh cửa sổ, từ nơi này, vừa vặn có thể nhìn đến dưới lầu bãi đỗ xe. Một chiếc chói mắt màu vàng Lamborghini con rơi ngừng ở nơi đó, này khoản giá bán đạt tới 730 vạn siêu chạy, chẳng sợ ở cái này hội sở, cũng thuộc về siêu xe. Trịnh Sở giọng nói lạc hậu, rất nhiều người đều theo bản năng gật gật đầu, thâm chấp nhận, một người nam nhân đều đi ở rể, có thể có cái gì bản lĩnh. Đúng lúc này, hai cái làm người ngoài ý muốn thân ảnh xuất hiện. Chương 235, không hiểu đầu tư. Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt hai người vừa ly khai phòng nhỏ, lập tức đã bị mọi người truy phủng vây ở một chỗ, hướng hai người thỉnh giáo vấn đề, càng có người tung ra cành ô liu, hứa hẹn một năm thượng ngàn vạn tiền lương, hy vọng hai người có thể trên danh nghĩa công ty, cái gì đều không cần làm, bởi vậy có thể thấy được, Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt, ở thương vòng trung địa vị có bao nhiêu cao. Đối với này đó cành ô liu, Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt căn bản là không thèm để ý, hai người bọn họ ánh mắt mọi nơi tìm tòi. Đương nhìn đến Trương Huyền khi, hai người trước mắt sáng ngời, bước đi qua đi. Tiểu huynh đệ, người tại đây à, đội ta còn có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi đâu. Cách thật xa, Khang Minh liền hướng Trương Huyền cất cao giọng nói. Khang Minh nói, làm người chung quanh, đều mở to hai mắt nhìn, Khang thúc đây là với ai nói chuyện đâu, kêu tiểu huynh đệ, còn nói có việc muốn thỉnh giáo. Mọi người ánh mắt mọi nơi quan sát đến, phát hiện chung quanh chạm đều là người quen. Cũng không gì xa lạ gương mặt a. Nguyên bản đang ở nhục nhã Trương Huyền Trịnh Sở, ở nhìn đến Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt hai người sau, ánh mắt lộ ra kích động thần sắc, sửa sang lại một chút cổ áo, chiều Khang Minh hai người đi qua, khách khách khí khí nói, Khang Thúc, Ngô Thúc, ta là Trịnh Sở, Trịnh Thị Tập đoàn. Trịnh Sở như vậy chào hỏi, Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt hai người cũng không hảo làm lơ. Khang Minh gật gật đầu, Nga, Trịnh Thị Tập đoàn a, ta có ấn tượng. Nghe nói gần mấy năm làm không tồi. Được đến Khang Minh khen, Trịnh Sở có vẻ thực kích động, Khang Thúc, ta ba lão cùng ta nhắc tới ngươi, nói có cơ hội, còn tưởng cùng ngươi cùng Ngô Thúc hai người đem rượu môn hoan đâu. Hành, có cơ hội đi. Khang Minh có lệ nói một tiếng, theo sau lại không đợi Trịnh Sở hé răng, trực tiếp đi đến Trương Huyền trước mặt, Trương Huyền tiểu huynh đệ, vừa mới ngươi đi vội vàng, ta còn có chuyện chưa kịp thỉnh giáo ngươi. Ngô Thế Kiệt nói tiếp, không sai, chuyện này. Bối rối ta cùng lão Khang đã nhiều năm, còn thỉnh tiểu huynh đệ không tiếc chỉ giáo a. Này hai người biểu hiện, đối Trương Huyền nói chuyện thái độ, một chút làm ở đây người không phản ứng quá mức tới. Đây là gì tình huống? Hai vị này đã từng được xưng Ngân Châu song mới người tài ba, hướng một cái Lâm gia tới cửa con rể thỉnh giáo vấn đề, càng là nói ra thỉnh không tiếc chỉ giáo loại này lời nói. Đừng nói người khác, ngay cả Lâm Thanh Hạm, cũng chưa làm minh bạch đây là gì tình huống. Đối với Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt, nàng bản nhân cũng là phi thường kính nể, trước kia có một lần công ty gặp được khốn cảnh, nàng còn hướng hai vị này thúc phụ hỏi qua, chính là, Trương Huyền gì thời điểm cùng hai vị này thúc phụ nhận thức, hơn nữa xem như vậy, Trương Huyền còn làm cái gì khó lường sự giống nhau. Khang Thúc, Ngô Thúc, các ngươi lầm đi, hướng hắn thỉnh giáo cái gì a? Trịnh Sở đứng ở một bên, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là thỉnh giáo đầu tư phương mặt đồ vật, Khang Minh trả lời. Liền ở vừa mới, vị này Trương tiểu huynh đệ cùng chúng ta nói một chút hắn ở đầu tư phương mặt giải thích, thật là làm ta cảm thấy hổ thẹn a, gặp qua Trương tiểu huynh đệ, ta mới biết được, kia Ngân Châu song mới phóng tới ta trên người, ta là có bao nhiêu da mặt dày, mới có thể đứng vững cái này danh hiệu đỉnh vài thập niên. Khang Minh lắc đầu, tự giễu cười cười. Đầu tư, Khang Thúc, ngươi nói người này, hiểu đầu tư, Trịnh Sở vẻ mặt không thể tin được. Đâu chỉ là hiểu, quả thực chính là tinh thông. Ở Trương tiểu huynh đệ trước mặt, ta về điểm này bản lĩnh, không đáng một đồng. Khang Minh không chút nào che giấu nói. Đúng vậy, vừa mới Trương tiểu huynh đệ giải thích, thật là làm ta mở rộng tầm mắt a. Nghe Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt cảm khái, Lâm Thanh Hạm cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nàng nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo một tia khó hiểu. Trương Huyền nhìn ra nữ nhân trong mắt ẩn chứa ý tứ, gãi gãi đầu nói,
vừa mới ngươi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm, ta cùng hai vị này thúc phụ hàn huyên một ít về đầu tư đề tài. Ngươi còn hiểu đầu tư? Lâm Thanh Hạm phảng phất mới vừa nhận thức Trương Huyền giống nhau, một đôi xinh đẹp đôi mắt, đem Trương Huyền từ đầu tới đuôi xem kỹ một lần. Không phải hiểu, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, liền thấy Tần Nhu dạo bước đi tới. Lâm Tổng, ngươi không nghe Khang Thúc vừa rồi nói sao, Trương Huyền là tinh thông đầu tư, ta có một việc rất tò mò, thượng một lần, ngươi vẫn luôn muốn cho ta giới thiệu ta phía sau vị kia cho ngươi nhận thức, chính ngươi lão công, ngươi vì cái gì làm ta giới thiệu cho ngươi nhận thức đâu, còn có Trương Huyền, ta đều đã quên hỏi ngươi, phía trước Lâm Tổng công ty gặp được khó khăn, muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi này hai vợ chồng, rốt cuộc là chơi loại nào a? Tần Nhu nói. Làm vốn là có chút không hoãn quá mức tới mọi người, lại lần nữa lâm vào một trận kinh ngạc giữa. Trương Huyền sắc mặt thoáng có chút cổ quái, hắn nhớ rõ có một lần, Tần Nhu cho chính mình phát tin nhắn, nói có người công ty gặp được khó khăn, muốn tìm chính mình hỗ trợ, lúc ấy chính mình trực tiếp cự tuyệt, hợp lại người nọ, chính là chính mình lão bà a. Đồng dạng, Lâm Thanh Hạm thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, nàng nhìn Trương Huyền, hỏi, cấp Hằng Viễn đưa ra Tạc Sơn ý kiến người, là ngươi. Trương Huyền gãi gãi đầu, gật đầu cười gượng hai tiếng. Lâm Thanh Hạm đầy mặt buồn bực trợn trắng mắt, chính mình vẫn luôn muốn tìm Tần Nhu phía sau người nọ giúp chính mình một phen, hợp lại người nọ liền vẫn luôn ở chính mình bên người a. Đột nhiên, Lâm Thanh Hạm nhớ tới, phía trước chính mình ở nhà xem về Hằng Viễn Tạc Sơn tin tức khi, Trương Huyền giống như nói qua cái gì này phương pháp cũng liền giống nhau linh tinh nói, lúc ấy còn bị chính mình nói hắn cái gì cũng đều không hiểu, làm hắn một bên đi. Ở chính mình gặp được khó khăn khi, Trương Huyền cũng đưa ra giúp chính mình nghĩ cách, đến cuối cùng đều bị chính mình vô tình cự tuyệt, nói hắn không hiểu không cần thêm phiền. Nghĩ vậy chút, Lâm Thanh Hạ mặt đẹp đỏ lên, chính mình này đều làm là chuyện gì a? Tần Nhu buổi nói chuyện, làm những cái đó vừa mới đối Trương Huyền ấn tượng, từ đại thiếu sửa đến kẻ bất lực người, lại lần nữa thay đổi. Hằng Viễn Tạc Sơn kia sự kiện, là Ngân Châu thương vòng tất cả mọi người nói chuyện say sưa một cái đề tài. Mọi người đều đang nói, Hằng Viễn cái này quyết sách, có bao nhiêu quan trọng, lại có bao nhiêu tinh diệu, thậm chí rất nhiều người, còn lấy ra cái này trường hợp, ở hội nghị thượng giảng cho chính mình công nhân nghe. Đối với cấp Hằng Viễn đưa ra Tạc Sơn ý kiến người kia, càng là ở Ngân Châu cái này trong vòng, mau bị thần thoại, rất nhiều người đều muốn biết, rốt cuộc là người nào đứng ở Tần Nhu phía sau, một tay đem nàng từ một cái tam lưu tiểu xí nghiệp, đẩy lên Ngân Châu đứng đầu doanh nhân vị trí. Kết quả hiện tại mới biết được, cái kia kẻ thần bí, thế nhưng là Lâm Thị Tập đoàn Tổng Tài Lão Công. Là một cái bị Trịnh Sở gọi đồ nhà quê người. Cái này Trịnh Sở, cũng có chút quá khôi hài đi. Một người nhìn không được đối Trịnh Sở mở miệng, Trịnh Đại Thiếu, ngươi vừa mới luôn miệng nói Trương Huyền là đồ nhà quê, ta đến muốn biết Trịnh Đại Thiếu ngươi, có cái gì làm. Ta nhớ rõ vừa mới Trịnh Thiếu còn nói, Trương Huyền không hiểu đầu tư a. Không hiểu đầu tư. Trương Huyền loại này muốn đều tính không hiểu đầu tư, chúng ta đây tính cái gì? Chúng ta bậc cha chú cực cực khổ khổ gây dựng sự nghiệp nhiều năm như vậy, lại nhận được chúng ta trong tay, kết quả là đâu, đoạt được đến lợi nhuận, còn không bằng nhân ra Trương Huyền đưa ra một cái ý kiến. Chính là, Trịnh Sở, người cũng quá khôi hài đi. Còn nói làm Trương Huyền tránh một chiếc Lamborghini, ta liền hỏi ngươi, hắn cái kia Tạc Sơn kế hoạch, giá trị nhiều ít chiếc Lamborghini. Chương 236 Lâm Thanh Hạm nan đề. Từng đạo châm biếm thanh, làm Trịnh Sở trên mặt không nhịn được. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này đồ nhà quê Trương Huyền, thế nhưng chính là cấp Hằng Viễn đưa ra Tạc Sơn ý kiến người kia. Nghĩ chính mình vừa mới lời nói, Trịnh Sở sắc mặt một trận thanh hồng, phá lệ khó coi, hắn hướng Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, xoay người đẩy ra phía sau đứng người, cút ngay, đừng khi ta lộ. Ở một trận trào phúng trong ánh mắt, Trịnh Sở xám xịt rời đi. Mà Trương Huyền, hoàn toàn thành lần này tụ hội vai chính. Trương tiên sinh, ta chính là người fan A, lúc ấy nghe được Hằng Viễn Tạc Sơn tin tức, ta đối đưa ra cái này phương án người, kia chính là bội phục ngũ thể đầu địa. Trương tiên sinh, ta là Kim Lâm sữa chua, ta tưởng thỉnh ngươi khi chúng ta đặc xính cố vấn, một tiết khóa 10 vạn khối. Trương tiên sinh, trong lúc nhất thời, rất nhiều người xúm lại tới rồi Trương Huyền bên người, ngay cả Khang Minh cùng Ngô Thế Kiệt hai người. Đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Ngô Thế Kiệt lắc đầu cười cười, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, mở miệng nói, Lâm Tổng, người cùng Trương Tiểu huynh đệ, thật là trời sinh một đôi, đều là nhân trung long phượng A. Lâm Thanh Hạm lễ phép hướng Ngô Thế Kiệt cười cười,
theo sau nhìn về phía bị đám người sở súm lại Trương Huyền, ánh mắt lộ ra một tia kiêu ngạo biểu tình, đây là chính mình nam nhân. Tiệc tối tiếp tục tiến hành, duyên dáng vũ khúc, cùng với sân nhảy chung duyên dáng dáng múa. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạ ngồi ở một bên trên sofa, loạng choạng ly chung rượu vang đỏ. Lão công, người cùng Tần Tổng, là cái gì quan hệ a? Lâm Thanh Hạm chớp mắt to, tò mò hỏi. Liền bằng hữu bình thường. Phải không, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp thượng lộ ra một tia nghi ngờ, chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi như thế nào sẽ giúp Tần Tổng đưa ra Tạc Sơn ý kiến, ngày thường ở nhà, cũng không gặp ngươi nhiều chú ý phương diện này đồ vật a? Trương Huyền cười cười trả lời, ta kia đều là chút kiến giải vụng về. Hảo a, hiện tại Lâm Thị liền gặp được một vấn đề. Ta muốn nghe xem ngươi kiến giải vụng về. Lâm Thanh Hạm xinh đẹp cười, hướng Trương Huyền nói, nửa năm trước, Lâm Thị quyết định ở Ngân Châu khai phá một cái nghỉ phép sơn trang, cũng ở ngoại ô nhị áp thôn, dò xét ra sơn tuyền, đối này tiến hành mở, chuẩn bị đem này xây dựng vì nghỉ phép sơn trang. Hơn nữa, Lâm Thị đem nhị áp thôn trước cửa con đường hoàn toàn tu sửa. Bất quá hiện tại, nhị áp thôn lãnh đạo cũng không thừa nhận chúng ta Lâm Thị tập đoàn, ngược lại lựa chọn cùng còn lại công ty hợp tác. Pháp luật con đường không có hiệu quả, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Lâm Thanh Hạm nói xong, trong mắt mang này đó chờ mong nhìn về phía Trương Huyền. Nhị áp thôn, Trương Huyền nheo lại đôi mắt, đại khái suy nghĩ một chút, liền biết Lâm Thanh Hạm nói nhị áp thôn là cái nào, đối cái này nghỉ phép sơn trang, Lâm Thị dự toán là nhiều ít, chuẩn bị bao lâu thời gian trong vòng hồi bổn. Lâm Thanh Hạm trả lời, dự toán 4.600 triệu, bởi vì ngày đó nhiên thanh tuyển nguyên nhân. Đại khái có thể ở 2 năm nội hồi bổn, bất quá theo ta hỏi thăm, có công ty, đã ra tới rồi 700 triệu, ở Lâm Thị giúp nhị áp thôn tu sửa con đường tiền đề thượng, 700 triệu là một cái ta tuyệt đối vô pháp tiếp thu con số. Trương Huyền nghe xong, lắc lắc đầu, 4.600 triệu, liền tính không tu lộ, cũng mệt, theo ta nói biết, nhị áp thôn liên tiếp một chỗ ướt mà, người nói cái kia thiên nhiên thanh tuyền, số lượng dự trữ tuyệt đối sẽ không rất lớn, chỉ có thể coi như một cái mánh lới. 2 năm nội hồi bổn 4.600 triệu, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thanh Hạm nhăn lại mày liễu, người như thế nào như vậy khẳng định? Kinh nghiệm, Trương Huyền đáp, về sơn gian thanh tuyền, ta đã thấy không ít, hơn nữa nhị áp thôn thổ địa phạm vi cũng không lớn, quang làm nghỉ phép sơn trang, cần thiết lấy chất lượng thủ thắng, nơi đó là gió cắt khẩu, mỗi năm phương tiện duy tu phí, chính là một tuyệt bút chi ra. Nghe Trương Huyền nhắc tới phương tiện duy tu 4 chữ. Lâm Thanh Hạm sắc mặt đổi đổi, nói thật, nàng thật đúng là không suy xét đến điểm này, gần mấy năm qua, Ngân Châu đối gió cát phòng bị thi thố làm được phi thường hảo, sớm chút năm còn có thể nhìn thấy bão cát, gần mấy năm xanh hóa diện tích trình bao nhiêu bội số tăng trưởng, sẽ không còn được gặp lại gió cát, vấn đề này đã bị Lâm Thanh Hạm tự nhiên mà vậy xem nhẹ. Trương Huyền tiếp tục nói, thiết bị duy tu phí chỉ là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, chi phí bình quân trình độ, nếu tổng hợp thiết bị duy tu phí nói. Nghỉ phép sơn trang thu phí như thế nào đều không thể làm được hợp lý, dựa theo Ngân Châu nhân dân tiêu phí trình độ tới nói, nghỉ phép sơn trang, liền ăn mang trụ, cả đêm đơn người nhiều nhất 300 khối cơ bản tiêu phí, này đó phí dụng, vừa vặn để được với thiết bị hao tổn. Đệ tam, Trương Huyền duỗi tay gõ mặt bàn, nhân công phí, cái này phí dụng, lão bà ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, cho nên, ngươi quang làm nghỉ phép sơn trang, rất khó lợi nhuận, ngươi cần thiết muốn một ít khác sản nghiệp. Tỷ như thổ đặc sản, tăng lớn nghỉ phép sơn trang mậu dịch lượng, đem này phát triển trở thành vì một cái du lịch thắng địa. Không có khả năng, Lâm Thanh Hạm nhíu mày lắc đầu nói, người cũng nói, nhị áp thôn thổ địa phạm vi rất nhỏ, hơn nữa là ở ngoại ô, ta căn bản vô pháp ở nghỉ phép sơn trang chung quanh kinh doanh dừng chân hạng mục. Không sai, Trương Huyền gật gật đầu, cho nên, đây là một cái bồi tiền hạng mục. Trương Huyền phân tích tam điểm, làm Lâm Thỉnh Hạm lâm vào một trận trầm mặc. Trương Huyền nói ra này 3 cái vấn đề, tuyệt đối là nhất châm kiến huyết, còn đều là Lâm Thỉnh Hạm phía trước không suy xét đến, nhân công phí nhưng thật ra tính quá, nhưng gió cắt đối thiết bị tạo thành hao tổn, không ở nàng kế hoạch trong phạm vi, tính thượng này đó, muốn 2 năm hồi bổn, tuyệt đối là người si nói mộng, đã có thể hiện tại kinh tế trạng huống, mấy trăm triệu tạp đi ra ngoài 2 năm, không có làm đến cơ bản lợi nhuận. Đó chính là bồi tiền. Thật lâu sau, Lâm Thanh Hạm mới mở miệng, nói như vậy nói. Cái này hạng mục, ta còn là không chạm vào hảo. Trương Huyền uống lên khẩu ly chung rượu vang đỏ, hì hì cười nói, kỳ thật cũng không phải, có cái phương pháp, đảo có thể giải quyết mặt trên vấn đề. Cái gì phương pháp, Lâm Thanh Hạm gấp không chờ nổi hỏi, nàng cũng không phải sốt ruột muốn kiếm tiền,
mà là rất muốn nghe một chút Trương Huyền giải thích. Gần nhất Ngân Châu nội thành kẹt xe nghiêm trọng, ta cảm thấy, nếu có một cái tân vòng thành cao tốc, đại gia nhiệt tình nhất định rất cao trướng. Trương Huyền loạng choạng chén rượu, mỉm cười nói. Vòng thành cao tốc, Lâm Thanh Hạm hồ nghi một tiếng, giây tiếp theo, nàng giống như nghĩ đến cái gì, nhịn không được kinh hô một tiếng, đúng vậy, cao tốc. Nhị áp thôn, mà chỗ ngoại ô, nếu tu sửa một cái cao tốc, từ nhị áp thôn thông qua, đem có thể kéo khởi một tảng lớn kinh tế liên. Lão công, người thật là thiên tài, chẳng qua, kinh hỉ qua đi, Lâm Thanh Hạm lại có chút cô đơn, nhị áp thôn có chút đặc thù, những miếng đất này, đều là thôn dân, nếu bọn họ không muốn bán, hoặc là sư tử đại há mồm, này cao tốc, cũng rất khó tu thành. Trương Huyền từ trên sofa đứng lên, đi đến Lâm Thanh Hạm phía sau, thế Lâm Thanh Hạm xoa bóp bả vai, lão bà a lão bà, người ngày thường rất khôn khéo, như thế nào này trận liền hồ đồ đâu. Làm sao vậy sao, Lâm Thanh Hạm phồng má tử, ngữ khí giữa mang theo điểm làm nũng ý vị. Nhị áp thôn kinh tế trạng huống, thế nào? Chương 237, lén lút. Nhị áp thôn kinh tế trạng huống. Trương Huyền vấn đề này, nhưng thật ra cấp Lâm Thanh Hạm hỏi sửng sốt, nàng thật đúng là không như thế nào chú ý quá phương diện này. Trương Huyền xem Lâm Thanh Hạm kia ngốc ngốc đáng yêu bộ dáng, cười một chút, ta có mấy lần đi ngang qua nhị áp thôn, phát hiện ra ngoài làm công chiếm đa số, còn đều không phải ở Ngân Châu, mà là đi nơi khác, hai tử cùng cha mẹ, hàng năm không thấy được mặt, nếu, có thể ở cao tốc trên đường, làm một cái phục vụ khu, hơn nữa ngay tại chỗ chiêu công, người cho rằng nhị áp thôn người, sẽ có cái gì biểu hiện. Lâm Thanh Hạm trong mắt tinh quang chợt lóe, tuyệt đối phía sau tiếp trước cướp báo danh. Không sai, Trương Huyền búng tay một cái, có điều kiện này ở, người còn sợ những cái đó thôn dân cùng ngươi sư tử đại há mồm. Hơn nữa, có thể đem bọn họ chiêu thành viên công, ở nhị áp thôn, căn bản không cần thiết vì bọn họ giải quyết vấn đề chỗ ở, bọn họ ra liền ở kia, lại giảm bớt một bút phí tổn, đương ngươi làm xong này đó sau, Lâm Thị liền có thể thêm một cái mánh lưới, giải quyết vào nghề khó khăn vấn đề, trở thành Ngân Châu minh tinh xí nghiệp, hơn nữa ngươi tu sửa cao tốc, này tin tức vừa ra đi, đương ngươi cao tốc tu sửa một nửa không có tiền thời điểm, phía chính phủ có thể ngồi xem mặc kệ sao. Trương Huyền lời tuy nhiên không hoàn toàn nghe minh bạch, nhưng Lâm Thanh Hạm là ai? Thương nghiệp nữ vương, như thế nào có thể không hiểu Trương Huyền trong lời nói càng sâu một tầng hàm nghĩa? Ở hiện tại xã hội này, làm buôn bán quan trọng nhất chính là cái gì? Vốn lưu động, tuyệt bút vốn lưu động. Vốn lưu động nơi nào tới? Ngân hàng. Trương Huyền này buổi nói chuyện, xem như hoàn toàn đánh thức Lâm Thanh Hạm. Nếu thật sự có thể tu sửa cao tốc, tu sửa phục vụ khu, vì nhị áp thôn thôn dân giải quyết vào nghề vấn đề, Lâm Thị danh tiếng, ở nhị áp thôn tất nhiên cũng có một cái chất bay vọt, đến lúc đó, nhị áp thôn lãnh đạo lại muốn hỏi Lâm Thị muốn chỗ tốt, kia đều phải hỏi Lâm Thị cho, hắn có dám hay không thu. Làm quan phương trọng điểm phóng tới này sau, những cái đó bọn đạo trích, có lại đại dã tâm, cũng đến im ắng. Lão công, người quả thực quá bổng lạp, Lâm Thanh Hạm kích động ôm lấy Trương Huyền cổ, ở Trương Huyền sườn mặt thượng hung hăng hôn một cái. Này một ngụm thân đi xuống, Lâm Thanh Hạm mới ý thức được, chính mình có chút thất thố, đỏ bừng mặt thấp hèn đầu, nàng chỉ cảm thấy trên mặt thiêu thiêu, đều có chút không dám nhìn tới Trương Huyền. Qua vài giây, Lâm Thanh Hạm mới chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện Trương Huyền chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, cái này làm cho nàng càng ngượng ngùng, vội vàng đem ánh mắt rời đi, làm bộ đi xem bên cạnh. Trương Huyền chuông điện thoại thanh, đột nhiên vang lên. Điện thoại là Bạch Trì đánh tới. Bạch Trì ở trong điện thoại nói, lão đại, Hoa Hồng Trắng cùng ta liên hệ, các nàng chuẩn bị đêm nay 9 giờ xuất phát, ta hiện tại đưa ngươi đi Nguyên Thị sao? Hành, Trương Huyền gật gật đầu, nói cho Bạch Trì địa điểm sau, liền đưa điện thoại di động cắt đứt. Lâm Thanh Hạm tự nhiên cũng nghe tới rồi Trương Huyền cùng Bạch Trì lời nói, dù cho có chút thẹn thùng, nàng cũng cố nén trong lòng kia cổ ngượng ngùng hỏi, ngươi phải đi sao? Ân, Trương Huyền trả lời nói, từ từ xuất phát. Hậu thiên hẳn là có thể đã trở lại. Ở Trương Huyền gật đầu trong nháy mắt kia, Lâm Thanh Hạm cảm giác được một cổ mãnh liệt không tha, nàng thật muốn cấp Trương Huyền nói, có thể hay không mang lên nàng cùng nhau, nhưng lời này cuối cùng cũng chưa nói ra tới. Chú ý an toàn. Yên tâm đi, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nói một tiếng, liền chiều hội sở ngoại đi đến, ở đi đến lầu một thời điểm, Trương Huyền phát hiện hai cái lén lút bóng người xúc ở một bên, hắn tò mò nhìn hai mắt. Không nghĩ tới cái kia lén lút thân ảnh, thế nhưng là Trịnh Sở bên người còn có một cái xa lạ nam nhân, Trương Huyền không có ấn tượng.
chính lén lút xúc ở nơi đó hai người, cũng không có ý thức được Trương Huyền tiếp cận. Cái kia tiện nhân, chính là nàng hỏng rồi ta chuyện tốt, một cái tam lưu xí nghiệp, bay lên đầu cành, còn tưởng rằng chính mình thật có thể biến thành Phượng Hoàng. Trịnh Sở vẻ mặt hung tợn bộ dáng, hướng bên người nhân đạo, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, 5 phút sau, ta muốn gặp đến cái kia tiện nhân ở ta trên giường. Yên tâm đi Trịnh thiếu. Trịnh Sở bên cạnh thanh niên gật gật đầu, chiều Hội Sở mặt trên đi đến. Trương Huyền tránh ở một bên, nghe hai người đối thoại, trong mắt toát ra một tia hàn ý, tuy rằng Trịnh Sở không có cụ thể nhắc tới tên, nhưng Trương Huyền cũng có thể đoán được hắn nói chính là ai. Trịnh Sở cùng cái kia thanh niên sau khi nói xong, treo vẻ mặt cười lạnh, đi ra Hội Sở, chiều một bên độc lập kiến trúc đi đến. Này Hội Sở bản thân chính là biệt thự cải biến thành, bên cạnh kia căn biệt thự, cũng không có cải biến thành Hội Sở. Trịnh Sở đi vào biệt thự đại môn, phanh một tiếng, đem đại môn đóng lại. Trương Huyền lấy ra di động, điều thành camera hình thức, đuổi kịp Trịnh Sở, mấy cái nhảy lên, liền phiên lên lầu 2, giấu kín lên. Ở biệt thự chung, Trịnh Sở thân ảnh, rõ ràng bị khắc ở di động camera chung. Ước 5 phút tả hữu, Trương Huyền nghe được biệt thự môn lại một lần vang lên. Thế nào, thu phục sao? Trịnh Sở thanh âm vang lên. Thu phục Trịnh thiếu. Vừa mới tên kia thanh niên, khiêng một đạo mạn diệu thân thể mềm mại, đi vào biệt thự chung. Bị thanh niên kháng ở trên người người, đúng là Tần Nhu. Giờ phút này Tần Nhu, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là bị người tính kế. Nhìn đến hôn mê Tần Nhu, Trịnh Sở khóe miệng gợi lên một lau xuống lưu tươi cười, trong mắt sinh ra một trận chiếm hữu dục, hảo, đem nàng cho ta ném trên giường đi. Trịnh Sở vừa nói, một bên mang lên một cái khăn trùm đầu. Đem Tần Nhu khiêng thượng lầu 2 phòng ngủ sau, thanh niên liền thức thời rời đi. Từ từ, ở thanh niên sắp ra cửa thời điểm, Trịnh Sở gọi lại hắn, cái này cho ngươi, miệng nghiêm một chút. Trịnh Sở từ biệt thự lầu 2, ném xuống một sấp trăm nguyên tiền lớn. Thanh niên vẻ mặt vui sướng đem tiền tiếp được, minh bạch, minh bạch. Vừa nói, thanh niên một bên kéo ra biệt thự đại môn, đi ra ngoài. Mang theo khăn trùm đầu Trịnh Sở, nhìn nằm ở trên giường. Hôn mê bất tỉnh Tần Nhu, liếm liếm môi, thành thạo cởi hết chính mình áo trên, trong miệng mắng, tiện nhân, hôm nay cố ý nói ra những lời này đó làm lão tử nan kham đúng không, từ từ lão tử chơi xong ngươi, lại đem ngươi ném tới trên đường cái, làm ngươi hưởng thụ một chút, loại này bị người chú mục cảm giác. Trịnh Sở bò đến trên giường, duỗi tay chiều Tần Nhu trên người sờ soạng. Liền ở hắn lập tức đụng tới Tần Nhu thời điểm, lại phát hiện trước mắt xuất hiện một quả cực đại nắm tay, giây tiếp theo. Liền có một trận đau nhức từ mắt bộ truyền đến, làm Trịnh Sở liên tục lui về phía sau. Trịnh Sở đột nhiên bị người đánh như vậy một quyền, hoảng loạn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Trương Huyền đang đứng ở mép giường, đối với chính mình cười lạnh. Là ngươi, Trịnh Sở cắn răng nhìn Trương Huyền, hiện tại Trương Huyền, đã là hắn trong lòng ghét nhất kia nhóm người. Ngươi nhận thức ta, Trương Huyền cố ý hỏi, làm bộ không nhận ra Trịnh Sở, muốn nhìn một chút thứ này còn có thể chơi ra cái gì miêu nị tới. A, à, ngươi quản lão tử có nhận thức hay không ngươi, đi ngươi sao? Trịnh Sở huy khởi nắm tay, một quyền chiều Trương Huyền đánh đi, kết quả bị Trương Huyền đạp cái chó ăn cứt. Trịnh Sở này gầy yếu thân thể, nơi nào thừa nhận trụ Trương Huyền này hai hạ, đau nhè răng trợn mắt, mắt thấy hôm nay việc này là thành không được. Ngươi cấp lão tử chờ, ném xuống này một câu tàn nhẫn lời nói, Trịnh Sở chật vật chạy đi ra ngoài. Chương 238 là hắn làm. Chờ Trịnh Sở rời đi sau, Trương Huyền quơ quơ Tần Nhu thân thể, phát hiện Tần Nhu còn ở ngủ say giữa. Mê dược, Trương Huyền nhíu nhíu mày, từ trong tay áo móc ra hai căn ngân châm, chát ở Tần Nhu trên cổ tay, chậm rãi vê động. Hơn một phút sau, Trương Huyền nghe được một tiếng ngâm khẽ từ Tần Nhu trong miệng truyền ra. Ân, nghe thế thanh âm, Trương Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Trịnh Sở cũng không có hạ gì mãnh dược, chỉ là bình thường mê dược mà thôi. Trương Huyền lấy rất ngân châm, thế Tần Nhu hào hạ mạch, mạch tượng vững vàng, lại nhiều cũng liền 5 phút là có thể tỉnh. Trương Huyền lấy ra di động, nhìn hạ thời gian, Bạch Trì vừa vặn đem điện thoại đánh tới, lão đại, ta tới rồi, người người đâu? Tới, Trương Huyền trở về một tiếng, thu hồi di động, đi xuống lầu 1. Hắn vừa mới từ biệt thự lầu 2 xuống dưới, liền thấy biệt thự đại môn bị người hấp tấp đẩy ra, một người tướng mạo bình thường nữ nhân vẻ mặt nôn nóng vào tiến vào. Trương Huyền nhận được nữ nhân này, là Tần Nhu bí thư, hôm nay cùng Tần Nhu cùng nhau tới. Tần Nhu bí thư nhìn đến Trương Huyền,
có chút ngoài ý muốn, Trương tiên sinh. Ở hội sở chung, Tần Nhu bí thư phát hiện Tần Nhu không ở, điện thoại cũng đánh không thông, liền nơi nơi tìm kiếm. Người tới cũng khéo, các người Tần Tổng ở trên lầu, có chút không thoải mái, người đi chiếu cố một chút nàng đem. Trương Huyền cấp Tần Nhu bí thư chỉ một chút, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, ra biệt thự môn. Trước cửa, một chiếc Aston Martin đã ngừng ở nơi đó, chờ Trương Huyền. Tần Nhu bí thư đi lên lầu 2, đương nhìn đến Tần Nhu mồ hôi đầy đầu, làn váy có chút nếp nhăn bộ dáng khi, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi là Tần Nhu bí thư đi. Một đạo hơi mang hài hước thanh âm, từ Tần Nhu bí thư phía sau truyền đến. Tần Nhu bí thư xoay người vừa thấy, liền thấy Trịnh Sở đã đi tới, Trịnh Thiếu, ngươi đây là. Tần Nhu bí thư vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trịnh Sở, ở Trịnh Sở mắt trái, kia một mảnh ứ thanh phá lệ thấy được. Không nên ngươi hỏi đừng hỏi, Trịnh Sở trừng mắt nhìn Tần Nhu bí thư liếc mắt một cái. Tần Nhu bí thư vội vàng thấp hèn đầu, biết loại này đại thiếu, không phải chính mình loại này tiểu nhân vật có thể đắc tội khởi. Trịnh Sở đối Tần Nhu bí thư biểu hiện, vừa lòng gật gật đầu, hắn ánh mắt dừng lại ở hôn mê Tần Nhu trên người vài giây, theo sau hỏi, đúng rồi, Tần Tổng một tháng, cho ngươi khai bao nhiêu tiền tiền lương? 5.000, Tần Nhu bí thư nhỏ giọng trả lời nói. 5.000, đủ đang làm gì, gần 2 năm ngân châu giá nhà chướng lợi hại, 5.000 một tháng. Người đến làm 7-8 năm, mới có thể thấu đến lúc đầu phó tiền đi. Trịnh Sở khóe miệng ngậm một mạt ý cười, nhìn về phía Tần Nhu bí thư. Tần Nhu bí thư có điểm không rõ Trịnh Sở ý tứ, không có trả lời. Trịnh Sở tiếp tục nói, nếu có một cái phát tài cơ hội bãi ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ vứt bỏ sao? Ở Trịnh Sở lời này mới vừa nói xong nháy mắt, Tần Nhu bí thư trên mặt xuất hiện một mạt ý động thần sắc, Trịnh Thiếu, ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi không cần minh bạch, Trịnh Sở vuốt Tần Nhu bí thư nhu thuận tóc đẹp, đồng thời lấy ra một tờ chi phiếu, đây là 50 vạn, lấy ngươi hiện tại tiền lương, phấn đấu 10 năm, cũng tích góp không dưới nhiều như vậy tiền, hiện tại, ta tất cả đều cho ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta làm một chuyện là được. Trịnh Sở đem trong tay chi phiếu, ném tới trên giường, không nói chuyện nữa. Nhìn kia trương chi phiếu, Tần Nhu bí thư trong mắt xuất hiện một mạt dãy giụa, 50 vạn. Đối nàng như vậy tiền lương giai tầng tới nói, là khó có thể kháng cự dụ hoặc. Tần Nhu bí thư hít sâu một hơi, run rẩy xuống tay cánh tay, đem kia trương bị ném ở trên giường chi phiếu, chậm rãi cầm lấy. Nhìn Tần Nhu bí thư cái này động tác, Trịnh Sở khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, người thông minh, ngươi làm trong cuộc đời quan trọng nhất quyết định, hiện tại ngươi chỉ cần giúp ta làm một kiện rất đơn giản sự tình, sáng mai, ngươi là có thể cầm này trương chi phiếu, đi Trịnh thị tập đoàn đổi tiền mặt. Trịnh Thiếu, người muốn cho ta làm cái gì? Tần Nhu bí thư đem trong tay chi phiếu trân trọng thu lên. Rất đơn giản, chờ ta rời đi sau, ngươi chỉ cần chạy ra này căn biệt thự, hô to có người muốn xâm phạm Tần Tổng, đến nỗi người kia sao, ngươi vừa mới cũng thấy. Ngươi là nói, Tần Nhu bí thư trừng lớn đôi mắt, Trương Huyền tiên sinh. Ngươi là người thông minh, hẳn là không cần ta nhiều lời. Trịnh Sở vỗ vỗ Tần Nhu bí thư bả vai, chậm rãi đi ra ngoài. Ở Trịnh Sở rời đi 2 phút sau, Tần Nhu bí thư chậm rãi đi xuống lâu, nàng đứng ở biệt thự trước cửa, lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, kinh thanh thét to, người tới a, mau tới người a, đã xảy ra chuyện. Giờ phút này, Trương Huyền đã ngồi xe, rời đi hội sở, đang ở đi trước Nguyên Thị trên đường. Lão đại, nhìn thấy Chessia, người sẽ nói như thế nào a? Bạch Trì lái xe thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng ngó đến Trương Huyền trên người. Không biết. Trương Huyền lắc lắc đầu, muốn hỏi gì liền hỏi gì bái, người hiện tại hỏi ta, ta cũng đáp không được. Trương Huyền nhìn trước mắt, cảm thấy một trận phiền lòng, hắn lấy ra di động, ấn vài cái, một chút phản ứng không có. Dựa, đại bình di động điện thật không kiên nhẫn dùng. Trương Huyền đưa điện thoại di động tùy tay hướng trong túi một trang, nhắm mắt chợp mắt. Đang ở tự hỏi nên như thế nào đối mặt Chessia Trương Huyền, hoàn toàn không biết, ở Ngân Châu hội sở. Bởi vì chính mình, đã loạn thành hỏng bét. Vô số người tụ tập ở kia chàng biệt thự giữa, bọn họ đều nghe được Tần Nhu bí thư tiếng thét chói tai, ở biết được phát sinh cái gì sau, đều có loại không dám tin tưởng cảm giác. Lâm Thanh Hạm lão công, ý đồ xâm phạm Tần Nhu, bị Tần Nhu bí thư đánh vỡ. Xem, theo dõi điều ra tới. Có người cầm lấy di động, truyền phát tin một đoạn video theo dõi thượng biểu hiện, một người tuổi trẻ nam nhân. Khiêng ở vào hôn mê trung Tần Nhu, vào này gian biệt thự,
đương Tần Nhu bí thư đi vào biệt thự mười mấy giây sau, có thể rõ ràng thấy, Trương Huyền từ biệt thự chung đi ra, hơn nữa, Trương Huyền trên người xuyên y phục, cùng đem Tần Nhu khiêng tiến biệt thự người nọ xuyên y phục, giống nhau như đúc. Biệt thự lầu 2, Tần Nhu ôm chân xúc ở góc giường, hiện tại nàng, đầu còn có chút mênh mông, nàng chỉ nhớ rõ, chính mình ở sân nhảy bên uống lên một chén rượu, sau đó liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, lại tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, chung quanh đều vây đầy người. Lâm Thanh Hạm đứng ở biệt thự bên ngoài, sắc mặt xanh mét, không ngừng gọi Trương Huyền di động, nhưng Trương Huyền kia đầu, vẫn luôn đều biểu hiện tắt máy. Ai, xem ra Lâm Tổng mị lực cũng không trong tưởng tượng như vậy đại đâu, vẫn là nói, có người ăn quán trong nhà, chính là thích trộm thanh. Trịnh Sở vẻ mặt ý cười từ một bên đã đi tới, hắn nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, cũng không có chuyên môn nói cái gì, thật giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau. Nghe Trịnh Sở nói, Lâm Thanh Hạm theo bản năng nhéo nhéo nắm tay, đi đến không ai địa phương, lại đánh ra một chiếc điện thoại. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, về hội sở hết thảy đối Trương Huyền bất lợi chứng cứ, ta yêu cầu này đó toàn bộ biến mất. Hoa lại nhiều tiền, đều không sao cả. Chương 239 Quách Phi. Nguyên thị, cao tốc nhập khẩu. Một chiếc màu trắng Land Rover ngừng ở nơi này, xe chủ điều khiển thượng, ngồi một cái lạnh như băng xương nữ nhân. Nàng ăn mặc một cái màu trắng rộng thùng thình quần dài, thượng thân là tu thân tơ lụa ngắn tay, tẫn hiện nóng bỏng dáng người đồng thời, lại mang cho nàng giống như nữ vương giống nhau khí chất. Nữ nhân đã ở chỗ này chờ đợi một giờ, trên mặt lại không có một chút không kiên nhẫn bộ dáng. Ta nói Lam Tâm, rốt cuộc là cái gì nhân vật, đáng giá làm lão tử chờ lâu như vậy. Một người dáng người cường tráng tráng hán chụp phủi Land Rover cửa xe, vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Một cái bằng hữu mà thôi. Quách Phi, ta nhưng chưa nói quá làm ngươi cũng chờ ở này. Hoa hồng trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua trắng hán, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa. Quách Phi bĩu môi, không có ra tiếng. Lại qua nửa giờ tả hữu, liền ở Quách Phi mã thượng muốn bùng nổ thời điểm, một bóng người xuất hiện ở cao tốc nhập khẩu, hướng tới bên này chậm rãi đi tới. Nhìn đến này đạo thân ảnh nháy mắt, hoa hồng trắng trong mắt xuất hiện một mặt kính sợ, mà Quách Phi, còn lại là đầy mặt khó chịu, hắn không nghĩ tới. Hoa hồng trắng thế nhưng tại đây, chờ một người nam nhân. Được rồi, đi thôi. Trương Huyền đứng ở Land Rover bên, hướng hoa hồng trắng nói một tiếng. Hoa hồng trắng gật gật đầu, chuẩn bị phát động chiếc xe. Trương Huyền đi đến ghế phụ trước cửa, vừa mới giữ cửa kéo ra một cái tế phùng, đã bị một con bàn tay to tướng môn đè lại. Quách Phi thân chiều cao 2 mét, so Trương Huyền còn cao hơn một đầu, dáng người cường tráng hắn, càng là đỉnh hai cái Trương Huyền như vậy khoan. Tiểu tử, này mẹ nó là ngươi ngồi địa phương sao, lăn phía sau đi. Quách Phi xô đẩy một phen Trương Huyền, đem Trương Huyền đẩy đến cửa sau vị trí, hắn tắc mở ra ghế phụ môn, ngồi đi lên. Quách Phi cái này động tác, sợ tới mức hoa hồng trắng hoa dung thất sắc, vị này chính là ai? Thế giới ngầm vương giả, thánh giới người sở hữu, mà nàng cùng Quách Phi đâu? Bất quá là hai cái tam lưu tổ chức thủ lĩnh mà thôi, ở thánh giới người sở hữu trước mặt. Chính mình hai người, liền con kiến đều không tính. Quách Phi, ngươi làm gì đâu, hoa hồng trắng quát lớn một tiếng, sợ Quách Phi liên lụy tới rồi chính mình. Không có việc gì, đi thôi. Trương Huyền kéo ra ghế sau cửa xe, ngồi đi lên, thanh âm bình tĩnh nói. Thấy Trương Huyền không có so đo chuyện này, hoa hồng trắng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phỏng đoán, vị này hẳn là không nghĩ bại lộ thân phận. Quách Phi, ta cảnh cáo ngươi, đối ta bằng hữu khách khí một chút, hoa hồng trắng do dự luôn mãi, mới nói ra bằng hữu hai chữ. Khách khí, Quách Phi nhếch miệng cười, ta Quách Phi, chưa bao giờ biết khách khí là có ý tứ gì. Quách Phi xoay đầu, nhìn về phía Trương Huyền, tiểu tử, từ đâu ra? Trương Huyền dương mắt nhìn Quách Phi liếc mắt một cái, không nói gì, hiện tại hắn, phá lệ phiền lòng, trong lòng còn ở tự hỏi về chết xia sự, đối những thứ khác đều không bỏ trong lòng. Quách Phi thấy Trương Huyền thế nhưng không phản ứng chính mình, tức khắc không vui, mở miệng mắng, thảo. Tiểu tử, lão tử hỏi ngươi đâu? Được rồi, hoa hồng trắng hét lớn một tiếng, an tĩnh một chút, không ngồi xe liền đi xuống. Quách Phi đem ánh mắt từ Trương Huyền trên người rời đi, phóng tới hoa hồng trắng trên người, như thế nào, người tiểu tình lang a? Như vậy che chở, làm sao bây giờ đâu, người càng là như vậy yêu thương hắn, ta liền càng muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hoa hồng trắng khóe miệng gợi lên một mạt khinh thường tươi cười. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ,
rốt cuộc bị xé thành mảnh nhỏ người, sẽ là ai? Land Rover sử hướng cao tốc, chiều An Thị nơi phương hướng mà đi. An Thị khoảng cách Nguyên Thị, tổng cộng có 500 nhiều km, hoa hồng trắng tuy rằng khai không có nhiều khối, nhưng cũng ở 5 cái giờ liền chạy đến, chờ bọn họ tới rồi An Thị thời điểm, đã là nửa đêm. Hoa hồng trắng chỉ nhận được muốn tới An Thị thông chi, đối với bước tiếp theo muốn làm cái gì, cũng không cảm kích, chỉ có thể trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Đem xe chạy đến một nhà xa hoa khách sạn trước, hoa hồng trắng xuống xe, vì Trương Huyền cái thứ nhất xử lý vào ở thủ tục. Trương Huyền đi theo hoa hồng trắng phía sau, đối những việc này một chút đều không nhọc lòng. Nữ sĩ, ngài muốn xa hoa phòng xếp chỉ có một gian. Quầy tiếp tân xin lỗi hướng hoa hồng trắng cười cười. Một gian, vậy cấp vị tiên sinh này đi. Hoa hồng trắng chỉ hạ Trương Huyền. Tốt, quầy tiếp tân gật gật đầu, đem phòng tạp đưa cho Trương Huyền. Không đợi Trương Huyền tiếp nhận phòng tạp đâu, quầy tiếp tân trên tay phòng tạp đã bị người một phen cướp đi, cho hắn. Cho hắn trụ lão tử còn không bằng làm điều cẩu đi trụ đâu. Quách Phi lấy qua phòng tạp, này gian phòng, lão tử muốn, Lam Tâm, ngươi nếu muốn trụ, buổi tối ta chở ngươi nga. Quách Phi nói xong, cũng không thèm nhìn tới Trương Huyền liếc mắt một cái, cầm phòng tạp chiều thang máy đi qua. Cái này, hoa hồng trắng nhìn Trương Huyền, trên mặt có chút xấu hổ, nếu không ta đi. Không cần, Trương Huyền biết nàng muốn nói cái gì, vẫy vẫy tay cự tuyệt, tùy tiện trụ một chút đi, phiền toái lại cho ta Trương phòng tạp. Lấy qua phòng tạp sau, Trương Huyền không rên một tiếng đứng ở thang máy trước chờ đợi, Quách Phi vừa mới ngồi trên thang máy, cũng không có chờ bọn họ, mãi cho đến khách sạn tầng cao nhất, Quách Phi từ thang máy chung đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại đem từ tầng cao nhất đến lầu một tầng lầu toàn bộ ấn một lần, lúc này mới vừa lòng rời đi. Mở ra xa hoa phòng xếp cửa phòng, Quách Phi chuyện thứ nhất, chính là gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại mới vừa bá thông, một đạo thanh âm liền ở trong điện thoại vang lên, đại ca, ngươi đến An Thị sao? Tới rồi, có chuyện ngươi cho ta an bài một chút, Lam Tâm kia cô bé, mang theo cái tiểu bạch kiểm cùng nhau tới, ngày mai phải có cơ hội, giáo huấn một chút kia tiểu bạch kiểm, có Lam Tâm che chở, ta không hảo ra tay. Yên tâm đi đại ca, giao cho ta trên người, kia tiểu bạch kiểm cái gì địa vị? Một cái phế vật, phỏng chừng cũng chính là cái bình thường trình độ, đừng đánh chết như thế nào đều được. Được rồi. Nói chuyện điện thoại xong sau, Quách Phi mới mỹ mỹ nằm ở trên giường. Liền ở Quách Phi này gian xa hoa phòng xếp chính phía dưới một gian trong phòng, Trương Huyền lẳng lặng mà đứng ở cửa sổ trước, nhìn bóng đêm. Làm một cái quốc tế hóa đại đô thị, An Thị ban đêm, ánh đèn lập lòe. Tại đây làm người hoa cả mắt ánh đèn chung. Trương Huyền phảng phất nhìn đến một trương tuyệt mỹ dung nhan. Chessia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy ngươi, ta lại nên như thế nào đối mặt ngươi? Một đêm lặng yên qua đi, sáng sớm hôm sau, Trương Huyền ngồi ở khách sạn trong đại sảnh, ăn bữa sáng. Hướng bên cạnh ngồi, chiếm lớn như vậy vị trí, không sợ sặc tử. Một con bàn tay to không chút khách khí xô đẩy Trương Huyền một phen, Quách Phi ngồi ở Trương Huyền bên người, rõ ràng đại sảnh có như vậy nhiều không vị. Hắn cố ý đem Trương Huyền tễ ở chỗ ngoặt. Trương Huyền mặc không lên tiếng, hắn hiện tại căn bản vô tâm tình cùng loại này tạp cá so đo, giống như là một người đang có đặc biệt phiền lòng sự khi, sẽ không để ý một cái cẩu hướng chính mình gọi bậy giống nhau. Quách Phi thấy Trương Huyền không rên một tiếng, hứng thú toàn vô lắc lắc đầu, thật mẹ nó kẻ bất lực, không thú vị. Cầm bữa sáng, Quách Phi ngồi vào một khác cái bàn thượng. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn mắt khách sạn trong đại sảnh đồng hồ. Đã buổi sáng 9 giờ, mặc kệ hoa hồng trắng vài giờ sẽ thu được thông chi, đều ý nghĩa, khoảng cách chính mình nhìn thấy Chessia thời gian, càng ngày càng tiếp cận. Chương 240 đều tới. Ở buổi sáng 10 giờ thời điểm, hoa hồng trắng liên hệ Trương Huyền, nói nàng đã nhận được đối phương thông chi, toàn Tây Bắc các tổ chức lớn, đều đi trước bãi vắng vẻ vách tường. Bãi vắng vẻ vách tường cái này địa phương, ở Tây Bắc khu vực đều rất có danh. Liền nếu như tên giống nhau. Bãi vắng vẻ vách tường chính là một tảng lớn hoang mạc sa mạc, một mảnh hoang vắng, toàn bộ bãi vắng vẻ vách tường, liên miên gần 340 km, có không ít nhà thám hiểm, đều thiết bị đủ lương khô, đi bộ xuyên qua bãi vắng vẻ vách tường, khả năng làm được người, thật sự thiếu chi lại thiếu. Ở tiến bãi vắng vẻ phía trước, có chút người thậm chí còn cảm thấy hảo chơi, đơn giản chính là hạt cát nhiều một ít, khô ráo một ít, mang đủ thủy cũng không có gì, buổi tối còn có thể tới cái sa mạc lửa trại tiệc tối linh tinh. Nhưng tới rồi nơi này liền sẽ phát hiện, mênh mông vô bờ hoang mạc, phân không rõ phương hướng,
khô nóng thái dương phơi đến mỗi người đều cả người đỏ bừng, nếu không mặc hảo quần áo, mặt hảo kem chống nắng, hai cái giờ là có thể đem người phơi đến phơi ra. Hoa Hồng Trắng lái xe mang Trương Huyền vào bãi vắng vẻ, dọc theo đường đi, Quách Phi lại nói rất nhiều không khách khí nói, Trương Huyền đều nhìn như không thấy. Ở vào bãi vắng vẻ sau, nguyên bản dân cư hiếm thấy bãi vắng vẻ, hôm nay lại có không ít người xuất hiện, ngẫu nhiên trên đường, còn có thể gặp được người cùng Hoa Hồng Trắng chào hỏi, đây đều là thế giới ngầm người. Ước định địa điểm, là ở một chỗ thổ vách núi trước, đối với nơi này địa mạo, Hoa Hồng Trắng giống như rất có kinh nghiệm giống nhau. Ở hoang mạc một chỗ vách đá trước, có một cái cực đại hố sâu, hố thành hình tròn, ít nhất có 5 mét chiều sâu, bán kính đạt tới 20 mét. Hoa Hồng Trắng nói cho Trương Huyền, cái này hố sâu, đã tồn tại thời gian rất lâu, chẳng sợ cát vàng lưu động, này hố sâu cũng trước sau tồn tại, cũng không có bị điền thượng. Giờ này khắc này, hố sâu chung quanh, đã vây quanh không ít đạo thân ảnh, đang ở chờ đợi phía sau màn người xuất hiện, này đó ngầm thế lực người, toàn thuộc kiệt ngạo khó thuần hạng người. Hiện tại bị người gọi vào nơi này, lại lang thang không có mục tiêu chờ đợi, lại là một chút oán khí đều không có, bởi vì bọn họ rõ ràng, lúc ấy hạ đạt ủy thác nhiệm vụ người, đến từ Quang Minh đảo. Đối Quang Minh trên đảo người, chẳng sợ chỉ là trên đảo thân phận thấp kém nhất người, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra một chút ngạo khí. Hố sâu một bên, Quách Phi cùng mười mấy cái thanh niên nhiệt tình chào hỏi. Quách ca, ngươi nói cái kia tiểu tử người đâu? Một người nhiễm màu đỏ tóc thanh niên hỏi hướng Quách Phi. Kia không sao, Quách Phi duỗi tay một lóng tay, này mười mấy danh thanh niên theo Quách Phi chỉ địa phương nhìn lại, nhìn đến đang đứng ở Hoa Hồng Trắng bên cạnh Trương Huyền. Quách ca, kia tiểu tử nhìn không ra sao a, suy nghĩ Hoa Hồng Trắng liền này phẩm vị. Nào có chúng ta Quách ca nhìn uy mãnh a. Đi, giáo huấn bọn họ đi. Một đám người kề vai sát cánh, hướng tới Trương Huyền sở trạm địa phương đi đến. Đương nhìn một đám người cùng Quách Phi kết bạn đi tới thời điểm, Hoa Hồng Trắng liền có một loại dự cảm bất hảo, nàng nhìn mắt Trương Huyền sau, vội vàng chiều Quách Phi bọn họ đi qua đi. Quách Phi, người đây là tính toán làm gì đâu? Không làm sao a tẩu tử, kia tóc đỏ thanh niên vui cười một chút, liền vừa mới kia tiểu tử, dùng ánh mắt khiêu khích chúng ta ca mấy cái, chúng ta tính toán đi giáo dục hắn. Ai là ngươi tẩu tử, lại gọi bậy tin hay không ta đem ngươi kia há mồm xé? Hoa Hồng Trắng trừng mắt nhìn đỏ mắt phát thanh niên, theo sau cảnh cáo nói, hôm nay có đại nhân vật ở, đừng gây chuyện. Hoa Hồng Trắng những lời này, kỳ thật đã là ám chỉ Quách Bay, đại nhân vật ba chữ, bị Hoa Hồng Trắng cắn thực trọng. Nhưng Quách Phi căn bản không lý giải Hoa Hồng Trắng ý tứ, chỉ đương Hoa Hồng Trắng nói đại nhân vật, là kia từ trên đảo tới người. Quách Phi vui cười một chút, đại nhân vật liền đại nhân vật sao, chúng ta thế giới ngầm, bản thân chính là người thắng làm vua. Dựa nắm tay nói chuyện, ý tứ đại nhân vật còn sẽ phá hư này quy củ không thành. Ta này đó các huynh đệ, cũng không phải nhậm người khi dễ. Chính là, dám dùng ánh mắt khiêu khích chúng ta đảo muốn nhìn hắn có cái gì bản lĩnh. Tóc đỏ thanh niên nhéo nhéo nắm tay, tiếp đón một tiếng phía sau các huynh đệ, chiều Trương Huyền đi qua. Những người này đều khóe miệng mang cười, vây hướng Trương Huyền, nghĩ từ từ nên như thế nào giáo huấn tiểu tử này. Quách Phi, ta khuyên ngươi. Làm ngươi người thu liễm một chút. Hoa Hồng Trắng hướng Quách Phi cảnh cáo nói. Lam Tâm, người cũng nói, đây là ta huynh đệ, lại không phải ta thủ hạ, ta như thế nào có thể mệnh lệnh bọn họ đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng bọn họ động thủ sao? Quách Phi đứng ở Hoa Hồng Trắng trước người, ngăn trở Hoa Hồng Trắng lộ, nếu Hoa Hồng Trắng có cái gì động tác, hắn đều có thể ở trước tiên ngăn cản. Mắt thấy tóc đỏ thanh niên dẫn người khoảng cách Trương Huyền càng đi càng gần. Hai chiếc xe Việt dã đột nhiên từ tóc đỏ thanh niên đám người trước mắt chạy nhanh mà qua, mang theo một trận cát bụi. Thảo, ai như vậy không có mắt? Tóc đỏ thanh niên đám người tức giận mắng một tiếng, chiều kia hai chiếc xe Việt dã nhìn lại, liền thấy hai chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, mỗi một chiếc trên xe, đều đi xuống tới ba người. Tổng cộng sáu người, bốn trai hai gái, ăn mặc bình thường, đều là đơn giản nhất đồ thể dục. Tóc đỏ thanh niên đám người cau mày. Bọn họ chưa từng gặp qua này sáu người, đều là xa lạ gương mặt. Trương Huyền còn lại là ở nhìn đến này sáu người nháy mắt, biểu hiện có chút ngạc nhiên, này sáu người, đi tuốt đàng trước mặt cái kia, rõ ràng là Bạch Trì, ở Bạch Trì phía sau, phân biệt đi theo tóc đỏ, Hải Thần, Nguyệt Thần, Tương Lai, cùng với Phí Lôi Tư. Lão đại, Bạch Trì đám người vừa xuống xe, liền cùng Trương Huyền chào hỏi. Các ngươi như thế nào tới? Trương Huyền nhìn Bạch Trì đám người, nhíu nhíu mày.
Lão đại, nếu không phải nghiêm thêm khảo vấn, tên ngốc này đều không muốn cho chúng ta nói. Tóc đỏ nhìn Trương Huyền, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, lần này là nhà mình đã xảy ra chuyện, chúng ta người trong nhà, đương nhiên đến xem. Chính là A lão đại, bằng không ngươi cho rằng ta nguyện ý tới loại địa phương này a? Hải thần vẻ mặt ghét bỏ nhìn chung quanh bãi vắng vẻ, hắn phi thường chán ghét loại này khô giáo hoàn cảnh. Nguyệt thần mấy người tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt kiên định nói cho Trương Huyền, ngươi không cần nghĩ đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ không đi. Trương Huyền nhìn bọn họ như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, các ngươi. Hành đi, vậy cùng nhau lưu lại nhìn xem đi. Đứng ở một bên hoa hồng trắng, nghe tóc đỏ đám người đối Trương Huyền xưng hô, cảm thấy một trận trong lòng run sợ, cùng thánh giới người sở hữu xưng huynh gọi đệ, như vậy tưởng nói, bọn họ thân phận liền miêu tả sinh động. Đó chính là, vương giới người sở hữu. Nhìn như vậy trận trưởng, hoa hồng trắng đều cảm giác được chấn động, một người thánh giới người sở hữu. Sáu gã vương giới người sở hữu, như vậy trận trưởng, chẳng sợ đi đến thế giới bất luận cái gì một góc, đều sẽ làm người cảm thấy trong lòng run sợ đi. Đừng nhìn này bảy người, đứng ở chỗ này, có vẻ lẻ loi, nhưng bọn hắn phía sau khổng lồ thế lực, là làm người vô pháp tưởng tượng. Tóc đỏ thanh niên đám người quạt hương bồ một chút trước mắt cho bụi, đôi tay cắm túi, khó chịu nhìn chằm chằm Bạch Chỉ bọn họ, uy, tiểu tử, các ngươi có thể hay không lái xe a? Mau cút lại đây cấp lão tử xin lỗi. Người phải xin lỗi, Bạch Chỉ nhìn đỏ mắt phát thanh niên đám người, khóe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười. Chương 241 Thượng Kim Sắc Chìa Khóa. Hai chiếc xe Việt dã vừa mới áp ra bánh xe ấn, giờ phút này trở thành hai đám người đường ranh giới. Tóc đỏ, người thấy không, kia tiểu tử màu tóc cùng ngươi giống nhau. Phí Lôi Tư tiến đến tóc đỏ bên tai, nhỏ giọng nói, này hiển nhiên là chọn sự đâu. Không có việc gì. Tóc đỏ khóe miệng gợi lên một mạt cười dữ tợn, từ từ ta đem hắn đầu ninh xuống dưới chôn đến trong đất, ngươi liền nhìn không thấy. Cũng đúng, Phí Lôi Tư gật gật đầu, tỏ vẻ đối loại chuyện này phi thường hảo lý giải. Tóc đỏ thanh niên nhìn Trương Huyền bọn họ vẻ mặt bình đạm bộ dáng, trong lòng không ngọn nguồn dâng lên một cỗ tức giận, lão tử cho các ngươi xin lỗi, các ngươi không nghe thấy sao? Ta cũng hỏi ngươi, ngươi xác định muốn chúng ta xin lỗi. Bạch Chỉ lại lần nữa mở miệng. Người muốn thế nào xin lỗi pháp, thực xin lỗi hành sao? Hừ, tóc đỏ thanh niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trong tương lai cùng Nguyệt Thần trên người qua lại đánh giá, này hai nữ nhân, tuy rằng đem chính mình che đến kín mít, nhưng như cũng có thể nhìn ra kia là lướt dáng người, cùng với dung nhan tuyệt thế. Tóc đỏ thanh niên duỗi tay một lóng tay tương lai cùng Nguyệt Thần hai người, khiến cho nàng hai, lại đây cấp lão tử xin lỗi. Bằng không, ta không ngại giáo giáo người này bãi vắng vẻ vách tường quy củ. Bạch Chỉ một kéo tay, hướng Nguyệt Thần cùng tương lai nói, được, nhân ra phiên hai người thẻ bài, hai người đi thôi. Hảo a, Nguyệt Thần xinh đẹp cười, bước gót sen, chiều tóc đỏ thanh niên đám kia người đi đến, nàng mũi chân đã dẫm tới rồi cái kia đường ranh giới thượng. Nhìn Nguyệt Thần bóng dáng, tóc đỏ lắc lắc đầu, hướng Phí Lôi Tư nói, ai, xem ra ta không cơ hội đem tên kia đầu ninh xuống dưới, những người này, tìm ai không tốt, một hai phải đi tìm này hai nữ nhân. Chẳng lẽ bọn họ không nghe nói qua, độc nhất phụ nhân tâm sao? Phí Lôi Tư thâm để ý gật gật đầu. Dưới mặt đất thế giới, mỗi người kính sợ Sa Tăng Đại Nhân, không riêng bởi vì Sa Tăng Đại Nhân cường đại thực lực, còn bởi vì Sa Tăng Đại Nhân kia làm người sợ hãi huyết tinh thủ đoạn. Quang Minh Đảo Mười Vương giữa, có hai người thủ đoạn, có thể cùng Sa Tăng Đại Nhân so sánh, trừ bỏ bị nhân xưng làm tai ách Bạch Chỉ ngoại, đó là Tuyết Sơn Nguyệt Thần. Nữ nhân này, thánh khiết khi phảng phất thiên sứ. Khủng bố khi, sẽ làm địa ngục ma quỷ đều phát ra chấn động. Nguyệt Thần chậm gì gì chiều tóc đỏ thanh niên đám người đi đến, nàng đong đưa đầu ngón tay, cất giấu lưỡi dao sắc bén, chết ở nàng thủ hạ người, rất khó có toàn thây. Liền ở Nguyệt Thần lập tức đi đến tóc đỏ thanh niên đám người trước người thời điểm, đi theo tóc đỏ thanh niên phía sau tiểu đệ, kéo hạ tóc đỏ thanh niên ống tay áo. Đại ca, người xem kia. Tiểu đệ chiều hố sâu một khắc đầu duỗi tay một lóng tay. Tóc đỏ thanh niên phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy một cái cả người giấu ở màu đen áo choàng chung thân ảnh, cái này thân ảnh xuất hiện, làm tóc đỏ thanh niên trong mắt xuất hiện một mạt cung kính. Này màu đen áo choàng hoàn toàn từ vải bố chế thành, toàn bộ áo choàng đều là một mảnh thuần hắc, không có một chút hoa văn. Dưới mặt đất thế giới, cũng không phải mỗi người đều có thể mặc loại này màu đen áo choàng, sở hữu thân khoác màu đen áo choàng người, đều có một cái thống nhất xưng hô. Địa ngục người hầu.
giống như là địa ngục hành giả giống nhau, không có người biết địa ngục người hầu trông như thế nào, kia màu đen áo choàng che giấu bọn họ toàn bộ. Địa ngục hành giả xuất hiện, đại biểu cho sinh mệnh bị thu hoạch. Mà địa ngục người hầu tồn tại, chính là quang minh đảo người phát ngôn, bọn họ nói, đại biểu cho quang minh đảo nói. Nguyên bản còn khí thế thực thịnh tóc đỏ thanh niên đám người, ở nhìn thấy địa ngục người hầu xuất hiện thời điểm, tất cả đều biểu hiện vâng vâng dạ dạ, cũng không dám nữa có thịnh khí lăng nhân bộ dáng, sợ chọc người bất mãn. Về trước đến đây đi, Trương Huyền cũng vào lúc này mở miệng. Đã muốn chạy tới tóc đỏ thanh niên trước mặt Nguyệt Thần nghe được lời này, không có một chút chần chờ, xoay người đi rồi trở về. Bọn họ cùng Trương Huyền xưng huynh gọi đệ, lại là 100% chấp hành Trương Huyền bất luận cái gì một cái mệnh lệnh. Tóc đỏ thanh niên đám người nghiễm nhiên không biết, liền ở vừa mới, tử thần thiếu chút nữa điểm, liền mang đi chính mình sinh mệnh. Địa ngục người hầu xuất hiện, làm mọi người, đều đem lực chú ý tập trung qua đi, nguyên bản cái này địa phương còn có chút ầm ĩ, giờ phút này yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Địa ngục người hầu chậm rãi nâng lên tay áo, đem một phen kim sắc chìa khóa đem ra, theo sau hướng tới trước mặt hố sâu giữa một ném, phát ra khàn khàn thanh âm, làm người phân không ra nam nữ, chủ nhân nói. Nhiệm vụ lần này, có chút khó khăn, ai có thể bắt được chìa khóa, nhiệm vụ về ai, nhiệm vụ hoàn thành sau, bằng vào chìa khóa thượng đảo. Địa ngục người hầu nói xong lúc sau, không còn có một câu vô nghĩa, chậm rãi xoay người, hướng tới hố sâu tương phản địa phương, chậm rãi đi đến. Kia cái kim sắc chìa khóa, dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt ánh sáng, liền dừng ở hố sâu nhất trung tâm. Đứng ở hố sâu bên này 100 nhiều người, ăn ý lâm vào trầm mặc, người nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau đối diện. Sau đó ở mười mấy giây sau, giống như nói định hảo giống nhau, đồng thời nhằm phía hố sâu, mục tiêu thẳng chỉ kia đem chìa khóa. Bước lên quang minh đảo, đối ở đây bất luận cái gì một người tới nói, đều là tha thiết ước mơ. Cho nên, đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Thế giới ngầm là không có quy củ, hoặc là nói, chỉ có một cái quy củ, đó chính là, người thắng làm vua, ai nắm tay đại, ai nói lời nói. Giống như là con quay lôi đài giống nhau, mỗi người đều điên cuồng đi trước trong hố sâu tâm, đánh bại trước người người. Tóc đỏ thanh niên đám người cũng không có vọng động, bọn họ nhìn hố sâu nội người, nuốt khẩu nước bọt, vừa mới bọn họ, tuy rằng biểu hiện cuồng vọng, kia cũng là đối đãi Trương Huyền, nhưng đối hố nội còn lại người, bọn họ cũng không dám có cái gì cuồng vọng trong lòng. Hố nội, chính là có hai cái nhị lưu tổ chức người tồn tại, mà bọn họ, bất quá là tam lưu tổ chức. Nhị lưu tổ chức cùng tam lưu tổ chức chi gian chênh lệch, là phá lệ rõ ràng. Hoa hồng trắng đồng dạng không nhúc nhích, nàng tuy rằng là thứ mân thủ lĩnh, tự thân thực lực không kém, có thể cùng hố nội người tranh phong, nhưng hiện tại nàng, tâm thái cùng còn lại người, hoàn toàn bất đồng, nàng rất rõ ràng, ở đây có cái dạng nào người tồn tại, lần này chìa khóa chi tranh, kết quả là, rất có khả năng chỉ là một hồi trò khôi hài mà thôi. Nói đi, người kia còn nói cho ngươi cái gì? Trương Huyền thanh âm. Đột nhiên ở hoa hồng trắng phía sau vang lên. Hoa hồng trắng mãnh vừa quay đầu lại, nàng đều không có phát hiện, Trương Huyền là khi nào đi vào chính mình phía sau, cái này làm cho hoa hồng trắng không thể không ở trong lòng chấn động, thánh giới người sở hữu đáng sợ, quả nhiên không phải chính mình có thể phỏng đoán, vừa mới hắn nếu là tưởng đối chính mình bất lợi, chính mình đã chết. Hoa hồng trắng nuốt khẩu nước bọt, có chút khó xử nói, đại nhân, ta. Nói đi, ta không trách ngươi. Nàng đã biết ta tới, đúng không? Trương Huyền nhìn về phía trong hố sâu kia cái chìa khóa. Hoa hồng trắng gật gật đầu, đại nhân, nàng tất cả đều biết. Trương Huyền hỏi, nói đi, như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Vị kia đại nhân nói, bắt được chìa khóa, là có thể nhìn thấy nàng. Bắt được chìa khóa, Trương Huyền nhìn chằm chằm vào hố sâu, trong đầu ở suy nghĩ sâu xa, Chessia, người rốt cuộc muốn làm gì? Chương 241 hạ ngươi sẽ hối hận nhìn đến. Đang ở Trương Huyền tự hỏi vấn đề thời điểm, một bên Quách Phi cười nhạo ra tiếng, tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm kia cái chìa khóa, chẳng lẽ còn có cái gì ý tưởng? Quách Phi vẻ mặt khinh miệt nhìn Trương Huyền, tiểu tử này, thật đúng là một chút tự mình hiểu lấy đều không có a, này chìa khóa, ngay cả chính mình đều không nhất định có thể bắt được, hắn còn vọng tưởng lấy. Vẫn luôn cũng chưa để ý tới quá Quách Phi Trương Huyền, giờ phút này quay đầu. Hướng Quách Phi cười, như thế nào, ta còn không thể xem sao? Xem có thể, nhưng liền sợ nào đó người không biết tự lượng sức mình, cũng tưởng thượng đảo a. Quách Phi cố ý nói như vậy nói, đưa tới tóc đỏ thanh niên đám người một trận cười nhạo.
Thượng đảo, bằng này đó phế vật. Liền bọn họ còn thượng đảo, đi đảo biên hút phù du cũng chưa người muốn đi. Không nhìn xem chính mình là cái gì ngoạn ý. Từng đạo trào phúng tiếng vang lên, Trương Huyền liền giống như không nghe được giống nhau, hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hố nội, giờ phút này, đã ra mạng người. Có hai cái cao thủ, lần này tranh đoạt chung, sinh sôi bị vặn gãy đầu. Tranh đoạt chìa khóa người đều rõ ràng, trước cộng đồng đánh bại thực lực mạnh nhất, đại gia lại công bằng cạnh tranh, cho nên ở hố sâu nội, lợi hại người, ngược lại không chiếm ưu thế, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trương Huyền dương mắt nhìn mắt phương xa, lẩm bẩm nói, Chessia, người cố ý khơi mào tranh đấu, là muốn làm gì? Cho tới nay, người không phải nhất hướng tới hòa bình sao? Bạch Chỉ đi vào Trương Huyền phía sau, hỏi, lão đại, thế nào, chúng ta muốn bắt chìa khóa sao? Trương Huyền lắc lắc đầu, hơi chút chờ hạ đi. Hảo, Bạch Chỉ đứng ở Trương Huyền phía sau, tùy thời chờ đợi Trương Huyền mệnh lệnh. Hố nội đấu tranh, càng ngày càng kịch liệt, sinh mệnh trôi đi. Máu tươi phun trào, làm hố nội người đều đã đỏ mắt. Máu tươi nhiễm hồng cát vàng, chết đi người căn bản không bị để ý, bị cát vàng mai táng, vĩnh viễn lưu lại nơi này, ngay cả thi thể đều tìm không thấy. Liền tại như vậy ngắn ngủn một hồi thời gian, lại có vài sinh mệnh biến mất, tại đây loại hoàn cảnh hạ chiến đấu, đối mỗi người thể lực, đều là cực đại trình độ tiêu hao. Có chút nguyên bản đứng ở hố vẻ ngoài vọng người, giờ phút này đều nhìn không được, vọt vào hố nội, gia nhập chiến đấu. Theo thời gian trôi đi, hố nội người càng ngày càng ít, kia hố sâu trang bị lưu xa, giống như là thiên nhiên phần mộ, đem kẻ thất bại chôn giấu. Nguyên bản nơi này, tụ tập hơn 100 người, giờ phút này lại xem, hơn nữa tóc đỏ thanh niên bọn họ, nơi này, bất quá hơn 30 người, còn lại người, đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đây là thế giới ngầm pháp tắc, mặc kệ là Trương Huyền, vẫn là Bạch Chỉ đám người, đều không có đối ai lộ ra đồng tình, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, muốn cường đại. Nhất định phải trải qua này đó, nhiều năm như vậy, bọn họ gặp qua quá nhiều địch nhân ngã vào chính mình dưới chân, cũng gặp qua sinh tử huynh đệ, vĩnh viễn ngã vào chính mình trước người. Trương Huyền thở dài, chuẩn bị động thủ đi. Hảo, vẫn luôn chờ đợi mệnh lệnh Bạch Chỉ gật gật đầu. Ngươi trước rời đi đi, Trương Huyền hướng Hoa Hồng Trắng nói một tiếng. Hoa Hồng Trắng kinh sợ gật đầu, một câu vô nghĩa cũng chưa nói liền chuẩn bị đi. Địa ngục hành giả là có quy củ, không có người sống. Có thể nhìn đến địa ngục hành giả gương mặt thật. Hoa Hồng Trắng không dám chần chờ, hai ba bước sải bước lên chính mình kia chiếc Land Rover, trước tiên đem xe phát động, từ Quách Phi đám người bên người đi ngang qua thời điểm, Hoa Hồng Trắng trong lòng có chút không đành lòng, nàng tuy rằng đối Quách Phi người này không thế nào cảm mạo, nhưng hai người trước sau là bằng hữu, nàng cũng không nghĩ nhìn Quách bay ra chuyện gì. Đi thôi Quách Phi, nơi này cùng chúng ta không có gì quan hệ, không cần thiết tranh vũng nước đục này. Hoa Hồng Trắng ngồi trên xe, đối Quách Phi nói. Đi, vì cái gì phải đi? Quách Phi hỏi, hắn chỉ vào Trương Huyền đám người, ta còn muốn nhìn một chút, này đó phế vật như thế nào bắt được chìa khóa đâu? Chính là a, mấy cái phế vật, tưởng còn nhiều thực. Thượng đảo, kia tòa đảo, là thứ gì đều có thể thượng. Nhìn Quách Phi bọn họ như vậy cố chấp, Hoa Hồng Trắng có chút nôn nóng, khuyên nhủ, đi thôi, đừng nhìn. Không được, ta cố tình muốn xem. Con người của ta, thích nhất nhìn này đó phế vật mất mặt. Quách Phi đôi tay ôm ngực, một bộ muốn xem trò hay biểu tình. Tóc đỏ thanh niên cùng hắn tiểu đệ, cũng đều vây quanh ở nơi này, chờ xem diễn, trong đó một cái, thậm chí chuyên môn chạy đến trên xe cầm một bao hạt dưa xuống dưới. Trương Huyền đứng ở hố sâu bên cạnh, nhàn nhạt nói, tin tưởng ta, các ngươi sẽ hối hận xem. Quách Phi hiển nhiên khinh thường Trương Huyền nói, nhướng mày nói, hối hận. Lão tử từ điển. Liền không có này hai chữ. Trương Huyền không còn có nói thêm cái gì, hắn trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Hoa Hồng Trắng cũng không dám nữa nhiều làm bất luận cái gì dừng lại, oanh khởi chân ga, nhanh chóng rời đi nơi này. Đi đoạt lấy chìa khóa đi, Trương Huyền lại nói một tiếng. Hảo, Bạch Chỉ sáu người, đồng thời đi vào hố sâu bên. Quách Phi đám người, tập trung tinh thần nhìn Trương Huyền bọn họ, ôm một bộ chế diễu tâm, chính là, khi bọn hắn nhìn đến. Bạch Chỉ mấy người chậm rãi từ bên hông lấy ra một trương mặt quỷ mặt nạ thời điểm, Quách Phi bọn họ nguyên bản còn vui cười biểu tình, thống nhất, biến thành hoảng sợ. Mà, địa ngục hành giả, tóc đỏ thanh niên môi đều ở đánh run run. Quách Phi kia vẻ mặt kiêu ngạo, giờ phút này trở nên trắng bệch một mảnh, hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới Trương Huyền nói chính mình sẽ hối hận xem là có ý tứ gì. Địa ngục hành giả,
chưa bao giờ sẽ làm người sống nhìn thấy bọn họ gương mặt thật, mà chính mình vừa rồi, đã thấy được. Nghĩ vậy chút, Quách Phi hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Đường Bạch Chỉ đám người mang lên mặt nạ sau, bọn họ mỗi người, lại chậm rãi từ đâu nội móc ra một quả nhẫn, mang ở ngón út thượng. Nguyên bản, vừa mới Quách Phi, ở biết Bạch Chỉ đám người thân phận sau, còn có thể chạm được, mà khi nhìn đến Bạch Chỉ đám người lấy ra nhẫn sau, hắn hoàn toàn không đứng được. Vương, giới. Quách Phi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt chấn động. Tóc đỏ thanh niên đám người, lúc này đồng dạng nói không ra lời, bọn họ một lòng, ở điên cuồng nhảy lên, cái loại này sợ hãi, ở trong nháy mắt, liền tràn ngập bọn họ nội tâm. Chính mình vừa mới, vẫn luôn ở trào phúng người, chính mình kiêu ngạo đối đãi người, là quang minh đảo, vương giới người sở hữu. Khi bọn hắn cho rằng, chính mình chấn động liền đến đây là ngăn thời điểm, Trương Huyền từ trong túi lấy ra kia cái ám kim sắc nhẫn, lại một lần đổi mới bọn họ nhận chi. Kia cái ám kim sắc nhẫn, bị Trương Huyền mang ở ngón trỏ thượng, tản ra một loại quỷ dị quang hoa, loại này quang hoa, làm người xem một cái, liền không thể tự kiềm chế, phảng phất có thể xâm nhập nội tâm giống nhau. Thánh giới, thánh giới. Quách Phi nhìn Trương Huyền ngón tay thượng kia chiếc nhẫn, thân thể không tự chủ được phát run, một cổ nhiệt lưu từ ống quần lưu lại, chỉ là biết Trương Huyền thân phận, cũng đã đem hắn dọa đến mất khống chế. Chính mình vẫn luôn, hướng thánh giới người sở hữu khiêu khích. Tiếng vọng chính mình đêm qua cho tới hôm nay làm những việc này, Quách Phi hận không thể đem chính mình hối thanh ruột rút ra. Khó trách hoa hồng trắng đối hắn biểu hiện như vậy không bình thường. Thánh giới người sở hữu, đứng ở thế giới này đỉnh nam nhân. Chương 242 Mị hoặc Chessia. Trương Huyền đồng dạng mang lên mặt quỷ mặt nạ, hắn xoay người, nhìn Quách Phi liếc mắt một cái. Gần này liếc mắt một cái, khiến cho Quách Phi có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Đây là một loại nguyên tự linh hồn giữa sợ hãi. Dưới mặt đất thế giới người trong mắt, thánh giới người sở hữu, chính là thần. Bởi vì đồng dạng thân ở thế giới ngầm, cho nên bọn họ càng thêm rõ ràng, thánh giới người sở hữu, có bao nhiêu khủng bố. Bạch Chỉ sáu người, không rên một tiếng, hướng hố nội đi đến. Những cái đó hố nội người, giờ phút này đều đã giết đỏ cả mắt rồi, cái gì đều không để bụng, khi bọn hắn nhận thấy được lại có người đi vào hố sâu khi. Không hề nghĩ ngợi, liền múa may nắm tay, hoặc lấy ra tùy thân mang theo vũ khí, chiều Bạch Chỉ bọn họ đánh đi. Đối mặt những người này công kích, Bạch Chỉ đám người xem cũng không xem. Một người nắm tay, lập tức liền phải tiếp cận Bạch Chỉ mặt bộ, lại đột nhiên im bặt. Huy quyền người đã giết đỏ cả mắt rồi, liền ở nắm tay múa may sau khi ra ngoài, hắn mới nhìn đến Bạch Chỉ trên mặt kia trương mặt quỷ mặt nạ, này mặt nạ tồn tại, làm người này sinh sôi dừng lại nắm tay. Mà Ngục hành giả. Huy quyền người vội vàng đem nắm tay thu hồi, thân mình hèn mọn một cung, đầy mặt kính sợ nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cũng không có để ý tới người này, tiếp tục chiều trong hố sâu tâm đi đến. Còn lại mấy cái phương hướng, tóc đỏ đám người, cũng gặp được cùng Bạch Chỉ không sai biệt lắm sự tình. Bạch Chỉ đám người xuất hiện, làm hố sâu nội người, tất cả đều ngừng lại, vừa động cũng không dám động. Địa ngục hành giả uy nghiêm, không có người dám đi đụng vào. Cứ như vậy, Bạch Chỉ đám người, không có bất luận cái gì trở ngại, đi vào trong hố sâu tâm, bắt được kia cái kim sắc chìa khóa. Trương Huyền đứng ở hố sâu bên cạnh, đường Bạch Chỉ bọn họ bắt được chìa khóa thời điểm, Trương Huyền nhìn về phía hố sâu đối diện, ở hố sâu bên kia, không biết khi nào, xuất hiện một đạo mạn diệu thân ảnh, nàng ăn mặc hắc y, dáng người nhô lên, chẳng sợ nhất bắt bẻ người tới đây, cũng vô pháp từ nàng dáng người thượng, tìm ra một chút tì vết. Nàng đồng dạng mang theo một trương mặt quỷ mặt nạ, một đầu ngân bạch tóc dài, tùy ý khoác hạ. Đều rời đi đi, Bạch Chỉ thanh âm trầm thấp nói một câu. Những cái đó đứng ở trong hố sâu không dám vọng động người, nghe được lời này, như được đại xá giống nhau, toàn bộ bằng mau tốc độ chạy ra hố sâu, một khắc cũng không dám dừng lại, lái xe liền chạy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn đến những cái đó lái xe rời đi người. Quách Phi đám người trong lòng toàn là hâm mộ, nhưng hiện tại bọn họ lại không dám đi. Trương Huyền chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Đứng ở Trương Huyền đối diện người, đồng dạng tháo xuống mặt nạ, đó là một trương như thế nào dung nhan, nếu có người nói, bầu trời nhất sáng người tinh, chính là nàng đôi mắt, bầu trời trăng rằm, hóa thành nàng lông mày, kia thế giới nhất nhu hòa đường cong, là bởi vì nàng mà xuất hiện, trên đời đẹp nhất phong cảnh, có thể bởi vì nàng ảm đạm thất sắc. Nói như vậy,
đối với nhìn thấy nàng người tới nói, một chút đều sẽ không cảm thấy khoa trương. Gặp qua nàng dung nhan người, vô pháp dùng một loại chuẩn xác từ ngữ tới miêu tả nàng gương mặt kia, bởi vì bất luận cái gì ca ngợi từ, đều không đủ để hình dung nàng, đều sẽ ở trên người nàng, biến thành nghĩa xấu. Chelsea, Trương Huyền há mồm, hắn trong thanh âm, mang theo một tia khàn khàn. Trương Huyền ca ca, người tưởng ta sao? Chelsea thanh âm vang lên, mang theo một loại từ tính, tràn ngập khôn kể mị lực. Trương Huyền gật gật đầu, tưởng. Chelsea vọt vào trong hố sâu, vui mừng hướng Trương Huyền chạy tới, nàng lướt qua bạch chỉ đám người bên người, lại xông lên hố sâu, cả người đều nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực. Trương Huyền nhìn trong lòng ngực khối này thân thể mềm mại, duỗi tay vuốt ve mái tóc của nàng. Trương Huyền ca ca, ta rất nhớ ngươi. Chelsea gần ôm Trương Huyền hổ eo, trong thanh âm mang theo một loại nồng đậm tưởng niệm. Bạch chỉ đám người đứng ở trong hố sâu, nhìn Chelsea biểu hiện, bọn họ một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, Chelsea đối Trương Huyền có bao nhiêu không muốn xa rời, bọn họ đều phi thường rõ ràng, nhưng bọn họ thật sự tưởng không rõ, Chelsea vì cái gì phải đối phó Trương Huyền. Mấy người chậm rãi từ trong hố sâu đi rồi đi lên. Chelsea cũng buông ra Trương Huyền hổ eo, lộ ra vẻ mặt tươi cười, Bạch Trì ca ca, Hải Thần ca ca, Tóc Đỏ ca ca, Phí Lôi Tư đại thúc, Nguyệt Thần tỷ tỷ, Khương Nhi muội muội, các ngươi cũng tới rồi. Ra chuyện lớn như vậy, có thể không tới sao? Bạch Trì đem mặt nạ tháo xuống, Chelsea, những cái đó sát đại tẩu người, thật là ngươi phái đi. Vừa nghe đại tẩu hai chữ, Chelsea trên mặt tươi cười, nháy mắt biến mất, đồng thời, nàng kia thâm lam như hải dương mỹ lệ trong mắt, lộ ra một mặt nồng đậm sát ý, là ta phái đi. Vì cái gì, Trương Huyền khó hiểu, ngươi nên biết, nàng cùng ta quan. Đúng là bởi vì biết, cho nên ta mới muốn sát nàng. Chelsea trong mắt hận ý dày đặc, nàng đoạt đi rồi ta quan trọng nhất người, nàng tồn tại, sẽ dẫn tới quang minh đảo hủy diệt. Trương Huyền ca ca, ngươi có biết hay không, ngươi biến mất này mấy tháng, bên ngoài người, là như thế nào đàm luận chúng ta? Có càng ngày càng nhiều người, bắt đầu khiêu khích chúng ta quang minh đảo tôn nghiêm. Trương Huyền không nói gì, lặng lặng nhìn Chelsea. Chelsea tiếp tục nói, bên ngoài có nghe đồn, hỏa tinh bản vẽ ở Trương Huyền ca ca trên người của ngươi. Ngươi có biết hay không, có bao nhiêu người, bước lên quang minh đảo, hỏi ta mượn đọc bản vẽ. Ở mấy tháng trước, có ai dám làm như thế? Hiện tại bọn họ, đã không đem quang minh đảo để vào mắt. Trương Huyền bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ Chelsea nhu thuận tóc dài, mở miệng nói, Chelsea, này đó, chẳng qua là chút hư danh, ngươi không cần để ý. Không phải hư danh, Chelsea đột nhiên hét lớn một tiếng, nàng bộ dáng, đem bạch chỉ đám người, giật nảy mình. Đây là chúng ta mệnh, Chelsea lấy ra kia cái năm màu sắc đuôi giới, chộp vào trong tay, chúng ta quang minh đảo uy nghiêm, là ở thây sơn biển máu trung trồng chất lên, là Trương Huyền ca ca tồn tại, mang cho ngoại giới uy hiếp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bên ngoài người, đều cho rằng Trương Huyền ca ca phế đi. Quang minh đảo người trên, đều nghẹn một hơi, chờ Trương Huyền ca ca trở về kia một ngày. Nhưng hắn đâu? Chelsea duỗi tay chỉ vào Trương Huyền, hắn ích kỷ, hắn vì một nữ nhân. Vứt bỏ chúng ta mọi người, cam tâm đương một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, ta hỏi một chút ngươi, ngươi làm như vậy, còn có hay không một chút sa tăng bộ dáng? Chelsea, ngươi làm gì đâu, bắt tay buông. Bạch Trì quát lớn một tiếng, Chelsea hành vi, hiển nhiên đã qua giới. Trương Huyền không để bụng vẫy vẫy tay, không có việc gì, làm nàng nói, hôm nay là chúng ta người trong nhà nói chuyện, không có quy củ nhiều như vậy. Ha ha, Chelsea cười lạnh hai tiếng. Vừa mới điểm mỹ bộ dáng, vừa đi vô tung, ta liền hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trở về? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bồi ở nữ nhân kia bên người, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta lúc trước mục tiêu? Ta sẽ không quên, ngươi phải cho ta thời gian. Trương Huyền nói, ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Nói như vậy, ngươi là muốn chúng ta, tiếp tục chờ lạc. Tương lai có hay không đã nói với ngươi, ở ngươi biến mất này mấy tháng chung, Quang Minh Đảo. Tổng cộng bị ngoại giới tỏa định vài lần, có bao nhiêu cái đạn hạt nhân, tùy thời khả năng dừng ở trên đầu chúng ta. Có hay không, Chelsea ngữ khí, trở nên phi thường kích động, cuối cùng mấy chữ, đều là nàng giống ra tới. Chương 243 năm màu vương giới biến mất. Đạn hạt nhân tỏa định quang minh đảo. Chelsea nói, làm Trương Huyền bỗng nhiên cả kinh, hắn đích xác không biết chuyện này. Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới tương lai trên người. Tương lai lại có chút không dám nhìn thẳng Trương Huyền,
Hiển nhiên, nàng biết chuyện này, lại không có nói cho Trương Huyền. Lão đại, người đừng trách Khương Nhi nhà đầu này, là chúng ta không làm nói. Bạch Chỉ Đổ trong tương lai trước người, thế nàng thừa nhận Trương Huyền dò hỏi ánh mắt. Trương Huyền hít sâu một hơi, hỏi, chuyện khi nào? Kia, lần đó đại chiến qua đi ngày thứ ba, tương lai thanh âm thật nhỏ trả lời nói. Vì một nữ nhân, bỏ toàn bộ Quang Minh đảo với không màng, này không nên là Satan làm được sự. Chessia ánh mắt, đột nhiên lại trở nên nhu tình lên, nàng ôm lấy Trương Huyền cánh tay, kiều thanh nói, Trương Huyền ca ca, ngươi trở về được không? Trương Huyền nhìn Chessia kia như thiên sứ gương mặt, chậm rãi lắc lắc đầu, lại cho ta một đoạn thời gian. Chessia bỗng nhiên buông ra Trương Huyền cánh tay, lại cho ngươi một đoạn thời gian. Khả năng ngày mai, hậu thiên, những cái đó đạn hạt nhân liền sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta, ngươi còn muốn bao nhiêu thời gian? Trương Huyền trầm mặc. Chessia nhìn Trương Huyền mặc không lên tiếng bộ dáng, ha hả cười hai tiếng, thì huyết bầy sói, biến thành mềm yếu sơn dương. Quang Minh đảo không hề là trước đây Quang Minh đảo, ta sở nhận thức Trương Huyền, cũng không hề là ta trong ấn tượng cái kia Sa Tăng đại nhân. Chessia mãnh vung tay lên, ở tay nàng trong tay, xuất hiện một phen màu ngân bạch súng lục sở nhắm ngay phương hướng, đúng là Quách Phi đám người. Chessia nhẹ nhàng khấu động cò súng, chỉ nghe một tiếng phanh vang, phía trước vẫn luôn kêu gào tên kia tóc đỏ thanh niên, giữa mày xuất hiện một cái thật nhỏ điểm đỏ, mà tóc đỏ thanh niên bản nhân, thẳng tắp liền ngã xuống cát vàng thượng. Địa ngục hành giả có quy củ, phàm là gặp qua địa ngục hành giả gương mặt thật, không có người sống, nhưng còn bây giờ thì sao? Chessia đem họng súng nhắm ngay hạ một người, lại lần nữa khấu động cò súng, hiện tại các ngươi, đã không có lúc trước tâm huyết. Nhân từ người, vô pháp dưới mặt đất thế giới sinh tồn đi xuống, Trương Huyền, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, có trở về hay không tới, ngươi muốn nữ nhân, thiên hạ có nhiều như vậy nữ nhân nhậm ngươi chọn lựa tuyển, ngươi tưởng chơi, toàn đảo người bồi ngươi chơi, chỉ cần ngươi chịu trở về. Trương Huyền chậm rãi lắc lắc đầu, hắn cái này lắc đầu động tác, làm Chessia tự giễu cười. Quả nhiên, ta nói hết thảy, đặt ở ngươi trong mắt, đều xa xa không có nữ nhân kia quan trọng đúng không? Nếu Quang Minh đảo đã không phải ta sở quen thuộc Quang Minh đảo, Trương Huyền cũng không phải ta sở quen thuộc Trương Huyền, chiếc nhẫn này. Nói đến chỗ này, Chessia mở ra bàn tay, kia cái năm màu nhẫn, dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt quang mang, này nhẫn, không cần cũng thế. Chessia phất tay dùng sức ném đi. Không cần, ở Chessia tung ra nhẫn đồng thời. Bạch Chỉ đám người liền phát ra kinh hô, tóc đỏ càng là duỗi tay đi chặn lại Chessia động tác, nhưng đã quá muộn. Kia cái phát ra ngũ thải quang mang đuôi giới, dừng ở này đầy trời cát vàng giữa, biến mất tung tích. Từ nay về sau, Quang Minh đảo, lại vô năm màu vương giới, trên thế giới, cũng không còn có Chessia người này. Nữ nhân thật sâu nhìn mắt Trương Huyền, đem treo ở sau eo mặt quỷ mặt nạ gỡ xuống, ném xuống đất, mà nàng, tắc xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại. Chiều Trương Huyền bọn họ tương đối phương hướng đi đến. Chessia, tương lai hô to một tiếng, theo đi lên. Hải thần nhìn Trương Huyền, lại nhìn Chessia, cũng đi nhanh chiều Chessia đuổi theo. Lão đại, liền như vậy làm Chessia đi rồi sao? Bạch Chỉ nhìn đứng ở tại chỗ không dao động Trương Huyền, nôn nóng nói. Trương Huyền thanh âm bình đạm trả lời nói, đây là nàng lựa chọn, đi thôi, cần phải trở về. Trương Huyền nói xong câu đó sau. Đi đến Bạch Chỉ bọn họ mở ra xa tiền, kéo ra cửa xe, ngồi đi lên. Cái gì kêu đây là nàng lựa chọn a, lão đại? Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn xem Chessia đi? Bạch Chỉ một phen kéo ra cửa xe. Trước lên xe đi, Trương Huyền mở miệng. Bạch Chỉ đứng ở cửa xe trước, do dự mười mấy giây, dùng sức một quyền chùy ở trên thân xe, lúc này mới ngồi trên xe. Trương Huyền ngồi ở trên ghế phụ, nhìn Chessia rời đi bóng dáng. Nữ nhân ở hắn trong tầm mắt trở nên càng ngày càng nhỏ. Lão đại, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Bạch Chỉ phi thường khó hiểu, hắn trong giọng nói, mang theo một chút chất vấn cảm giác. Có một số việc, vô pháp cho các ngươi giảng. Trương Huyền lắc lắc đầu, chờ ta làm rõ ràng này hết thảy sau, rồi nói sau. Trương Huyền nói, làm Bạch Chỉ sắc mặt ngẩn ra, lão đại, ngươi là chỉ. Lần trước đại chiến, không giống các ngươi tưởng đơn giản như vậy a. Trương Huyền thở dài một hơi, đi thôi, hồi Ninh Tỉnh. Thấy Trương Huyền nói như vậy, Bạch Chỉ cũng không hề hỏi nhiều, cùng tóc đỏ bọn họ chào hỏi sau, lái xe chở Trương Huyền, chiều bãi vắng vẻ vách tường ngoại chạy tới. Chuyện này, làm đến tóc đỏ đám người tâm phiền ý loạn,
hắn nhìn mắt còn lưu tại cát vàng thượng Quách Phi đám người, khóe miệng treo lên một mạt cười dữ tợn, một lần nữa mang lên mặt quỷ mặt nạ, chiều Quách bay đi qua đi. Quách Phi môi đánh run run, nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần tóc đỏ, tâm như cho tàn, hắn biết, chính mình xong rồi. Bạch Trì lái xe rời đi bãi vắng vẻ vách tường sau, cũng không có ở An Thị dừng lại, mà là trực tiếp bước lên Hồi Ninh tỉnh lộ. Trương Huyền ngồi trên xe, một câu cũng chưa nói, hắn hồi ức mấy tháng trước phát sinh sự. Mấy tháng trước, toàn bộ thế giới ngầm, phát sinh một hồi chưa từng có xuất hiện quá cực đại chiến đấu, đối trận chiến đấu này, cảm kích nhân xưng này vì, hoàng hôn chi chiến. Toàn bộ thế giới ngầm, có hai đại siêu cấp thế lực. Cái thứ nhất, là mỗi người sợ hãi Quang Minh Đảo. Cái thứ hai, tên là Vương Sẽ. Quang Minh Đảo, đại biểu thế giới này cuối cùng một tia quang minh, cũng ý nghĩa, đương Quang Minh Đảo lâm vào hắc ám, như vậy toàn bộ thế giới, cũng sẽ tùy theo lâm vào hắc ám, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được Minh Đảo địa vị có bao nhiêu cao thượng. Đến nỗi Vương Sẽ, dám dùng Vương cái này tự tới mệnh danh, cũng có thể nhìn ra, Vương Sẽ thực lực cường đại. Quang Minh Đảo, có được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, Sa Tăng, ở Sa Tăng thủ hạ, dẫn theo 10 cái huynh đệ tỉ muội, này 10 người, mỗi một cái sau lưng thế lực ngập trời, năng lực cá nhân cường đại, bọn họ là cộng đồng từ thây sơn biển máu chung bò ra tới, thân như huynh muội. Vương Sẽ tồn tại, từ thượng thế kỷ thập niên 60, liền bị người biết rõ, không ai biết Vương Sẽ sau lưng thế lực có bao nhiêu đại, cũng không ai biết, Vương Sẽ hội trưởng, rốt cuộc là người phương nào, chỉ biết, tại đây trên thế giới, Vương Sẽ là duy nhất một cái có thể cùng Quang Minh Đảo địa vị ngang nhau ngầm thế lực. Mấy tháng trước, bởi vì hỏa tinh, Vương Sẽ cùng Quang Minh Đảo khai chiến. Lần này chiến dịch, to lớn, rồi lại ẩn nấp. To lớn ở chỗ, có mấy chục lính đánh thuê tổ chức, tại thế giới các nơi giao chiến, ẩn nấp ở chỗ, không ai biết, phương nào thuộc về Vương Sẽ, phương nào thuộc về Quang Minh Đảo. Hai đại tổ chức chiến tranh, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi toàn bộ thế giới thế cục. Này đối thế giới ngầm tới nói, đã phá hư quy củ. Cho nên, Quang Minh Đảo cùng Vương Sẽ, tiến hành rồi một hồi nhất cao cấp sinh tử chiến đấu.